Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 155. Dương Diệp nắm chắc hai tay, im lặng không nói. Qua hồi lâu, Dương Diệp nhìn về phía cánh cổng ánh sáng kia, sau đó mang theo An Nam Tĩnh quay người rời đi. Hư Linh Đại Lục. Dương Diệp mang theo An Nam Tĩnh trở lại Hư Linh Đại Lục, hắn lập tức tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp, Dương Diệp tâm niệm vừa động, Tiểu Hồng xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đầu Tiểu Hồng là bím tóc một đen một đỏ rất dễ làm người khác chú ý. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiểu Hồng, khi nhìn thấy Tiểu Bạch, con mắt Tiểu Hồng sáng ngời, nàng trực tiếp há mồm cắn về phía Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Tiểu Bạch trợn lên, thoáng qua, nàng nâng Tiểu chảo đánh tới Tiểu Hồng. Am, một chảo này, trực tiếp vỗ Tiểu Hồng văng ra ngoài. Dương Diệp. Mà lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên nổi giận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không còn non nớt cùng thiên chân, chỉ có dữ tợn cùng sát ý. Bàn tay nhỏ bé của nàng kéo một phát, trong chốc lát, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, ngay sau đó, nàng cầm theo kiếm bổ tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, ý kia là, vì sao tiểu gia hỏa kia lớn lối như vậy? Dương Diệp nhún vai, tỏ vẻ không biết, mà lúc này, huyết kiếm kia đã đến. Dương Diệp giơ tay vỗ ra một chưởng. Nhưng thời điểm tay của hắn tiếp xúc tới huyết kiếm, sắc mặt hắn biến đổi. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Mà ở trong lòng bàn tay của hắn, là một vết máu sâu đậm. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, Tiểu Hồng khủng bố như thế. Nhìn thấy Dương Diệp bị một kiếm bổ lùi, Tiểu Bạch nổi giận. Nàng cũng không phải ăn chay, lập tức há mồm khẽ hấp, trong chốc lát, huyết kiếm trong tay sát lục chi linh hóa thành một đạo hồng mang bị Tiểu Bạch hấp vào trong miệng, cùng lúc đó, trên người Tiểu Hồng tản mát ra sát ý cũng bị Tiểu Bạch hút sạch. Tiểu Hồng bối rối. Dương Diệp cũng có chút mộng, Tiểu Bạch lợi hại như vậy. Ngay cả sát ý cũng có thể hấp thu. Tiểu Hồng trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhờ giúp đỡ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Tiểu Hồng, sau đó hai móng cầm bím tóc của Tiểu Hồng cào loạn, nhìn thật giống như bát phụ ở ngoài chợ, trông cực kỳ buồn cười. Tiểu Hồng lại bị chọc giận lần nữa, gầm lên giận dữ, sát ý vô cùng vô tận từ trong cơ thể nàng phóng lên trời, trong chốc lát, cả Hồng Mông Tháp bị sát ý bao trùm, một mảnh huyết hồng. Nhưng Tiểu Bạch không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục cầm bím tóc của Tiểu Hồng cào loạn. Linh. Tuy thực lực của Tiểu Hồng rất mạnh, nhưng nàng cuối cùng là linh vật, mà linh vật thì sẽ bị Tiểu Bạch khắc chế. Bất quá bởi vì Tiểu Hồng quá cường đại, bởi vậy lúc nàng nhìn thấy Tiểu Bạch, ý niệm thứ nhất không phải e ngại, mà là muốn thôn phệ Tiểu Bạch. Đáng tiếc là, Tiểu Bạch cũng tiến hóa, tuy nàng đánh nhau không phải lợi hại như vậy, nhưng đối phó linh vật vẫn vô cùng lợi hại. Ngay lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên giơ hai tay lên. Đầu hàng. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc không chịu nổi, lựa chọn đầu hàng. Tiểu Bạch ngừng lại, Tiểu Hồng vội vàng bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó ủy khuất nhìn Dương Diệp, một tay thì không ngừng chỉ vào Tiểu Bạch cách đó không xa, giống như hài tử bị ức hiếp mách ra trường. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng cảm giác có chút không đúng, mình biến thành người xấu. Dương Diệp lắc đầu cười cười, hắn nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiểu Hồng, sau đó nói. Không thể khi dễ Tiểu Bạch. Phải nghe lời của Tiểu Bạch, hiểu chưa? Tiểu Hồng cắn ngón tay nhỏ, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch dương tiểu chảo lên, Tiểu Hồng vội vàng gật đầu. Dương Diệp cười cười, giống như nghĩ đến cái gì, hắn kêu kiếm linh ra, khi thấy kiếm linh, con mắt Tiểu Hồng lần nữa phát sáng, nàng một phát bắt được kiếm linh, sau đó xoay người nhìn về phía Tiểu Bạch. Giờ khắc này, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, trên người Tiểu Hồng bộc lộ ra khí tức so với trước đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nguy hiểm. Giờ phút này Tiểu Bạch cũng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Không chỉ Tiểu Bạch, ngay cả Dương Diệp cũng cảm giác được nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, hắn chỉ ở trên người lão tổ cảm nhận được. Mà bây giờ, hắn ở trên người Tiểu Hồng cũng cảm nhận được. Tiểu Hồng cầm theo kiếm linh chậm rãi đi về phía Tiểu Bạch, kiếm linh ở trong tay Tiểu Hồng, sát ý vô cùng vô tận không ngừng từ trong kiếm phát ra, trong thời gian thật ngắn, cả Hồng Mông Tháp đều bị sát ý bao trùm. Sát ý kia, so với sát ý của Dương Diệp còn kinh khủng hơn. Kiếm, chủ giết chóc, mà kiếm của Dương Diệp, giết chóc trong giết chóc. Bởi vậy, kiếm này ở trong tay Tiểu Hồng, uy lực có thể bị phóng đại vô hạn.
Mà Tiểu Hồng nắm kiếm này, sát ý của nó cũng có một vật dẫn, bởi vậy mới sẽ khủng bố như thế. Cách đó không xa, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, yết hầu lăn lăn, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng lúc này Tiểu Hồng đã chạy tới trước mặt nàng. Tiểu Hồng nhìn Tiểu Bạch, kiếm linh kia không ngừng rung động, trong mắt Tiểu Hồng có ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Trả thù. Tiểu gia hỏa này muốn báo thù vừa rồi Tiểu Bạch ăn hiếp nàng. Lúc này, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó tiểu chảo của nàng vung múa. Yên lặng một cái chớp mắt. Ầm. Một cỗ kim quang lóe lên, thoáng qua, một tiểu tháp rơi vào trên vuốt của Tiểu Bạch. Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch nắm Hồng Mông Tháp chậm rãi đi về phía Tiểu Hồng, một móng vuốt nhỏ chỉ Tiểu Hồng, sau đó siết chặt. Uy hiếp. Trần trụi uy hiếp. Tiểu Hồng trừng mắt nhìn, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, lại liếc nhìn Hồng Mông Tháp, cuối cùng nàng nhìn kiếm trong tay mình, giờ khắc này, nàng cảm giác giống như không có phần thắng gì. Vì vậy, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp giang tay ra, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng màu máu xông vào mi tâm Dương Diệp, trong chốc lát, hai mắt Dương Diệp mãnh liệt mở ra. Hai tia máu từ trong hai mắt Dương Diệp bắn nhanh ra, cùng lúc đó, một cổ sát ý kinh khủng càn quét. Ầm. Trong Hồng Mông Tháp, không gian bắt đầu tầng tầng sụp đổ mai một. Sát ý. Trong cơ thể Dương Diệp, sát ý vô cùng vô tận không ngừng phát ra, những sát ý này, trực tiếp tàn phá không gian trong Hồng Mông Tháp thành mảnh nhỏ. Nếu như nói trước kia sát ý của Dương Diệp là biển rộng vô biên vô tận, vậy sát ý của hắn bây giờ, chính là vũ trụ mênh mông. Hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch bối rối. Lúc này, Hồng Mông Tháp đột nhiên hóa thành một vệt kim quang xông vào mi tâm của Dương Diệp. Àm! Một cỗ kim quang lập tức bao phủ Dương Diệp, thời điểm hào quang màu vàng óng này bao phủ hắn, những sát ý kia lập tức bị kim mang bao phủ, nhưng sát ý vô cùng vô tận vẫn không ngừng chấn động kim mang, trong sát ý chấn động, kim quang bắt đầu rạn nứt. Ở ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Dương Diệp, từng cỗ linh khí không ngừng tuôn vào người Dương Diệp. Cùng lúc đó, bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bạch ôm hai má hắn, không ngừng cọ cọ. Thời gian dần trôi qua, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Qua hồi lâu, tay phải Dương Diệp để ở vị trí mi tâm của mình. Ra, đi ra. Ầm. Một đạo hồng mang từ mi tâm của Dương Diệp hiện ra, hồng mang tản đi, Tiểu Hồng xuất hiện ở trước mặt. Nhìn dáng vẻ của Dương Diệp, vẻ mặt Tiểu Hồng mờ mịt. Sau khi Tiểu Hồng ra ngoài, cả người Dương Diệp nhất thời hơi khá hơn một chút, hắn ổn định tinh thần của mình, qua hồi lâu, hắn nhìn về phía Tiểu Hồng, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa rồi một chớp mắt kia, Tiểu Hồng lấy sạch sát ý của hắn, điều này làm cho sát ý của hắn cường đại trước đó chưa từng có, nhưng sát ý cường đại đến thiếu chút nữa để cho hắn đánh mất phương hướng. Giết chóc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn quả thực muốn giết chết tất cả mọi người, kể cả Tiểu Bạch, Hồng Mông Tháp còn có An Nam Tính. Lúc này đây, hắn ý thức được sát lục chi linh khủng bố. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên quay người căm tức nhìn Tiểu Hồng, nàng giật mình, vội vàng lui về phía sau, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi tới trước mặt Tiểu Hồng, hắn nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó nói. Sau này, không có lệnh của ta, không thể chạy vào trong mi tâm ta, được không? Tiểu Hồng ủy khuất nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Không có trách ngươi, chẳng qua là bây giờ ta còn không cách nào hoàn toàn thích hợp ngươi, ngươi chạy vào trong, ta sẽ bị thương, hiểu chưa? Ở dưới Dương Diệp giải thích, Tiểu Hồng cuối cùng đã minh bạch. Lập tức đáp ứng Dương Diệp, không có lệnh của Dương Diệp, nàng sẽ không tùy tiện đi vào trong đại não. Dương Diệp kéo Tiểu Bạch cùng Hồng Mông Tháp qua, Dương Diệp nói khẽ. Tiểu Bạch, ngươi là lão đại, ngươi không thể khi dễ Tiểu Hồng, hiểu chưa? Lão đại. Ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời, nàng rất thích xưng hô này. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Hồng. Phải nghe lời Tiểu Bạch, nàng có rất nhiều linh khí, ngươi nghe lời, nàng sẽ đối rất tốt với ngươi, bằng không thì sẽ bị đòn. Dương Diệp cảm thấy, mình cần phải trấn an mấy tiểu gia hỏa này, bằng không thì mấy tiểu gia hỏa đánh nhau, Hồng Mông Tháp sẽ chịu không nổi. Sự tình thực chứng minh, sát lục chi linh bắt đầu cuồng bạo, là có chút dày vò Hồng Mông Tháp. Có lẽ đánh không lại Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch, nhưng nàng phá chơi không được sao. Cuối cùng, Tiểu Hồng thừa nhận địa vị của Tiểu Bạch, tỏ vẻ nguyện ý nhận Tiểu Bạch làm lão đại. Kỳ thật,
nàng đối với Tiểu Bạch cũng có chút sợ. Đặc biệt là Hồng Mông Tháp kia còn đứng ở bên Tiểu Bạch, mà nàng, trừ khi Dương Diệp cùng nàng hợp thể, kể từ đó, nàng có thể cùng Tiểu Bạch tranh tài một trận, nhưng vấn đề là, Dương Diệp hiển nhiên sẽ không cùng nàng chung một chỗ đánh Tiểu Bạch. Bất kể như thế nào, hậu viện của Dương Diệp xem như ổn định. Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, vừa rời Hồng Mông Tháp, Dương Liêm Sương đã đi tới trước mặt hắn, sau đó nói. Có hai người muốn gặp ngươi. Ân. Dương Diệp nói. Ai? Đã lâu không gặp. Lúc này, một giọng nói từ sau lưng Dương Diệp truyền đến. Dương Diệp quay người, người nói chuyện, Dương Diệp nhận thức, đúng là Viên lão ban đầu ở binh giới từng có trợ giúp hắn, mà ở bên cạnh Viên lão, còn có một trung niên này là Trọng Giả. Các ngươi. Dương Diệp khó hiểu. Viên lão cười nói. Binh giới đã không còn, hai người chúng ta là đến nương nhờ Tiểu Hữu. Như thế nào, Tiểu Hữu không chào đón? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Tự nhiên là hoan nghênh, chẳng qua là, trên người ta phiền toái hơi nhiều, sợ liên lụy hai vị. Viên lão cười nói. Phiền toái gì gì đó, hiện tại đại thiên vũ trụ, ai không có phiền toái? Chỉ cần Tiểu Hữu hoan nghênh là tốt rồi. Đúng rồi, ta còn có một đám đồ tử đồ tôn, cũng hy vọng Tiểu Hữu thu lưu. Thiên Cơ Viện. Bên cạnh Dương Diệp. Dương Liêm Sương nói khẽ. Dương Diệp nhìn Viên lão. Tiền bối. Thiên Cơ lão nhân. Lúc này Trọng Dạ nói. Viên lão chính là người sáng lập Thiên Cơ Viện, Thiên Cơ lão nhân. Thì ra là thế. Dương Diệp nói khẽ. Không nghĩ tới tiền bối ẩn núp sâu như vậy. Viên lão mỉm cười. Chỉ bởi vì một ít chuyện, không muốn bị người quấy rầy. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Tiền bối muốn tới Hư Linh Đại Lục, mang theo Thiên Cơ Viện. Viên lão nhẹ gật đầu. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Như vậy đi, Hư Linh Đại Lục, tiền bối cùng thủ hạ của tiền bối có thể cư trú, ngày sau nếu Hư Linh Đại Lục có phiền toái. Lúc này Viên lão đột nhiên nói. Tự nhiên là chung một chỗ gánh chịu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Viên lão cười nói. Lão phu bất tài. Đối với tu luyện không có hứng thú đặc biệt, nhưng ngăn cản một vị lão tổ vẫn có thể. Dương Diệp trầm giọng nói. Vì sao tiền bối đứng ở bên ta? Đại thiên vũ trụ hiện tại, có thể nói là thiên hạ bốn cực, thứ nhất là bất tử tộc, thứ hai là thần tộc, thứ ba là đạo gia cầm đầu thiên minh, còn có một phương, chính là hư linh đại lục của Dương Diệp hắn, mà ở trong bốn phương, thực lực bên Dương Diệp hắn có thể nói là yếu nhất. Viên lão nói khẽ. Coi như là đánh bạc đi, đánh bạc Tiểu Hữu có thể mang theo chúng ta giết ra một con đường sống. Lý do này đủ chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đủ rồi. Viên lão mỉm cười, sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nơi đây, đã từng có trận pháp, nhưng hiện tại xem ra, trận pháp kia đã biến mất, cho nên ta muốn ở đây lần nữa bố trí một trận pháp, một siêu cấp trận pháp, bất quá cần linh chủ tương trợ. Dương Diệp nói. Tự nhiên không có vấn đề, bất quá mỗi ngày Viên lão phải vì Tiểu Bạch nướng một con dê. Viên lão cười ha ha. Này chính là lão phu chiếm tiện nghi, ha ha. Cứ như vậy, Viên lão mang theo cường giả của Thiên Cơ Viện vào ở Hư Linh Đại Lục, mà trong khoảng thời gian kế tiếp, có chút nằm ngoài dự đoán của Dương Diệp, bởi vì Thiên Cơ lão nhân không biết từ chỗ nào đưa tới rất nhiều cường giả. Thánh nhân. Toàn bộ đều là thánh nhân, mà số lượng khoảng chừng hơn 10 vị. Trừ lần đó ra, một trận pháp lặng yên bao trùm cả Hư Linh Đại Lục. Mà Đại Thiên Vũ Trụ, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Từng tộc biến mất, cả Đại Thiên Vũ Trụ thây ngang khắp đồng. Mà càng ngày càng nhiều cường giả nhân tộc chạy đến Hư Linh Đại Lục, bởi vì hiện tại cả Đại Thiên Vũ Trụ, Hư Linh Đại Lục chính là thiên đường. Đạo giới. Ngày hôm nay, gần 600 bất tử kỵ sĩ đột nhiên đi tới trên không đạo giới. Đạo giới lúc này. Cũng chính là Tổng bộ Thiên Minh. Nơi đây, hội tụ tất cả cường giả của Tam Đại gia cùng Bách tộc. Nhưng đối mặt 600 bất tử kỵ sĩ, những cường giả kia tỏ ra nhỏ yếu như vậy. Kỳ thật, vốn thực lực của Tam Đại gia cùng Bách tộc vô cùng cường hãn, đáng tiếc, trước khi bất tử tộc hàng lâm, nội bộ Đại Thiên Vũ Trụ hao tổn quá nghiêm trọng. Đặc biệt là trận chiến của Dương Diệp và Dương Vô Địch lúc trước. Trận chiến ấy làm cho Bách tộc cùng hai đại gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Độc Cô Tuyệt Thiên mắt nhìn xuống đạo giới, lúc này đạo tổ xuất hiện ở cách Độc Cô Tuyệt Thiên không xa, Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn đạo tổ.
các ngươi thực cảm thấy có thể ngăn cản bước chân của bất tử tộc ta? Đạo tổ nói, đều là chết, vì sao không ngăn? Độc Cô Tuyệt Thiên cười nói, như thế nào, bất tử tộc ta nguyện ý cho sinh linh của đại thiên vũ trụ một con đường sống. Chỉ cần bọn ngươi đầu hàng, bất tử tộc ta nguyện ý thả chư vị một con đường sống. Đương nhiên, chỉ hạn chế cường giả đại thiện cảnh trở lên, đại thiện cảnh trở xuống, phải chết. Nghe vậy, đạo tổ nhíu mày. Các ngươi muốn làm cái gì? Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói. Biết rõ vì sao các ngươi yếu như vậy không? Không chờ đạo tổ trả lời, Độc Cô Tuyệt Thiên lại nói. Ở bất tử tộc ta, phàm là kẻ yếu, đều bị loại bỏ, kẻ yếu, không có quyền sống. Cho nên bất tử tộc ta, chỉ có cường giả, mà đại thiên vũ trụ ngươi, nhìn xem những sinh linh nhỏ yếu kia, bọn hắn còn sống, là lãng phí linh khí của đại thiên vũ trụ. Đương nhiên, các ngươi có thể cự tuyệt, với chúng ta mà nói, các ngươi cự tuyệt, sẽ để cho chúng ta tốn nhiều một ít khí lực mà thôi. Đạo tổ khẽ lắc đầu. Ta cự tuyệt. Cường giả, có tôn nghiêm của cường giả. Đạo tổ, đạo gia, sẽ không đầu hàng. Xa xa, Độc Cô Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi. Thanh âm rơi xuống, sau lưng nàng, xuất hiện ba vị lão giả, ba lão giả tướng mạo y chang không khác. Ánh mắt ba lão giả trực tiếp khóa ở trên người đạo tổ, mà ở sau lưng Độc Cô Tuyệt Thiên, 600 bất tử kỵ sĩ bay thẳng xuống. 600 bất tử kỵ sĩ, kinh khủng cỡ nào? Đừng nói thánh nhân, coi như là lão tổ cũng có thể đơn giản giết. Nhìn thấy một màn này, hai mắt đạo tổ híp lại, một cỗ khí tức như có như không từ trong cơ thể hắn dần dần tràn ra, mà ba lão giả kia cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đạo tổ, ba người không có ra tay, chỉ nhìn đạo tổ, cứ như vậy nhìn xem. Thời điểm bất tử kỵ sĩ muốn xông vào đạo giới, trong đạo giới, một giọng nói đột nhiên vang lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đề nghị của ngươi, chúng ta đáp ứng. Trên không trung, Độc Cô Tuyệt Thiên vung tay, 600 bất tử kỵ sĩ lập tức ngừng lại. Nhưng 600 đạo uy áp cường đại đè xuống đạo giới làm mọi người không thở nổi. Đạo tổ quay đầu, chỗ đó, Phật tổ ngồi kim liên chậm rãi bay tới, ở bên cạnh Phật tổ là ma tổ, tà tổ, binh tổ, còn có thiếu ti u. Đạo tổ nói khẽ, cứ nhận thua như vậy. Phật tổ chắp tay, không có bất kỳ phần thắng. Đạo tổ nói khẽ, vô số sinh linh. Phật tổ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Trước trường sinh đại đạo, hết thảy không có ý nghĩa. Trường sinh đại đạo, thế nhân tu luyện, sở cầu cái gì? Không phải là trường sinh đại đạo sao? Thời điểm bắt đầu bước vào tu hành, tuổi thọ không ngừng gia tăng, vạn vật sinh linh có thể sống càng lâu, nhưng sống càng lâu, hắn lại càng không muốn chết. Dục vọng cùng dã tâm của người, là không có giới hạn. Một người nguyên bản chỉ có thể sống 10 năm, hắn thông qua tu luyện sống 20 năm, mà hắn sẽ không thỏa mãn ở đó, hắn sẽ hy vọng sống 30 năm, sống 300 năm, mà khi hắn sống đến 300 năm, hắn sẽ muốn trường sinh. Này giống như hoàng đế thế tục, trừ khi chết, bằng không thì bọn họ sẽ không thả ra quyền lực trong tay, mà có hoàng đế, thậm chí còn không muốn chết. Dục vọng, dã tâm, vạn vật sinh linh đều có. Mà đối với những siêu cấp cường giả tu luyện vô số năm, sống vô số năm, ở trong mắt bọn họ, ngoại trừ trường sinh đại đạo, hết thảy đều không có ý nghĩa như vậy. Bất tử tộc trở về, ngũ tổ trọng thương, ở trước mặt đại quân của bất tử tộc, ngũ tổ nhìn không tới bất cứ hy vọng nào, bởi vậy, đám người ích minh tổ không hẹn mà cùng lựa chọn thỏa hiệp. Nói dễ nghe một chút là thỏa hiệp, nói khó nghe là đầu hàng. Đối mặt bất tử tộc, không đầu hàng, thì phải kết. Đổ máu. Nếu như bất tử tộc không muốn người sống, bọn hắn tự nhiên sẽ đổ máu, mà hôm nay, bất tử tộc không có lựa chọn chém tận giết tuyệt, bởi vậy bọn hắn đã có một con đường sống, đã có đường sống này, bọn hắn lựa chọn đi. Trong tràng, ánh mắt của Độc Cô Tuyệt Thiên rơi vào trên người đạo tổ. Chỉ còn đạo tổ. Đạo tổ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu cười cười. Trường sinh đại đạo, thế nhân sở cầu không gì đáng trách. Nhưng Nho gia có một câu danh ngôn, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Vạn pháp tự nhiên, chúng sinh ra chúng sinh mạng, nếu muốn hy sinh chúng sinh mới có thể để cho ta sống, cái mạng này, không cần cũng được. Nói xong, quanh người đạo tổ đột nhiên tản mát ra lửa cháy hừng hực. Thiêu đốt, không phải là thiêu đốt linh hồn,
mà là thiêu đốt tuổi thọ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Độc Cô Tuyệt Thiên hơi đổi, lựa chọn của đạo tổ là nàng không nghĩ tới. Cũng là đám người Phật tổ không nghĩ tới. Lúc này, đạo tổ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỗ đó là vị trí của Hư Linh Đại Lục. Đạo tổ nói khẽ, ta vì ngươi ở đây kéo thoáng một phát. Nói xong, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể đạo tổ cuồn cuộn quét ra, giờ khắc này, khí thế quanh người đạo tổ liên tục tăng lên, chỉ chốc lát, đại quân của bất tử kỵ sĩ bị cỗ khí thế này ép liên tục lùi lại. Ngươi, cách đó không xa, Phật tổ kinh hãi. Ngươi vậy mà hấp thu thọ nguyên của mình bước ra nửa bước cuối cùng, ngươi, đáng giá không? Đáng giá không? Đạo tổ khẽ lắc đầu, hắn nhìn về phía dưới, tất cả cường giả thiên minh giờ phút này đều đang nhìn hắn. Lúc trước, trong mắt những người này một mảnh tĩnh mịch. Ngũ tổ thỏa hiệp, ý nghĩa bọn hắn đều sẽ trở thành vong hồn dưới đao của người khác. Mà đối mặt bất tử đại quân, còn có 5 vị lão tổ, bọn hắn có cơ hội phản kháng sao? Hiển nhiên là không có. Chết! Một chớp mắt kia, bọn hắn nhìn không tới bất kỳ hy vọng gì. Đạo tổ nhìn những người kia hồi lâu, sau đó nói. Trốn đi, sống hay chết, nhìn tạo hóa của chính các ngươi. Nói xong. Một cỗ uy áp ngập trời đột nhiên từ trong cơ thể đạo tổ cuồn cuộn quét ra, cùng lúc đó, hai tay đạo tổ chậm rãi giơ lên, trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình từ quanh người đạo tổ tán phát ra, cỗ lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ, làm cho không gian hư ảo trong suốt. Không chịu nổi. Mảnh thiên địa này căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng kia. Cỗ lực lượng này, tựa như lũ lụt trực tiếp bao phủ 600 bất tử kỵ sĩ và Độc Cô Tuyệt Thiên. Giết! Lúc này, thanh âm của Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên vang lên, thoáng qua, mỗi một bất tử kỵ sĩ đều thả ra một kích mạnh nhất của mình, hơn 600 người đồng loạt ra tay, sao mà khủng bố. Nhưng thời khắc này đạo tổ đang thiêu đốt thọ nguyên, có thể nói, hắn bây giờ là tồn tại vượt qua tổ cảnh. Đây là thời điểm đạo tổ mạnh nhất. Giờ phút này, quanh người đạo tổ đã xuất hiện lửa cháy hừng hực, sau một khắc, cả người hắn hóa thành hỏa diễm vọt về phía 600 bất tử kỵ sĩ. Đồng tử của Độc Cô Tuyệt Thiên hơi co lại, sau lưng 3 cây trường thương phóng lên trời, đánh về phía đạo tổ. Nhưng 3 cây trường thương này còn chưa dựa vào gần đạo tổ, liền bị chấn bay ra. Thoáng qua, đạo tổ hóa thành ngọn lửa bay vào trong đám bất tử kỵ sĩ. Toàn bộ đạo giới vang lên âm thanh rung trời, phương viên mấy triệu trượng ở thời khắc này sụp đổ, mà những người trong đạo giới thì ở thời khắc này nhao nhao bỏ chạy. Đây là cơ hội cuối cùng của bọn hắn rồi. Trốn! Tất cả mọi người trong đạo giới điên cuồng chạy trốn. Độc Cô Tuyệt Thiên cùng 600 bất tử kỵ sĩ thì bị đạo tổ bằng vào sức một mình kéo lại. Trong hư không, thời khắc này đạo tổ đã bị 600 bất tử kỵ sĩ vây quanh, vô số trường thương không ngừng bắn qua. Bất quá không ngừng có bất tử kỵ sĩ bị đánh bay ra ngoài. Nếu như là lão tổ bình thường, không thiêu đốt tuổi thọ cùng linh hồn, 600 bất tử kỵ sĩ có thể đơn giản sát tổ. Dù sao 600 kỵ sĩ này đều là thánh nhân, hơn nữa còn là thánh nhân cực kỳ cường đại. Một khắc sau, toàn bộ đạo giới đột nhiên bình tĩnh. Ngũ tổ vẫn còn, Độc Cô Tuyệt Thiên cùng 600 bất tử kỵ sĩ vẫn còn, nhưng đạo tổ đã không còn. Bất quá! 600 kỵ sĩ cũng không chịu nổi, trong đó một nửa bị trọng thương, Độc Cô Tuyệt Thiên cũng trọng thương. Nhưng đạo tổ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Bất quá trong đạo giới, vô số người đã chạy ra ngoài, kể cả những người ở đạo giới kia. Kỳ thật đạo tổ làm như thế, cùng đạo gia cũng có quan hệ rất lớn. Đạo gia là tâm huyết của hắn, là tất cả của hắn. Buông tha cho những người này, hắn thật khó có thể làm được. Giống như ban đầu Nho Tổ vì Nho Gia mà lựa chọn hy sinh mình, hắn cùng với Binh Tổ Phật Tổ mặc dù đều là Tổ, nhưng 3 người tính cách hoàn toàn khác biệt, sự tu hành cũng khác nhau rất lớn. Cách đó không xa, hai mắt Phật Tổ chậm rãi đóng lại, hắn nhìn thi thể của Đạo Tổ cách đó không xa, hai tay chắp ở trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu. Đạo Tổ không phải thiêu đốt linh hồn, mà là thọ nguyên, bởi vậy thời điểm chết trận, thân thể hát xê án vẫn tồn tại. Chuẩn xác mà nói, hắn không phải bị 600 bất tử kỵ sĩ giết chết, mà là thọ nguyên hao hết sạch, tự mình vẫn lạc. Bằng không thì, dùng cảnh giới của hắn, là cực ca kỳ khó bị giết chết. Bất kể như thế nào, đạo tổ cũng đã vẫn lạc. Một bên, ngũ tổ im lặng không nói.
Bọn hắn không ngờ đạo tổ cuối cùng sẽ lựa chọn như vậy, phải biết, tu luyện tới loại cấp bậc như bọn hắn, trừ mình ra, còn lại hết thảy, đều là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng đạo tổ vì những con kiến hôi kia mà buông tha cho vô số năm tu hành của mình. Không đáng giá. Ở trong mắt ngũ tổ xem ra, này thật không đáng giá. Đừng nói những người này cùng bọn họ không có quá nhiều quan hệ, coi như là người thân nhất, bọn hắn cũng sẽ không vì vậy giao ra bản thân. Nhưng đạo tổ làm như vậy. Cách đó không xa, khóe miệng Độc Cô Tuyệt Thiên mang theo máu tươi, tuy đeo mặt nạ, nhưng từ trong mắt có thể thấy được, thời khắc này Độc Cô Tuyệt Thiên phẫn nộ bực nào. Cử động của đạo tổ, không thể nghi ngờ là làm loạn kế hoạch của bất tử tộc. Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể của đạo tổ cách đó không xa, sau đó nói. Treo thi thể hắn ở trên không đạo giới, ta muốn thế nhân biết, người phản kháng bất tử tộc ta, không có kết cục tốt. Cách đó không xa, đám người Phật tổ giống như muốn nói gì, nhưng Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người Phật tổ. Có ý kiến. Phật tổ chắp tay, không nói gì thêm. Độc Cô Tuyệt Thiên thu hồi ánh mắt, nàng nhìn thoáng qua đám bất tử kỵ sĩ. Giờ phút này, hơn một nửa bất tử kỵ sĩ bị thương thật nặng, cần có thời gian tĩnh dưỡng. Bất tử kỵ sĩ, thật sự bất tử sao? Tự nhiên không phải. Bằng không thì lúc trước bất tử tộc sẽ không bị hư linh tộc ngăn cản bước chân. Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể đạo tổ bị treo ở trên bầu trời đạo giới, sau đó xoay người rời đi. Sau lưng nàng, là đám bất tử kỵ sĩ kia. Chuyện tình ở đạo giới rất nhanh truyền khắp cả đại thiên vũ trụ, giờ khắc này, cả đại thiên vũ trụ, toàn bộ sinh linh bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi? Ngũ tổ đầu hàng bất tử tộc, đạo tổ vẫn lạc, hôm nay đại thiên vũ trụ, ai có thể ngăn cản bất tử tộc? Nếu như có thể thần phục, rất nhiều người, rất nhiều sinh linh nhất định là nguyện ý đầu hàng. Nhưng bất tử tộc không cần người yếu, chỉ cần người mạnh. Bọn hắn, ngay cả tư cách đầu hàng cũng không có. Khí tức tuyệt vọng bao phủ cả đại thiên vũ trụ. Hư linh đại lục. Lúc này, hư linh thành đã bị Dương Liêm Xương chữa trị, bây giờ hư linh thành, mặc dù không bằng hư linh thành ban đầu, nhưng cũng còn có thể, không như lúc trước một mảnh phế tích. Trong hư linh điện. Trong điện, rất ít người, chỉ có Dương Liêm Xương, Viên Lão, còn có Trọng Dạ, vị trí đầu não trong điện là Dương Diệp. Giờ phút này, Dương Diệp đã biết sự tình đạo giới. Lúc này Viên Lão nói khẽ. Trước mắt mục tiêu của bất tử tộc không phải chúng ta, chính là thần tộc, giải quyết xong chúng ta và thần tộc, cả đại thiên vũ trụ lập tức sụp đổ, không còn có đối thủ của bọn hắn. Cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị. Dương Diệp nói khẽ, thi thể của đạo tổ thực bị đối đãi như vậy. Viên Lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có chút bất ngờ, ngoài ý muốn Dương Diệp lại đang ý vấn đề này, nhẹ gật đầu. Đạo tổ dùng sức một mình trọng thương đại quân bất tử tộc. Bất quá chỉ cần tử khí đầy đủ, những bất tử quân đoàn kia có thể khôi phục rất nhanh, không bao lâu sau, những bất tử kỵ sĩ kia sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên, hắn đi ra ngoài điện. Người đi đâu? Viên Lão hỏi. Dương Diệp dừng bước, sau đó bàn tay hắn mở ra, hồng mông tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn hồng mông tháp hồi lâu, hắn nói khẽ. Mặc kệ ta cùng đạo gia quan hệ như thế nào. Đạo tổ đã từng có ân với ta là thực, ta sẽ không cứu đạo gia tồn vong, cùng Dương Diệp ta không quan hệ gì, nhưng hiện tại thi thể của hắn bị đối đãi như vậy, ta cảm thấy, ta nhất định phải làm chút gì đó. Báo ân sao? Một bên, Viên Lão nói khẽ. Xem như, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Đương nhiên, trọng yếu hơn là, ta nhìn bất tử tộc khó chịu. Nói xong, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo huyết quang bay lên. Dương Diệp đi rồi. Trong đại điện, Viên Lão nở nụ cười. Tiền bối cười cái gì? Cách đó không xa, Dương Liêm Xương hỏi. Viên Lão nói khẽ. Hắn cuối cùng là không giống. Hử. Dương Liêm Xương khó hiểu, Viên Lão nói. Các thế lực, trước hết nghĩ đều là lợi ích của mình. Nếu như là người khác, khi biết đạo gia bị diệt, khẳng định sẽ nghĩ tới mình, nhưng hắn lại quan tâm đạo tổ, đơn giản là vì đạo tổ đã từng tương trợ qua hắn. Dương Liêm Xương trầm mặc. Viên Lão nói khẽ. Loại người này, đi theo, sẽ để cho người yên tâm. Bởi vì ngươi không cần lo lắng ngày nào đó hắn sẽ bán ngươi. Dương Liêm Xương nói. Thế nhưng loại người này, rất dễ dàng bị người khác bán.
Viên lão ha ha thoáng một phát. Xác thực. Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua Viên lão, mỉm cười, không có nói chuyện. Dương Diệp đi ra hư linh đại lục, trên đường đi, hắn gặp được rất nhiều người điên cuồng chạy trốn. Đại thiên vũ trụ, triệt để rối loạn. Dương Diệp lắc đầu, tốc độ nhanh hơn. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi tới đạo giới. Đạo giới. Thời khắc này đạo giới đã vỡ nát, ở trên không đạo giới, là thi thể của đạo tổ. Đã từng là một vị lão tổ, hôm nay bị đối đãi như vậy, không thể không nói, có chút bi thương. Dương Diệp cảm thấy, đạo tổ không nên bị đối đãi như vậy, cho nên hắn đến. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, trong chốc lát, thi thể của đạo tổ trực tiếp trôi đến trước mặt hắn. Nhưng đúng lúc này, một bất tử kỵ sĩ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trả về. Bất tử kỵ sĩ kia nhìn thẳng Dương Diệp, âm thanh chân thật đáng tin. Dương Diệp không có để ý bất tử kỵ sĩ kia, hắn thu thi thể của đạo tổ vào trong hồng mông tháp, thi thể đạo tổ vừa mới vào hồng mông tháp đã rơi vào đỉnh đầu của đạo tổ. Đối với đạo tổ, hồng mông tháp tự nhiên là biết. Đây đã từng là chủ nhân của nó. Trong hiện thực, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn bất tử kỵ sĩ kia, giờ phút này, bất tử kỵ sĩ kia tay cầm trường thương chậm rãi mà tới. Ngay lúc này, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, thoáng qua, cả người Dương Diệp hóa thành một vệt ánh sáng màu máu vọt về phía bất tử kỵ sĩ. Đồng tử của bất tử kỵ sĩ kia bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại đánh vào trên người nàng. Bất tử kỵ sĩ bay ra ngoài mấy ngàn trượng, nàng còn chưa dừng lại, một thanh huyết kiếm xuyên qua trước ngực. Xuy! Huyết kiếm mang theo bất tử kỵ sĩ kia bay ra ngoài. Nhưng Dương Diệp nhíu mày. Không chết. Sau khi bất tử kỵ sĩ kia hạ xuống, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, thân thể hư ảo chút ra, một chút việc cũng không có. Bất quá, bất tử kỵ sĩ kia nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hơn nhiều vẻ ngưng trọng. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, huyết kiếm kia lập tức bay về tới trong tay hắn. Dương Diệp đang muốn ra tay, mà lúc này, bất tử kỵ sĩ quay người biến mất ở cuối chân trời. Đi! Chuẩn xác mà nói là chạy trốn. Một kiếm kia, mặc dù không có thể giết chết bất tử kỵ sĩ, nhưng làm cho nàng trọng thương. Mà nàng cũng không phải kẻ ngu dốt, biết rõ nếu như tiếp tục đánh, sợ là nàng phải chết thật. Hiện tại mặc dù Dương Diệp chỉ là thánh nhân, nhưng thực lực của hắn không thua lão tổ. Bất tử kỵ sĩ bình thường, căn bản không phải đối thủ của hắn. Bất quá Dương Diệp cũng đau đầu những bất tử kỵ sĩ này. Một người còn được, coi như giết không chết, hắn cũng có thể đánh đối phương sinh hoạt không thể tự lo liệu. Nhưng đối phương lại có 600 bất tử kỵ sĩ. Hơn nữa, đây chỉ là một góc băng sơn mà bất tử tộc lộ ra ngoài. Đằng sau bất tử kỵ sĩ này, là cường giả gì? Nếu như bất tử tộc dốc toàn bộ lực lượng, hiện tại hắn làm sao ngăn cản? Dương Diệp không có suy nghĩ nhiều vấn đề này, quay người rời đi. Hư linh đại lục. Trong hồng mông tháp, Dương Diệp an táng tốt đạo tổ, Dương Liêm Sương xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất nhiều người đến hư linh đại lục. Dương Liêm Sương nói khẽ. Đi xem không, rất nhiều là ngươi nhận biết. Biết. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Bên ngoài hư linh thành, giờ phút này rậm rạp chẳng chịt người, nhiều như kiến hôi. Mà cầm đầu một đám người, Dương Diệp nhận thức. Tiểu Thất. Trong đám người có Tiểu Thất, còn có Đạo Thanh. Sau lưng Tiểu Thất là người thiên tộc, mà sau lưng Đạo Thanh là một ít đệ tử đạo môn. Nhìn thấy những người này, Dương Diệp nhíu mày. Lúc này Tiểu Thất đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng khẽ cúi đầu. Thiên tộc ta, thật nhiều người đều chết hết. Chúng ta ngăn không được bất tử tộc, hiện tại thiên tộc rất loạn, ta. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiểu Thất, trong lòng có chút đau. Lúc trước, tiểu cô nương này vô ưu vô lo, mà hôm nay, trọng trách thiên tộc đè ở trên người nàng, nàng làm sao chịu đựng nổi. Dương Diệp lắc đầu, hắn nói khẽ. Sau này, hư linh đại lục là nhà của ngươi, cũng là nhà của thiên tộc, ngươi cùng người của thiên tộc có thể ở lại chỗ này, sự tình khác, để ta gánh lấy. Tiểu Thất ngẩng đầu, nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp, nhìn một chút, nước mắt từ trong hốc mắt tràn ra. Dương Diệp thay Tiểu Thất lau sạch nước mắt trên mặt. Ngươi bây giờ là thiên tộc tộc trưởng, không thể ở trước mặt tộc nhân khóc nhè. Tiểu Thất lắc đầu. Phụ vương ta đối với ngươi như vậy, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tuy phụ hoàng nàng bị Dương Diệp giết chết,
nhưng nàng không hận Dương Diệp được. Bởi vì là phụ hoàng nàng nhiều lần muốn giết Dương Diệp, hơn nữa Dương Diệp rõ ràng có thể tiêu diệt thiên tộc, nhưng lại vì nàng mà buông tha cho. Hiện tại, lại vì nàng mà nguyện ý thu lưu thiên tộc. Áy náy. Đối với Dương Diệp, trong lòng nàng chỉ có áy náy. Dương Diệp nói khẽ. Phụ vương của ngươi muốn giết ta, thế nhưng ngươi đã từng cứu ta quá nhiều lần. Phụ vương của ngươi là phụ vương của ngươi, ngươi là ngươi. Ta có thể bởi vì phụ vương ngươi, tiêu diệt thiên tộc, cũng có thể vì ngươi mà cứu thiên tộc. Hắn làm sao không muốn giống như Tiêu Dao Tử không có gánh nặng trên người. Nhưng Dương Diệp hắn làm không được, quá nhiều người, quá nhiều sự tình, hắn không thể bỏ mặc. Đây chính là khác biệt giữa hắn và Tiêu Dao Tử bỏ hết thảy, kể cả thân nhân của hắn, Kiếm Tông, còn có thật nhiều. Nhưng Dương Diệp hắn không bỏ qua được. Nghe được lời của Dương Diệp, nước mắt của Tiểu Thất chảy càng nhiều. Dương Diệp vuốt đầu của nàng, sau đó nhìn về phía Đạo Thanh cách đó không xa, sau lưng Đạo Thanh, là mọi người đạo gia, mà thánh nhân, đã từng là đạo môn cửu tử, hiện tại chỉ còn lại 5 vị. Còn lại là tín đồ đạo gia. Lúc này, Đạo Thanh đi tới trước mặt Dương Diệp, ở trong tay Đạo Thanh là một mộc giới, hắn đưa mộc giới tới trước mặt Dương Diệp. Trước khi sư tôn Lâm Trung để cho ta giao vật ấy cho ngươi, vật này là tín vật của đạo chủ. Tín vật của đạo chủ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc. Đạo Thanh đắng chát cười cười. Nếu ngươi không tiếp, sợ là đạo môn ta sẽ chết hết. Đạo môn chết hết. Hiện tại Đại Thiên Vũ Trụ, chỉ còn lại có Hư Linh Đại Lục là chốn cực lạc, nơi đây, cũng là hy vọng cuối cùng của đạo gia cùng với vô số người. Nếu như Dương Diệp không tiếp, đạo gia tất nhiên sẽ bị đuổi đi. Mà thế đạo bây giờ, đạo gia rời đi, nhất định là không sống nổi. Đừng nói huyền giả bình thường. Thánh nhân cũng không có lòng tin sống sót. Tuy bên Dương Diệp so sánh với bất tử tộc, cũng kém không hợp thói thường, nhưng ít ra trước mắt đến xem, nơi đây tạm thời là an toàn. Dương Diệp nhìn nạp giới kia hồi lâu, sau đó nói. Giới chỉ ta không thu. Nghe vậy, sắc mặt người đạo gia lập tức trắng bệch. Nhưng lúc này, Dương Diệp lại nói. Bất quá, các ngươi có thể tiến vào Hư Linh Thành. Nghe được lời của Dương Diệp. Thần sắc của người đạo gia lập tức dễ nhìn hơn một ít. Nếu như Dương Diệp đuổi bọn hắn đi, không thể nghi ngờ chính là để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Dương Diệp quay đầu, sau lưng đám người đạo môn, còn có một đoàn người, cầm đầu chính là Vu Hoàng của Vu tộc, bất quá bây giờ Vu Hoàng này không phải Vu Hoàng lúc trước, mà ở sau lưng, còn có đám người linh tộc, ma tộc, yêu tộc cùng với man tộc. Vu Hoàng kia đang muốn nói, lúc này Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo. Trừ đạo gia, thiên tộc cùng với nhân tộc, người còn lại cút cho ta, sau một khắc, trừ ba tộc này, ở trong Hư Linh Thành, phát hiện một người, ta giết một cái. Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Hắn tiếp nhận đạo gia, nhìn là mặt mũi của đạo tổ, cũng bởi vì lúc trước đạo gia không có tham dự vây giết hắn cùng phụ thân hắn, hắn tiếp nhận thiên tộc, nhìn là mặt mũi của tiểu thất. Nhưng bách tộc còn lại, Dương Diệp hắn sẽ không tiếp nhận. Dương Diệp hắn cũng không phải chúa cứu thế. Huống hồ, những tộc này lúc trước hại Dương Diệp hắn thế nào, Dương Diệp hắn còn không quên. Lời nói khó nghe, Dương Diệp hắn không có tự mình giết bách tộc, đã là lòng từ bi rồi. Cứu bách tộc, đó là bách tộc suy nghĩ nhiều. Lúc này, Vu Hoàng kia đột nhiên nói. Dương Diệp, chuyện ban đầu, là các tộc ta không phải, hôm nay bất tử tộc đột kích, đại thiên vũ trụ rơi vào tay giặc, chúng ta nên dắt tay. Ông! Ngay lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên, thoáng qua, một thanh huyết kiếm bay vào trước ngực Vu Hoàng. Thân thể Vu Hoàng lập tức cương cứng. Trong mắt Vu Hoàng tràn đầy vẻ không thể tin được. Trong chàng tất cả mọi người thất kinh. Mọi người đều không ngờ, Dương Diệp nói ra tay sẽ ra tay, hơn nữa vừa ra tay là giết Vu Hoàng. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên quay người, hắn mở hai mắt ra, trong hai mắt một mảnh huyết hồng. Nhìn thấy một màn này, mọi người không tự chủ được nhao nhao lùi lại. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua người bách tộc. Cút ngay lập tức. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi vài bước, hắn dừng lại, sau đó lại nói. Trong nửa khắc, nếu như vẫn còn, hắn chính là kết cục của các ngươi. Trong chàng yên tĩnh im ắng. Người thiên tộc, đạo gia còn có nhân tộc đã tiến vào trong thành, ngoài thành chỉ còn huyền giả bách tộc. Nhìn thi thể Vu Hoàng cách đó không xa.
trong mắt Huyền Giả Bách tộc tràn đầy buồn bã, còn có tuyệt vọng. Hư Linh Thành. Dương Diệp tiến vào Hư Linh Điện, sau lưng hắn, Dương Liêm Sương muốn nói lại thôi. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn Dương Liêm Sương. Cảm thấy bọn họ đáng thương. Dương Liêm Sương trầm mặc, Dương Diệp nói. Liêm Sương, chúng ta không phải làm từ thiện, người phải hiểu rõ một điểm, chúng ta bây giờ, bản thân cũng khó bảo toàn. Nếu bất tử hồ tộc tiến công nơi đây, chúng ta lấy cái gì đi ngăn cản? Còn nữa, mọi người đáng thương kẻ yếu, bây giờ bọn hắn là kẻ yếu, ngươi thương hại bọn hắn, nhưng ngươi có nghĩ qua, lúc trước nhân tộc xảy ra vấn đề, bách tộc đối đãi nhân tộc như thế nào không? Bọn hắn nghĩ không phải nhân tộc đáng thương, mà là cướp đoạt, điên cuồng cướp đoạt nhân tộc. Hiện tại bọn hắn đáng thương, là bởi vì bọn hắn yếu, nhưng khi bọn hắn mạnh hơn chúng ta, ngươi xem một chút, bọn hắn sẽ là cái sắc mặt gì? Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu. Hơn nữa, bọn hắn chỉ hy vọng coi nơi này như một chỗ tránh nạn, không chỉ bọn hắn, kể cả rất nhiều người của thiên tộc, đạo gia, đều coi nơi này như chỗ tị nạn. Ở những người này xem ra, ở chỗ này, trời sập có Dương Diệp ta và các ngươi đi ngăn cản. Nói trắng ra, đại đa số người chỉ là đang lợi dụng chúng ta. Bất tử tộc đột kích, lại có bao nhiêu người nguyện ý đi ra cùng nhau đối mặt? Dương Liêm Sương nói khẽ. Vậy ngươi còn nguyện ý thu lưu thiên tộc cùng đạo gia? Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương. Biết rõ tiểu thất không? Ban đầu ở hạ giới, nếu không phải nàng hy sinh mình, ta sớm đã chết. Là nàng, bỏ ra một cái giá lớn cứu ta. Cái ân cứu mạng này, Dương Diệp ta có thể không báo sao? Đạo tổ, mặc dù hắn không có cứu ta, nhưng nhiều lần tương trợ. Người hại ta cả đời sẽ không quên, nhưng người đã giúp ta, Dương Diệp ta cả đời cũng sẽ không quên. Nói đến đây, Dương Diệp nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu. Bọn hắn tới. Đến rồi. Dương Liêm Sương bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên không Hư Linh Đại Lục. 100 bất tử kỵ sĩ lặng yên hàng lâm. Mỗi một bất tử kỵ sĩ cưỡi đều là một nanh ác. Giờ khắc này, vô số người trên Hư Linh Đại Lục nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Mà ở trước mặt 100 bất tử kỵ sĩ kia, còn có một lão giả này, đúng là binh gia binh tổ. Một vị lão tổ, mà ở bên cạnh binh giới lão tổ, là một bất tử kỵ sĩ khoác áo choàng. Bất tử kỵ sĩ này, đúng là danh thống thứ 3 trong bất tử quân đoàn, địa vị gần Độc Cô Tuyệt Thiên. Binh tổ kia nhìn thoáng qua danh thống thứ 3, sau đó nói. 100 bất tử kỵ sĩ, sợ là không đủ. Danh thống thứ 3 nhìn thoáng qua binh tổ. Ngươi là không tin tưởng mình, hay không tin chúng ta? Binh tổ khẽ lắc đầu. Dương Diệp kia, không đơn giản. Không đơn giản. Danh thống thứ 3 khẽ nở nụ cười. Ngươi có biết, bất tử tộc ta chinh chiến bao nhiêu vũ trụ không? Mà trong lúc này, bất tử tộc ta gặp bao nhiêu siêu cấp yêu nghiệt không? Bao nhiêu siêu cấp cường giả không? Nói đến đây, nàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Thiên tài yêu nghiệt, bất tử tộc ta thấy rất nhiều. Đừng nói như hắn, so với hắn càng quái dị, bất tử tộc ta cũng gặp rồi. Mà ngươi biết kết quả của bọn hắn không? Chết rồi, đều chết hết, ngay cả tư cách tiến vào thần mộ cũng không có. Minh Tổ nhìn thoáng qua danh thống thứ 3, không nói gì. Tự tin. Trong đoạn thời gian ở bất tử tộc, hắn phát hiện một điểm, bất tử tộc vô cùng tự tin. Đương nhiên, bọn hắn có thực lực tự tin, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dương Diệp kia, thật không phải là một người hiền lành gì. Lúc này, một vệt ánh sáng màu máu từ phía dưới phóng lên trời, rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện. Mà ở bên cạnh Dương Diệp, là Viên Lão. Viên Lão nhìn thoáng qua đám bất tử kỵ sĩ kia, sau đó nhìn về phía binh tổ, mỉm cười, không nói gì. Danh thống thứ 3 quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Dương Diệp, ngươi cảm thấy các ngươi có hy vọng sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Danh thống thứ 3 mỉm cười. Ta sẽ không nói nhảm với ngươi. Nếu Dương Diệp ngươi nguyện ý mang theo Huyền Giả đạt tới đại thiện cảnh trở lên đầu hàng, bất tử tộc ta có thể cho bọn ngươi bất tử. Còn Dương Diệp ngươi, tôn thượng bàn giao, nếu nguyện ý dốc sức cho bất tử tộc ta, nàng sẽ đích thân tiến cử ngươi cho tiểu lâu đại nhân, để cho hắn tự mình bồi dưỡng ngươi. Dương Diệp. Lúc này, cách đó không xa binh tổ đột nhiên nói. Đây là một cơ hội. Dương Diệp nhìn binh tổ kia, binh tổ lại nói. Các ngươi, ngăn không được bất tử tộc,
cho dù là thời kỳ bách tộc cùng tứ đại gia cường thịnh nhất cũng không cản được, huống chi hiện tại. Đầu hàng đi, đầu hàng. Dương Diệp cười nói, như mấy vị lão tổ các ngươi, trở thành một con chó dưới tay người khác. Nghe vậy, thần sắc của binh tổ cực kỳ khó coi. Dương Diệp lại nói, kỳ thật, ta cũng không có nghĩ đến, đường đường lão tổ, vậy mà cam nguyện đi làm chó cho người khác. Binh tổ, tò mò hỏi một chút, tư vị làm chó dễ chịu không? Binh tổ lạnh nhạt nói, Dương Diệp, hy vọng tí nữa ngươi còn có thể nói như vậy. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn danh thống thứ ba. Đến, để cho ta nhìn xem bất tử tộc mạnh như thế nào. Khóe miệng danh thống thứ ba nổi lên vẻ chế nhạo. Đủ tư cách sao? Lúc này, hơn 10 đạo khí tức đột nhiên từ phía dưới phóng lên trời, thoáng qua, đám người thiên nữ xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Đám người thiên nữ cũng không hề rời hư linh đại lục, lúc trước sau khi trận đại chiến kia kết thúc, đám người thiên nữ bắt đầu điên cuồng tu luyện, ở hư linh tộc tu luyện, tu vi đám người thiên nữ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Tuy các nàng không bước vào tổ cảnh, nhưng lúc này đã không phải các nàng lúc ban đầu. Cách đó không xa, danh thống thứ ba nhìn thoáng qua đám người thiên nữ, sau đó cười nói. Không sai, so với thánh nhân bình thường cường đại hơn rất nhiều. Bất quá không có bất kỳ ý nghĩa gì, suy. Ngay lúc này, một đạo bạch quang lóe lên. Danh thống thứ ba bị chấn đến hơn ngàn trượng. Ở vị trí của danh thống thứ ba, lơ lửng một thanh phương thiên hỏa kích. Chiến thiên. Trong tràng, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, chỗ đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử mặc quần trắng. An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn danh thống thứ ba. Bất tử tộc, rất mạnh sao? Khóe miệng danh thống thứ ba nổi lên vẻ dữ tợn. Ngươi lập tức sẽ biết. Nhưng đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của danh thống thứ ba, An Nam Tĩnh một tay cầm chiến thiên mãnh liệt đập xuống. Danh thống thứ ba phản ứng cũng cực nhanh, lập tức đưa tay đâm ra. Theo một tiếng nổ vang, ở trong mắt của tất cả mọi người, danh thống thứ ba bị chấn liên tục lùi lại. An Nam Tĩnh cũng không tiếp tục truy kích, nàng tay cầm chiến thiên nhẹ nhàng để xuống. Phương viên mấy trăm ngàn trượng lập tức run lên kịch liệt. Lúc này, An Nam Tĩnh nhìn về phía danh thống thứ ba. Ta cảm thấy, ngươi rất yếu. Thật sao? Danh thống thứ ba lau máu tươi ở khóe miệng, nàng cười gằn. Không thể không nói, ta có chút đánh giá thấp ngươi rồi. Nói xong, chân phải đạp mạnh hư không, cả người hóa thành một đạo ánh sáng âm u vọt về phía An Nam Tĩnh. Giờ phút này, danh thống thứ ba tựa như một vì sao rơi, khí thế cường đại đè không gian chung quanh rung động kịch liệt. Nhưng đúng lúc này, tay phải An Nam Tĩnh cầm chiến thiên ném một cái. Xuy, chiến thiên phá không mà đi. Ở trong mắt của tất cả mọi người, danh thống thứ ba bị chấn bay ra ngoài. Lần này bay, trọn vẹn bay gần vạn trượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Kể cả Dương Diệp cũng chấn kinh rồi. Thực lực của An Nam Tĩnh, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Như biết rõ trong lòng Dương Diệp khiếp sợ, An Nam Tĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trận chiến ấy, ta thu hoạch rất nhiều. Nghe thế, Dương Diệp đã minh bạch. Lúc trước trận đại chiến kia, tuy An Nam Tĩnh thiếu chút nữa vẫn lạc, nhưng nàng cuối cùng không có vẫn lạc, mà nàng không vẫn lạc, ở trong đại chiến gặt hái được rất nhiều. Người ở trong tuyệt cảnh, cực kỳ dễ dàng đột phá chính mình. Hiển nhiên, ở trong trận chiến kia, An Nam Tĩnh đột phá chính mình, biến thành cường đại hơn. Kỳ thật, không chỉ An Nam Tĩnh, sau trận chiến ấy, Dương Diệp hắn, còn có đám người thiên nữ, mỗi cái đều có thu hoạch rất lớn. Cách đó không xa, thần sắc của danh thống thứ ba cực kỳ dữ tợn, với nàng mà nói, ở trong đồng bậc chịu thiệt, đây không thể nghi ngờ là một sỉ nhục. Lúc này, danh thống thứ ba đột nhiên huýt sáo, thoáng qua. Ở bên cạnh nàng xuất hiện một yêu thú. Nanh ác. Danh thống thứ ba ngồi ở trên lưng nanh ác, thoáng qua, nó hóa thành một đạo ánh sáng âm u xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh, cùng lúc đó, một cây trường thương đâm thẳng mi tâm của An Nam Tĩnh. Mà thời điểm trường thương cách mi tâm của Dương Diệp nửa tấc, thanh trường thương kia đột nhiên ngừng lại. Bởi vì một tay của An Nam Tĩnh nắm được trường thương. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của danh thống thứ ba có chút co rụt. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh dùng sức kéo một phát, cùng lúc đó, nàng nâng lên đầu gối chĩa vào bụng danh thống thứ ba.
ầm, danh thống thứ ba bị chấn bay ra ngoài. Nhưng còn chưa kết thúc, lúc này An Nam Tĩnh nắm trường thương của danh thống thứ ba ném một cái. Xùy, trường thương phá không, lập tức đâm vào trong cơ thể danh thống thứ ba, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại đánh danh thống thứ ba bay mấy vạn trượng. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh coi thường mọi người, nàng dùng hai tay cột lại tóc của mình, sau đó nhìn về phía đám bất tử kỵ sĩ kia, tay phải cầm chiến thiên chỉ các bất tử kỵ sĩ. Các ngươi, cùng tiến lên. Đám bất tử kỵ sĩ kia. Cùng tiến lên. An Nam Tĩnh thật có thể đánh 100 bất tử kỵ sĩ sao? Tự nhiên là không thể. Nhưng An Nam Tĩnh dám đánh. Dám. Một chữ này, làm cho khí thế của An Nam Tĩnh cường đại trước đó chưa từng có. Hai quân giao chiến, cái gì trọng yếu nhất, tự nhiên là khí thế. Trong tràng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người An Nam Tĩnh. Nếu như không phải Dương Diệp, cô gái trước mắt này chính là tồn tại chói mắt nhất đại thiên vũ trụ. Mà cho dù có Dương Diệp cũng không cách nào hoàn toàn bao trùm quang mang của nàng, võ thần của đại thiên vũ trụ. Mặc dù là võ thần còn chưa lớn lên, nhưng danh tiếng võ thần, nàng hoàn toàn gánh nổi. Cách đó không xa, đám bất tử kỵ sĩ sắc mặt có chút khó coi, bị khiêu khích như vậy, các nàng đương nhiên sẽ không ngồi im. Ầm, 100 đạo khí thế cường đại đột nhiên phóng lên trời, 100 đạo khí thế cường đại này bay thẳng đến An Nam Tĩnh. Cỗ khí thế này xuất hiện, vô số huyền giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, cỗ khí thế này cho bọn hắn cảm giác, giống như là ngày tận thế tới. Không chung. Dương Diệp đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, viên lão bên cạnh hắn đột nhiên đứng ra. Thử xem trận pháp mới của chúng ta đi. Dương Diệp nhìn viên lão mỉm cười, sau đó hai tay có chút hư áp. Trong chốc lát, không gian trên không hư linh đại lục đột nhiên rung động, ngay sau đó, một bàn cờ khổng lồ xuất hiện. Thiên tuyệt kỳ. Thoáng qua, tình cảnh trong tràng đột nhiên biến ảo. Vũ trụ tinh không. Giờ phút này, tình cảnh chung quanh mọi người biến thành vũ trụ tinh không, ở chung quanh mọi người là tinh không vô tận, tinh cầu vô tận. Tinh không vô tận, vũ trụ mênh mông. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người viên lão, ở dưới vô số người nhìn chăm chú, viên lão bấm tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Vũ trụ tinh không khẽ run lên, ở chỗ sâu trong vũ trụ tinh không, vô số tinh cầu phát sáng lên. Ngay sau đó đạo đạo tinh quang mang theo uy áp kinh khủng kích bắn về phía đám bất tử kỵ sĩ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt danh thống thứ ba thay đổi. Mà những bất tử kỵ sĩ ở bên cạnh nàng, trong mắt cũng cực kỳ ngưng trọng. Nguy hiểm. Giờ khắc này, đám người bất tử tộc đều cảm nhận được nguy hiểm. Ra tay. Ngay lúc này, thanh âm của danh thống thứ ba đột nhiên vang lên. Theo thanh âm của danh thống thứ ba vang lên. 100 bất tử kỵ sĩ tay cầm trường thương mãnh liệt ném về phía viên lão. Trăm thương phát ra cùng một lúc. Xuy 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 xuy. Trường thương qua, không gian bị xé tan thành phấn, mà thời điểm 100 cây trường thương hội tụ vào một chỗ, tất cả lực lượng tập trung. Bởi vậy, không gian điên cuồng rung rung, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Dương Diệp đang muốn ra tay, nhưng viên lão lắc đầu. Để cho ta nhìn xem thiên tuyệt kỳ trận của Thủy Văn Minh uy lực rốt cuộc lớn như thế nào. Nói xong, hai tay viên lão đột nhiên kết một thủ ấn kỳ dị, thoáng qua, thiên tuyệt kỳ bàn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, đạo đạo tinh quang mang theo sát phạt chi khí ác liệt cuồn cuộn quét ra. Thiên tuyệt kỳ bàn cứng rắn chặn trường thương của 100 bất tử kỵ sĩ, cùng lúc đó, trong đó thả ra lực lượng cường đại càng chấn đám bất tử kỵ sĩ liên tục lùi lại. Mà lúc này, viên lão nhìn về phía Dương Diệp. Mượn sát ý cùng tiểu bạch của ngươi dùng một lát. Sát ý. Thiên tuyệt kỳ bàn, tinh túy chủ yếu ở một chữ tuyệt. Tuyệt, cũng có thể giải thích thành giết. Đây cũng chính là vì sao lúc trước hắn tiềm phục ở binh giới, thu thập sát phạt chi khí của binh giới rồi. Dương Diệp không do dự, kêu tiểu bạch ra, được Dương Diệp ra lệnh, tiểu chảo của tiểu bạch nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, vô số linh khí hội tụ vào trong thiên tuyệt kỳ trận. Theo linh khí không ngừng tràn vào, thiên tuyệt kỳ tản mát ra uy áp càng kinh khủng hơn. Đúng lúc này, Dương Diệp bước ra một bước, huyết kiếm trong tay bắn nhanh ra, rơi vào trong thiên tuyệt kỳ bàn. Trong huyết kiếm, mang theo sát ý tổ cảnh của Dương Diệp hắn. Huyết kiếm nhập bàn cờ, thiên tuyệt kỳ bàn thả ra sát phạt chi khí lập tức tăng vọt. Lúc này, viên lão bước ra một bước,
bấm tay điểm ra. Giết! Trong chốc lát, vô số tinh quang như mưa kích bắn đi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của danh thống thứ ba đại biến. Giờ phút này uy lực của trận pháp so với trước đó mạnh hơn ít nhất gấp mấy lần, coi như các nàng có thể ngăn cản được, cũng sẽ bị trọng thương, hơn nữa các nàng không nhất định có thể ngăn cản được. Giờ phút này, những tinh quang kia đã đến. Giết! Trong tràng, hơn 100 bất tử kỵ sĩ thanh âm ngay ngắn vang lên, trong chốc lát, đám bất tử kỵ sĩ kia vọt về phía thiên tuyệt kỳ bàn. Phá trận! Hiện tại, các nàng phải phá trận. Nhưng rất nhiều bất tử kỵ sĩ còn chưa tới gần thiên tuyệt kỳ bàn đã bị những tinh quang kia xé tan thành phấn. Chân chính xé tan thành phấn. Cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhíu mày, hắn do dự một chút, sau đó vẫy tay, một tia tinh quang màu đỏ rơi vào trong tay hắn. Suy! Sợi tinh quang kia lập tức xuyên thủng bàn tay của hắn, thật mạnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn chỗ xa, cách đó không xa. Vô số tinh quang màu đỏ không ngừng xé rách thân thể của những bất tử kỵ sĩ. Những tinh quang này, có thể đơn giản xuyên thủng nhục thể của hắn, ý nghĩa, nếu những bất tử kỵ sĩ kia bị những tinh quang này dính vào, tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Sở dĩ bất tử kỵ sĩ mạnh, không phải thân thể mạnh, ở phương diện thân thể, bất tử kỵ sĩ tuyệt đối kém xa Dương Diệp hắn. Dương Diệp hắn cũng đỡ không nổi, những bất tử kỵ sĩ kia làm sao ngăn cản. Vẫn lạc. Trong sân. Bất tử kỵ sĩ bắt đầu vẫn lạc. Thiên Tú từng nói, muốn giết những bất tử kỵ sĩ này, phải có được lực lượng tuyệt đối, trong nháy mắt hủy diệt đi tất cả sinh cơ của các nàng. Mà hiển nhiên, lực lượng của Thiên Tuyệt trận có thể làm được dễ dàng. Nhưng đúng lúc này, ở trong vô tận hắc động, chỗ cánh cổng ánh sáng, một cánh tay đột nhiên từ trong đó đưa ra, ngay sau đó, cánh tay kia nhẹ nhàng quét về phía hư linh đại lục. Nó quét qua. Những tinh quang màu đỏ kia trong nháy mắt tan biến. Nhìn thấy một màn này, đám người Viên lão nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hắc động, thoáng qua, tay phải hắn xoay tròn, một đạo tinh quang trực tiếp xuyên toa không gian, đi tới vô tận hắc động, mà lúc này, cánh tay kia nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm này, chùm sáng màu đỏ vỡ nát mai một. Cùng lúc đó, cánh tay kia đột nhiên tìm tòi về phía trước. Trên không hư linh đại lục đột nhiên xuất hiện một cánh tay này đè ép xuống hư linh đại lục. Thần sắc của Dương Diệp lập tức ngưng trọng lên. Nếu một trường này rơi xuống, cả hư linh đại lục sẽ hóa thành bụi bặm. Ngay lúc này, Viên lão đột nhiên nói. Đồng loạt ra tay. Đồng loạt ra tay. Thanh âm của Viên lão cực kỳ ngưng trọng. Thanh âm rơi xuống, hai tay kết thủ ấn, thoáng qua, thiên tuyệt kỳ bản hóa thành tinh quang chấn tới. Mà cách đó không xa, An Nam tính tay cầm chiến thiên mãnh liệt ném ra. Một bên đám người thiên nữ cũng nhao nhao ra tay. Tại chỗ, Dương Diệp không có giữ lại, bàn tay hắn mở ra, hồng mông tháp xuất hiện, thoáng qua, hắn nắm hồng mông tháp phóng lên trời, bay thẳng đến bàn tay kia. Rầm 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 rầm. Trên không hư linh đại lục, từng thanh âm nổ vang không ngừng vang lên, nhưng cánh tay kia vẫn không có biến mất. Phía dưới, trong hư linh thành. Vô số người bắt đầu sợ hãi. Trốn. Một ít huyền giả nhân loại cùng huyền giả thiên tộc nhao nhao chạy trốn, trốn ra hư linh thành. Người trốn rất nhiều. Trước đây không lâu, những người này coi hư linh thành như hy vọng cuối cùng, mà hôm nay, bọn hắn lựa chọn chạy trốn khỏi địa phương lúc trước bọn họ coi là hy vọng. Bất quá vẫn có rất nhiều người ở lại. Trong hư không, tuy bàn tay kia không nghiền nát, nhưng tốc độ chậm lại rất nhiều. Nhưng bất kể là Dương Diệp hay mọi người đều rất rõ ràng, tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Ngay lúc này, tay phải Dương Diệp đặt ở mi tâm, chỗ đó, một đạo hồng mang hiện ra, tiểu hồng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp trầm giọng nói. Vào đi. Tiểu hồng mở mắt, trong mắt mang theo vẻ vui thích, sau một khắc, nàng hóa thành một đạo huyết mang xông vào mi tâm của Dương Diệp. Trong chốc lát, một cỗ sát ý ngút trời càn quét ra. Thoáng qua, cỗ sát ý này phóng lên trời, trực tiếp đánh về phía cự thủ. Sát ý đánh vào, trực tiếp đánh rách nó, ở trong mắt của tất cả mọi người, dưới cự thủ kia, Dương Diệp lần nữa đâm một cái. Xuy, huyết kiếm trong tay hắn đâm vào cự thủ, nhưng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cự thủ chút xuống. Cả người Dương Diệp bị chấn bay, nhưng cự thủ kia cũng, răng rắc, một tiếng, sau đó vỡ nát. Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người,
cự thủ kia đột nhiên nổ tung, vô số mảnh vỡ năng lượng từ chân trời rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, trong lòng đám người Viên lão thở dài một hơi. Nhưng lúc này, ở vô tận hắc động, lại duỗi ra một cánh tay, bất quá mới vừa ra, một đạo ánh sáng đột nhiên đánh vào trên bàn tay kia. Ầm, cánh tay kia ầm ầm vỡ vụn. Yên lặng một cái chớp mắt, trong cánh cổng ánh sáng, một giọng nói truyền ra. Người phương nào? Người phương nào? Thanh âm như sấm rền vang lên ở trong vô tận hắc động. Nhưng không có ai đáp lại. Yên lặng một cái chớp mắt, lại một bàn tay từ trong đó dò ra, cánh tay này, trực tiếp xuyên toa không gian, dò về phía hư linh đại lục. Nhưng còn chưa tới hư linh đại lục, cánh tay này đã bị một đạo ánh sáng oanh trúng. Àm! Ở trong thông đạo không gian, cánh tay này trực tiếp nổ tung, cùng một chỗ nổ tung, còn có vùng không gian kia. Vô tận hắc động, chỗ cánh cổng ánh sáng, nơi đây yên tĩnh giống như chết. Trầm mặc một cái chớp mắt, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Có chút ý tứ. Thanh âm rơi xuống, trong chàng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trên không hư linh đại lục, đám bất tử kỵ sĩ kia đột nhiên quay người rời đi. Theo bất tử kỵ sĩ rút khỏi, hư linh đại lục lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, Dương Diệp cực kỳ không bình tĩnh. Giờ phút này, toàn thân Dương Diệp huyết hồng, sát ý vô cùng vô tận không ngừng từ trong cơ thể hắn phát ra, cả bầu trời của hư linh đại lục bị nhuộm đỏ. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Dương Diệp, cách đó không xa hai mắt Dương Diệp nhắm nghiền, trong tay hắn, huyết kiếm điên cuồng rung động. Sát ý này, Dương Diệp có chút không khống chế được. Hắn vốn là sát ý tổ cảnh đỉnh phong, bất quá còn tốt, hắn miễn cưỡng có thể khống chế. Nhưng tăng thêm sát lục chi linh, sát ý của hắn cường đại trước đó chưa từng có, điều này cũng đột phá điểm tới hạn hắn có thể thừa nhận được, bởi vậy hiện tại hắn không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Mà đám người Viên lão cũng ý thức đến điểm này, thần sắc mọi người đều có chút ngưng trọng, hơn nữa mang theo một tia đề phòng. Nếu Dương Diệp đột nhiên ra tay, đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn. Bây giờ Dương Diệp, tùy tiện một kiếm, đều đủ để đơn giản đánh chết một vị thánh nhân. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên trôi dạt đến trước mặt của Dương Diệp, Viên lão muốn ngăn cản, bất quá lại bị An Nam Tĩnh ngăn cản, An Nam Tĩnh nhìn về phía Tiểu Bạch cùng Dương Diệp. Hắn sẽ không làm thương tổn nàng. Viên lão do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm chém một phát. Một kiếm này, rơi vào vị trí cách đỉnh đầu Tiểu Bạch nửa tấc. Trong đó ẩn chứa sát ý cường đại nhuộm đỏ Tiểu Bạch, giờ khắc này, Tiểu Bạch biến thành màu đỏ như máu. Nhưng Tiểu Bạch không hề sợ hãi, nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Một lát sau, tay trái Dương Diệp đột nhiên đặt ở trên đầu Tiểu Bạch, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Không sợ sao? Tiểu Bạch lắc đầu. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, chỉ có điều giờ phút này nụ cười của hắn có chút kinh dị. Tay trái Dương Diệp đặt ở mi tâm mình, sau đó nói khẽ. Có thể đi ra. Ầm. Thanh âm rơi xuống, một đoàn ánh sáng màu đỏ từ mi tâm của hắn vọt ra. Đúng là Tiểu Hồng. Sau khi Tiểu Hồng ra ngoài, quanh người Dương Diệp tản ra sát ý lập tức giảm đi rất nhiều. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, sát ý trên người hắn triệt để tản đi. Lúc này, Tiểu Bạch bay đến trên bả vai hắn, sau đó ôm cổ Dương Diệp cọ cọ. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn Tiểu Hồng. Lúc này đây, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải Tiểu Hồng tương trợ, hắn muốn phá vỡ cự thủ kia vẫn rất khó khăn. Tiểu Hồng nhếch miệng cười cười, cũng bay đến trên vai Dương Diệp, mà lúc này, Tiểu Bạch hung hăng lườm nàng một cái, người kia hiển nhiên sợ Tiểu Bạch, có chút ủy khuất nhảy xuống, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhấc nàng đến trên bả vai mình, sau đó cười nói. Tiểu Bạch, vừa rồi nàng giúp ta rất nhiều. Tiểu Bạch vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, sau đó Tiểu Trảo vung vung, vô số linh khí tràn về Tiểu Hồng đại hỉ, hấp thu sạch những linh khí kia. Dương Diệp đưa hai tiểu gia hỏa vào trong Hồng Mông Tháp, sau đó hắn nhìn về phía đám người Viên lão. Về hư linh điện đi. Viên lão nhẹ gật đầu. Rất nhanh, mọi người đi tới hư linh điện. Trong điện, Dương Diệp trầm giọng nói. Vừa rồi người nọ, hẳn là cường giả sau lưng bất tử tộc, chẳng qua là, chẳng biết tại sao đối phương lại đột nhiên buông tha ra tay. Ta cảm giác được có người đang xuất thủ tương trợ. Lúc này Viên lão nói. Ta cảm nhận được một cỗ lực lượng khác,
cường giả bất tử tộc kia rất có thể là bị cỗ lực lượng này cản trở. Một cỗ lực lượng khác. Dương Diệp nhíu mày. Sẽ là ai chứ? Viên lão khẽ lắc đầu. Không biết, ở trong ta biết, có thể có năng lực này, chỉ có một vị, mà vị kia, hẳn là sẽ không xuất thủ mới đúng, mà ngoại trừ vị kia. Nói đến đây, hắn nhíu mày. Dương Diệp nhìn viên lão. Viên lão nói vị kia, là người phương nào? Viên lão nhìn về phía Dương Diệp. Một vị kiếm tu không cầm kiếm, theo ta được biết, hắn cùng với ngươi đến từ một địa phương. Tiêu Giao Tử. Dương Diệp minh bạch viên lão nói người kia là người phương nào, chính là Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử ra tay. Dương Diệp cũng thấy không có khả năng, Tiêu Giao Tử không có lý do gì ra tay, cho dù là tìm đối phương luận bàn, cũng sẽ không ở lúc này ra tay giúp đỡ. Dùng tính cách của Tiêu Giao Tử, nhất định sẽ đi bất tử tộc tìm đối phương. Mà nếu như không phải Tiêu Giao Tử, vậy là ai chứ? Mà ngoại trừ Tiêu Giao Tử, lại có ai có năng lực này? Dương Diệp trầm tư hồi lâu, sau đó lắc đầu, hắn không suy nghĩ vấn đề này. Hắn nhìn viên lão. Viên lão, lúc trước thiên tuyệt kỳ bàn của ngươi, vì sao uy lực cường đại như thế? Viên lão cười nói. Thứ này, là kết quả của thời đại Thủy Văn Minh, uy lực của nó, cũng nằm ngoài dự đoán của ta. Thủy Văn Minh, cả đại thiên vũ trụ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, có tất cả 4 văn minh, Thủy Văn Minh, bất tử tộc. Sau bất tử tộc là hư linh tộc, nếu như nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có 3 văn minh, chính là Thủy Văn Minh, hư linh tộc, còn có bách tộc bây giờ. Bởi vì bất tử tộc là ngoại lai giả, hơn nữa bất tử tộc không có chính thức tiến vào đại thiên vũ trụ. Trong mấy văn minh này, Thủy Văn Minh không thể nghi ngờ là cực kỳ thần bí. Còn mạnh như thế nào, Dương Diệp không biết, nhưng có thể xác định là, Thủy Văn Minh này rất mạnh. Bất tử tộc này, quá mạnh mẽ. Lúc này viên lão đột nhiên nói, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, chống lại bọn hắn, căn bản không có phần thắng. Theo như ta suy đoán, bọn hắn nhất định là có âm mưu cùng kế hoạch gì lớn hơn, bằng không thì, đại quân của bọn hắn đã sớm áp tới. Hơn nữa, bọn hắn rõ ràng chiêu hàng, từ điểm đó mà xem, bọn hắn nhất định là có kế hoạch khác, đương nhiên, mặc kệ bọn hắn có kế hoạch gì, giữa chúng ta và bọn hắn thực lực cách xa, là không thể nghi ngờ. Thực lực cách xa, trong đại điện trầm mặc lại. Cho dù là Dương Diệp, không thừa nhận cũng không được, bất tử tộc thật sự quá mạnh mẽ. Ngạnh kháng bất tử tộc, bọn hắn thật sự không có bất kỳ phần thắng. Nhưng Dương Diệp hắn có thể như đám người binh tổ, bỏ qua những người phía dưới, đi đầu hàng bất tử tộc. Đầu hàng. Lúc này Dương Diệp đứng lên. Chư vị, các ngươi nguyện ý đầu hàng sao? Mọi người còn không nói chuyện, Dương Diệp lại nói. Dù sao Dương Diệp ta sẽ không đầu hàng xuống, ta tình nguyện chiến đến chết, cũng không muốn đi quỷ sống. Viên lão cười nói. Không ai nguyện ý quỷ sống, bất quá, chúng ta phải tính làm sao để sinh tồn. Dương Diệp nói. Viên lão có ý tưởng gì không? Viên lão lắc đầu. Không có ý đặc biệt gì, bất quá, ý tưởng xấu nhất là có, chính là cùng bất tử tộc lưỡng bại câu thương. Thiên tuyệt kỳ bàn này là một chí bảo. Khi tất yếu có thể làm nổ, mà nếu ta làm nổ nó, lôi đi chừng 100 vị bất tử kỵ sĩ vẫn có thể, đương nhiên, hồng mông tháp của ngươi cũng được, nếu làm nổ nó, nhất định có thể kéo rất nhiều bất tử kỵ sĩ chôn cùng. Ngay lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp vọt ra, đạo kim quang kia trực tiếp đánh về phía viên lão. Theo một tiếng nổ vang, viên lão bị oanh đã ngoài đại điện. Xuất thủ không phải người khác, đúng là hồng mông tháp. Sau khi đánh bay viên lão, hồng mông tháp còn muốn xuất kích, bất quá lại bị Dương Diệp ngăn cản, thời khắc này hồng mông tháp có thể nói là hết sức tức giận, làm nổ nó. Nói đùa gì vậy? Dương Diệp nói khẽ. Viên lão chẳng qua là chỉ đùa một chút. Hồng mông tháp run rẩy, còn rất tức giận. Dương Diệp lắc đầu im lặng, viên lão này thật là, không biết gia hỏa này có được linh trí cực cao sao. Trước mặt nó nói muốn làm nổ nó, đây không phải tìm việc. Cách đó không xa, viên lão đi đến, hắn nhìn thoáng qua hồng mông tháp, sau đó cười khổ. Lúc trước là lão hủ lỡ lời, thứ lỗi, thứ lỗi. Hồng mông tháp run rẩy, sau đó tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Ngay lúc này, ngoài thành đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Mọi người trong điện nhìn về phía ngoài thành, rất nhanh, Dương Liêm Xương tiến vào trong đại điện, sau đó nói. Trước kia,
rất nhiều người chạy ra Hư Linh Thành, mà bây giờ, bọn hắn thấy Hư Linh Thành vô sự, cho nên lại trở về. Nghe vậy, mọi người nhíu mày. Đi xem. Dương Diệp nói xong, mang theo mọi người đi ra đại điện. Ngoài thành. Giờ phút này, vô số người ở bên ngoài Hư Linh Thành cãi nhau. Bất quá, sau khi nhìn thấy đám người Dương Diệp, trong chàng lập tức yên tĩnh trở lại. Dương Diệp nhìn thoáng một phát, thần sắc trầm như nước. Ngoài thành, người rất nhiều, tầm 10 vạn. Những người này, có nhân tộc, cũng có thiên tộc. Xử lý như thế nào? Bên cạnh Dương Diệp, Dương Liêm Sương nói khẽ. Chúng ta muốn vào thành. Lúc này, phía dưới lại có người đột nhiên giống lên. Vào thành. Theo thanh âm này vang lên, vô số người bắt đầu đi theo giống lên. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, trong chốc lát, một trung niên bị hắn bắt ra, nhìn thấy Dương Diệp, trung niên kia hiển nhiên có chút sợ hãi, căn bản không dám nhìn Dương Diệp. Dương Diệp đi đến trước mặt trung niên kia. Ngươi muốn vào thành, dựa vào cái gì? Ta. Trung niên kia không biết làm sao. Dương Diệp quay đầu nhìn mọi người phía dưới. Mới vừa rồi không phải các ngươi đều muốn ra khỏi thành sao? Ta để cho các ngươi ra khỏi thành. Hiện tại, các ngươi lại muốn trở về. Coi nơi này làm cái gì? Vừa rồi tình thế nguy cấp như vậy, chúng ta cũng không thể ở trong đó chờ chết chứ. Lúc này, trung niên trước mặt Dương Diệp nói khẽ. Tình thế nguy cấp. Dương Diệp quay người nhìn trung niên kia. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta ở trong hư không cùng bất tử tộc đại chiến, là vì cái gì? Nói đến đây, Dương Diệp quay người nhìn mọi người phía dưới, cùng lúc đó, thanh âm đột nhiên có chút dữ tợn. Các ngươi có biết, nếu chúng ta không chiến, chúng ta sẽ không chết, nhưng các ngươi, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Như thế nào, chúng ta bảo hộ các ngươi là đương nhiên. Nếu nghĩ như thế, vậy ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sai hoàn toàn. Từ giờ phút này, phàm là người ở ngoài thành, bất kể là nhân tộc hay thiên tộc, trong một phút đồng hồ vẫn còn, toàn bộ tru sát. Các ngươi đã muốn đi, vậy vĩnh viễn đừng trở về cho lão tử. Ngươi, bên cạnh Dương Diệp, trung niên kia chỉ vào Dương Diệp. Ngươi quá tàn nhẫn, bên ngoài đều là quân đoàn của bất tử tộc, ngươi đuổi chúng ta đi, là giết chúng ta, Dương Diệp, ngươi. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể ích kỷ như vậy, ngươi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía Liêm Sương. Liêm Sương, ngươi nói, nếu như vừa rồi chúng ta chết trận, có người nhặt xác cho chúng ta hay không? Dương Liêm Sương trầm mặc. Bi ai? Lúc này đây, Dương Diệp đột nhiên cảm giác mình có chút bi ai, hoặc có lẽ là có chút tâm lạnh. Hắn để những người này tiến vào Hư Linh Thành, tự nhiên là xuất phát từ hảo ý, không có nghĩ qua để những người này đi chống cự bất tử tộc. Nhưng những người này coi hết thảy là đương nhiên. Đương nhiên. Những người này cho rằng Dương Diệp bảo vệ bọn hắn là chuyện đương nhiên. Mà nếu Dương Diệp hắn không bảo hộ, chính là tàn nhẫn, chính là tự tư. Nhưng những người này chưa bao giờ cân nhắc qua hắn cùng với đám người Dương Liêm Sương. Có thể nói, nếu như vừa rồi trận chiến ấy bọn hắn chết trận, sợ là ngay cả người nhặt xác cho bọn hắn cũng không có, cách đó không xa, Dương Liêm Sương cũng trầm mặc. Lúc này đây, tâm nàng cũng có chút lạnh. Trên đời luôn có một số người như vậy, cho rằng người khác vì bọn họ làm hết thảy đều là chuyện đương nhiên, mà một ngày nào đó khi người khác không vì bọn họ làm việc, bọn hắn liền cho rằng người khác ích kỷ, cho rằng người khác không giảng tình nghĩa. Người, đều là tự tư. Dương Diệp lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Trung niên kia nhìn thấy một màn này, còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Câm miệng. Các ngươi nhớ kỹ, Dương Diệp ta không nợ các ngươi, không có nghĩa vụ liều cho các ngươi, chết cho các ngươi. Trong nửa khắc đồng hồ, nếu ngoài thành còn có người, có bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, nếu như các ngươi cảm thấy ta sẽ không động thủ, liền thử xem. Dương Diệp, lúc này, trung niên kia đột nhiên nóng nảy. Ngươi, ngươi không thể làm như vậy, ngươi. Xùy, đầu trung niên kia đột nhiên bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Ngoài thành. Tất cả mọi người ngây dại. Giờ khắc này, mọi người ở ngoài thành sợ hãi. Dương Diệp. Giờ khắc này bọn hắn nhớ tới người trước mắt này là ai? Đây chính là Dương Diệp. Dương Diệp giết người không chớp mắt. Mà giờ phút này bọn hắn mới phát hiện một điểm. Lúc trước, bọn hắn ở trong thành, kỳ thật phát hiện Dương Diệp cũng không có đáng sợ như vậy.
Phải nói nhiều khi Dương Diệp rất hòa ái, bởi vậy bọn hắn sợ hãi Dương Diệp càng ngày càng ít. Nhưng giờ phút này bọn hắn đột nhiên phát hiện, Dương Diệp kia lại trở về. Dương Diệp so với bất tử tộc càng đáng sợ hơn lại trở về. Dương Diệp không có để ý mọi người ngoài thành, cùng Dương Liêm Sương tiến vào hư linh thành. Mà nửa khắc đồng hồ, rất nhanh thì qua. Bất quá ngoài thành, vẫn có rất nhiều người không hề rời đi. Lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên từ trong thành vang lên, thoáng qua, một thanh huyết kiếm từ trong thành bay ra, nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người đại biến, như điên bỏ chạy về bốn phía. Chỉ chốc lát, ngoài thành đã không có một bóng người. Trong thành, hư linh điện, đều là người đáng thương. Viên lão nói khẽ, Dương Diệp lắc đầu, ta có thể giúp ngươi, nhưng nếu như ngươi coi trợ giúp của ta là chuyện đương nhiên, cho rằng ta nên trợ giúp ngươi, như vậy thật có lỗi, ta sẽ tát ngươi một cái, để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Viên lão nhẹ gật đầu, sau đó nói, tiếp đó, chúng ta làm thế nào? Dương Diệp đang muốn nói, ngay lúc này, đột nhiên hắn ngẩng đầu, sau một khắc, hắn cùng với mọi người trong điện toàn bộ biến mất, đi tới trên không hư linh đại lục. Ở trên không hư linh đại lục, có một nữ tử đeo ba cây trường thương. Độc Cô Tuyệt Thiên. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn lướt qua hư linh đại lục phía dưới, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới, 100 bất tử kỵ sĩ tăng thêm một vị danh thống, cũng không thể bắt lại nơi đây, ngược lại còn hao binh tổn tướng. Dương Diệp, ngươi thực để cho ta ngoài ý muốn. Dương Diệp nói. Có chút hiếu kỳ, bất tử tộc ngươi chiêu hàng mấy vị lão tổ kia, đến cùng là vì cái gì? Ngươi đầu hàng, chẳng phải sẽ biết. Độc Cô Tuyệt Thiên nói. Đầu hàng. Dương Diệp lắc đầu. Người Dương gia ta, không có thói quen đầu hàng. Độc Cô Tuyệt Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp, vũ trụ rất lớn, đi theo bất tử tộc ta, người mới có thể đi càng xa. Phản kháng, không có đường sống, ta thấy ngươi là một nhân tài. Mới nói với ngươi nhiều như vậy, chớ làm hại mình, còn có những người bên cạnh ngươi. Dương Diệp cười nhẹ. Ta cảm thấy, người khi sống, phải sống thư thái, sống tự do. Đầu hàng bất tử tộc, bị người khác hô đến gọi đi, nhìn thần sắc người khác sống, cách sống này, Dương Diệp ta khinh thường. Thật sao? Độc Cô Tuyệt Thiên cười cười, sau đó tay phải vung lên, trong chốc lát, sau lưng nàng xuất hiện mấy trăm bất tử kỵ sĩ. Đại quân áp đỉnh. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn Dương Diệp. Ở chỗ này, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Dương Diệp, đằng sau ta có tất cả 570 bất tử kỵ sĩ, các nàng đều là tinh anh trong tinh anh của bất tử tộc ta. Nếu bàn về một mình đấu, có lẽ không bằng ngươi, nhưng các nàng là quân đội, không phải dũng phu, không sẽ cùng ngươi một chọi một. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hàng hay không hàng, nếu không đầu hàng, ta có thể bảo đảm, một khắc sau, cả hư linh đại lục, không có một người sống nào. Hàng hay không hàng? Trong chàng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên lại nói. Dương Diệp, người không phải hư linh tộc, người không có năng lực ngăn cản bất tử tộc ta. Mà bất tử tộc ta đối với ngươi sở dĩ như vậy, chẳng qua cảm thấy ngươi là một nhân tài, lại được sát lục chi linh của bất tử tộc ta, bởi vậy, bất tử tộc ta muốn ngươi gia nhập chúng ta, cùng dựng nghiệp lớn. Đầu hàng. Dương Diệp nhìn chung quanh, ở xung quanh hắn, là An Nam Tĩnh. Là đám người thiên nữ cùng viên lão. Dương Diệp cười nói. Các ngươi nguyện ý đầu hàng không? Đầu hàng. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Mà đám người minh nữ cũng không nói gì, bất quá các nàng vẫn đứng ở bên Dương Diệp, ý kia đã rất rõ ràng. Về phần viên lão cười cười, sau đó nói. Loại chuyện đầu hàng này, thật sự làm không được, không có tôn nghiêm a. Dương Diệp nhìn Độc Cô Tuyệt Thiên. Nhìn thấy không? Độc Cô Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói. Đã như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Nói xong, tay phải nàng vung lên, trong chốc lát, mấy trăm bất tử kỵ sĩ ở sau lưng nàng bay thẳng về phía hư linh đại lục. Nhưng đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngay sau đó, hai tay người áo đen kia ở trước ngực kết một thủ ấn kỳ dị, thuế nhổ di qua, một giọng nói vang lên. Thiên địa vạn vật nơi đây, nghe lệnh của ta, tụ họp. Thanh âm rơi xuống. Ầm. Cả đại thiên vũ xê trụ, tất cả không gian run lên kịch liệt. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vô số lực lượng như thủy triều từ bốn phương tám hướng cơ tụ đến. Giờ khắc này,
cả đại thiên vũ trụ sôi trào. Ngay lúc này, người áo đen kia đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Để cho nàng ra giúp ta. Tiểu Bạch. Dương Diệp còn không nói chuyện, Tiểu Bạch liền nhảy ra. Sau khi Tiểu Bạch xuất hiện, nàng nhìn thoáng qua người áo đen, sau đó cái miệng nhỏ nhắn phun ra. Một cỗ linh khí cực kỳ khủng bố đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Càng ngày càng nhiều lực lượng hội tụ đến, giờ khắc này, toàn bộ sinh linh trong đại thiên vũ trụ đều cống hiến ra một phần lực lượng nhỏ yếu của mình. Những lực lượng này đơn thể rất nhỏ yếu, nhưng toàn bộ hội tụ, đó là kinh khủng cỡ nào. Chỉ là khí thế, liền chấn mấy trăm bất tử kỵ sĩ lui gần vạn trượng, mà lực lượng cường đại trong đó càng ép nhanh ác của bất tử kỵ sĩ khom người. Cùng lúc đó, không gian đột nhiên tầng tầng co rút lại, không đến một hồi, không gian chung quanh tạo thành một cái lồng giam vây khốn 600 bất tử kỵ sĩ. Mà ở xung quanh không gian này, là lực lượng của vô số sinh linh, nhưng mấy trăm bất tử kỵ sĩ kia cũng cường hãn, vậy mà thiếu chút nữa phá vỡ lồng giam. Bất quá thời điểm này, người áo đen kia nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, ý kia là đang hỏi, cái gì? Người áo đen lắc đầu, giờ phút này, trong lòng người áo đen giống như có một vạn con ngựa đang lao nhanh. Đây chính là linh chủ, trong thiên địa, địa vị của linh chủ không hề thua nàng. Mà bây giờ, hoàn toàn chính là một sinh vật cái gì cũng không biết. Người áo đen lần nữa lắc đầu, sau đó nói. Linh khí, áp xúc linh khí trong thiên địa ngăn chặn các nàng. Giờ khắc này, Tiểu Bạch đã minh bạch. Tiểu chảo nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, vô số linh khí hội tụ, thoáng qua, lồng giam vốn bị mấy trăm bất tử kỵ sĩ đánh rách biến thành kiên cố như sắt thép. Mà cả đại thiên vũ trụ, còn có vô số lực lượng cùng linh khí liên tục không ngừng tụ đến. 600 bất tử kỵ sĩ bị áp chế gắt gao. Chúng sinh chi lực. Giờ khắc này, Dương Diệp có chút minh bạch lúc trước Thiên Tú nói chúng sinh chi lực là gì rồi. Cái này là chúng sinh chi lực chân chính. Sát ý của hắn đạt tới tổ cảnh, cũng là chúng sinh chi lực tương trợ thành, nhưng chúng sinh chi lực kia cùng chúng sinh chi lực trước mắt này, yếu hơn rất nhiều. Dương Diệp nhìn thoáng qua người áo đen, hắn đã nhận ra người này chính là vũ trụ chi linh. Đại thiên vũ trụ chi linh. Trụ linh. Về phần vì cái gì đối phương đi ra giúp hắn, hắn có chút không hiểu. Bất quá thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn. Xa xa, 600 bất tử kỵ sĩ bị đại thiên vũ trụ dùng chúng sinh chi lực áp chế gắt gao, mặc kệ 600 bất tử kỵ sĩ phản kháng như thế nào, lồng giam kia cũng không nhúc nhích. Cùng lúc đó, trong lồng giam ẩn chứa lực lượng cường đại bắt đầu ăn mòn 600 bất tử kỵ sĩ. Nhưng ngay lúc này, ở vô tận hắc động, một cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài, cánh tay kia cách không vỗ lên lồng giam. Lồng giam lập tức rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người đại biến. Mà lúc này, cánh tay kia lần nữa vỗ vào lồng giam. Theo một tiếng nổ lớn, lồng giam nổ tung, cả người trụ linh bay ra ngoài, lực lượng chúng sinh giống như thủy triều thối lui. Cách đó không xa, Độc Cô Tuyệt Thiên hít sâu một hơi, sau đó gằn giọng nói. Giết, ta muốn hư linh đại lục này, không để lại một người sống. Nói xong, nàng cùng những bất tử kỵ sĩ ở sau lưng bay thẳng đến đám người Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, tay có chút xoáy, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng đúng lúc này, ông, một tiếng kiếm reo từ chân trời xa xôi vang lên, thoáng qua, một ánh kiếm màu vàng óng từ chân trời điện xạ đến, thoáng qua, luồng ánh kiếm màu vàng óng kia rơi vào trước mặt Dương Diệp. Kiếm quang tản đi, một nữ tử váy tím xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm thủ nhìn Dương Diệp. Ý của quân, chính là ý của ta. Nói xong, thân hình run lên, hóa thành một thanh kiếm treo lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó duỗi tay nắm kiếm. Trong chốc lát, một cổ kiếm ý kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, sau khi kiếm ý xuất hiện, lập tức đè lại sát ý quanh người hắn. Dương Diệp cầm theo kiếm thủ chậm rãi đi về phía đám bất tử kỵ sĩ. Kiếm đến. Ông. Giờ khắc này, vô số tiếng kiếm reo từ các ngõ ngách của đại thiên vũ trụ vang lên, ngay sau đó, vô số kiếm quang phóng lên trời, tụ về phía hư linh đại lục. Một màn này, cực kỳ đồ sộ. Rất tốt, một. Kiếm thủ thần phục. Giờ khắc này, kiếm thủ chân chính thần phục. Kiếm thủ là nhân nghĩa kiếm, nàng có linh trí của mình, nàng rất rõ ràng, lúc này đây,
nếu như bên Dương Diệp không thể ngăn trở đại quân bất tử tộc, cả đại thiên vũ trụ sẽ biến thành cái dạng gì? Nếu đám người Dương Diệp thất bại, toàn bộ sinh linh của Hư Linh Đại Lục sẽ bị tru sát, ngay sau đó là cả đại thiên vũ trụ. Cuối cùng, nàng lựa chọn thần phục Dương Diệp. Thời điểm Dương Diệp tay cầm kiếm thủ, kiếm ý của hắn lập tức tăng vọt, giờ khắc này, kiếm ý của hắn đã ngăn chặn sát ý, nhưng rất nhanh, sát ý của hắn dưới sự trợ giúp của sát lục chi linh lại điên cuồng tăng vọt. Bất quá lúc này đây sát ý kia không có thể áp chế kiếm ý. Bởi vì có kiếm thủ ở đây, đại thiên vũ trụ đệ nhất kiếm. Vạn kiếm đứng đầu. Giờ phút này, sát ý của hắn cùng kiếm ý thuộc về ai cũng không áp chế nổi ai. Nếu như không phải Dương Diệp, hai cỗ ý cảnh này nhất định sẽ đánh nhau, ai cũng không phục ai. Trong tràng, Dương Diệp một câu kiếm đến, vô số kiếm không ngừng từ các giới của đại thiên vũ trụ xuyên thẳng qua không gian, chỉ chốc lát, trên không Hư Linh Đại Lục xuất hiện rậm rạp chằng chịt kiếm, những kiếm này, đều không phải phàm vật, mà là kiếm có linh tính. Trong tràng, mọi người nhìn thấy một màn này, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Đặc biệt là đám bất tử kỵ sĩ kia, thực lực cá nhân Dương Diệp, khi lấy được thanh kiếm này, lần nữa tăng lên không ít. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía đám bất tử kỵ sĩ kia. Mà sau lưng Dương Diệp, vô số kiếm hóa thành kiếm quang theo sát, tình cảnh như vậy, hết sức đồ sộ rung động. Cách đó không xa, hai mắt Độc Cô Tuyệt Thiên híp lại, sau một khắc, tay cầm trường thương đâm ra một cái. Mà lúc này, kiếm của Dương Diệp đã tới. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, ở trong ánh mắt của vô số người, Độc Cô Tuyệt Thiên bị chấn đến vạn trượng. Mà lúc này, Dương Diệp đã xông vào trong đám bất tử kỵ sĩ. Trong đó một bất tử kỵ sĩ bay thẳng đến Dương Diệp, nhưng... Xùy. Theo một âm thanh xé gió vang lên, đầu của bất tử kỵ sĩ bay ra ngoài, nhưng thân thể vẫn còn bay, trọn vẹn lao ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Mà ở trong tay Dương Diệp, cầm theo đầu lâu của một bất tử kỵ sĩ. Máu tươi còn chảy. Cái đầu kia hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Dương Diệp mở hai mắt nhìn về phía đám bất tử kỵ sĩ kia, ánh mắt một đỏ một vàng. Màu đỏ kia, tự nhiên là đại biểu sát ý, mà bên vàng, thì đại biểu kiếm ý. Dương Diệp nhìn cái đầu trong tay, sau đó nhìn về phía đám bất tử kỵ sĩ kia. Thực yếu. Nói xong, cái đầu trong tay Dương Diệp nổ tung, ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe lên. Cách đó không xa, sắc mặt đám bất tử kỵ sĩ kia đại biến, giờ phút này lực lượng của Dương Diệp, quả thực nằm ngoài dự đoán của các nàng. Giết! Ngay lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nói. Thanh âm rơi xuống, tất cả bất tử kỵ sĩ bay thẳng đến Dương Diệp. Dương Diệp bước ra một bước, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực! Trong kiếm vực, vô số kiếm điên cuồng rung rung, đạo đạo kiếm quang không ngừng từ trong mỗi một chuôi kiếm bắn ra. Kiếm ý ngập trời. Kiếm khí cường đại trực tiếp ép về phía đám bất tử kỵ sĩ kia, đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trong đám bất tử kỵ sĩ kia lóe lên. Xuy xuy. Đầu của hai bất tử kỵ sĩ bay ra ngoài. Ngay cả phản kháng cũng không có, đã trực tiếp bay ra ngoài. Phá. Lúc này, mấy trăm khí thế đột nhiên giận dữ hét lên. Ầm. Trên không Hư Linh Đại Lục, không gian run lên kịch liệt, khóe miệng Dương Diệp tràn ra một ngụm máu tươi. Bản thân hắn càng lui về phía sau mấy ngàn trượng. Nhưng thoáng qua, Dương Diệp lần nữa xông về đám bất tử kỵ sĩ kia. Xùy. Trong đó đầu lâu của hai bất tử kỵ sĩ trực tiếp bay ra ngoài, hai người này không phản ứng kịp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Độc Cô Tuyệt Thiên đại biến, muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, ở trong vô tận hắc động, một cánh tay đưa ra ngoài, cánh tay này đi thẳng tới trên không Hư Linh Đại Lục, sau đó ép xuống Dương Diệp. Một tay rơi xuống, tựa như trời sập. Dương Diệp ngẩng đầu, trong tay hắn, kiếm thủ hơi rung động. Sau một khắc, một đạo kiếm quang phóng lên trời. Ầm, cự thủ kia run kịch liệt, trực tiếp dạn nứt ra, nhưng lúc này, lực lượng trong cự thủ kia đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Ầm, cả người Dương Diệp rơi xuống. Nhưng đúng lúc này, hai tay trụ linh đột nhiên kết ấn, trong chốc lát, cả đại thiên vũ trụ, vô số chúng sinh chi lực tụ đến. Diệt. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong vô tận hắc động truyền ra. Ngay sau đó, trên không Hư Linh Đại Lục, bàn tay kia mãnh liệt rơi xuống. Rầm rầm. Bàn tay rơi xuống, không gian tầng tầng sụp đổ mai một.
Trong mắt Trụ Linh hiện lên lệ khí, hai tay hư chiêu, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên đánh vào trên cự thủ. Ầm. Ở trong mắt của tất cả mọi người, cự thủ kia trực tiếp nổ tung. Hử. Ở trong vô tận hắc động, một giọng nói truyền ra, ngay sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng từ trong đó cuồn cuộn quét ra, cỗ uy áp này trực tiếp quét sạch vô tận hắc động, nghiền ép về phía hư linh đại lục. Nhưng lại một đạo ánh sáng đánh lên nó. Thoáng qua, uy áp vô thanh vô tức biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trầm mặc một lát, trong quang môn truyền đến một giọng nói. Không ngờ tới, đại thiên vũ trụ còn cường giả như ngươi, thực để cho ta ngoài ý muốn. Ngày khác chúng ta gặp lại. Thanh âm rơi xuống, vô tận hắc động khôi phục bình tĩnh. Mà ở trên không hư linh đại lục, những bất tử kỵ sĩ kia đều thối lui. Bất quá lúc rời đi, Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Người nọ cứu không được các ngươi. Không cần quá lâu, chúng ta sẽ tới nơi đây, khi đó không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bất tử tộc. Ta! Nói xong, nàng quay người biến mất ở cuối chân trời. Trong tràng, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía không trung, ở chỗ sâu trong không gian, hắn nhìn thấy một hư ảnh, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở chỗ hư ảnh kia. Nhưng ở trong đó, không có thứ gì. Giống tuếch. Dương Diệp nhíu mày. Lúc này, Trụ Linh kia xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ đi. Ngươi cũng phát hiện. Dương Diệp hỏi. Trụ Linh khẽ gật đầu. Hẳn là người thần bí mới vừa xuất thủ kia. Biết là ai không? Dương Diệp lại hỏi. Trụ Linh lắc đầu. Đối phương tốc độ quá nhanh, ta cũng không thấy rõ, đối phương đã biến mất. Nghĩ đến. Đối phương không muốn để cho chúng ta biết. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi là Đại Thiên Vũ Trụ Linh, biết rõ trong Đại Thiên Vũ Trụ ai có thực lực như thế không? Trụ Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không biết. Dương Diệp. Trụ Linh lạnh nhạt nói. Đi theo ta, có chuyện tìm ngươi thương lượng. Vừa nói, Trụ Linh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, Dương Diệp do dự một chút, sau đó đi theo. Từ trước mắt đến xem, Trụ Linh này đối với hắn hẳn không có ác ý. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi theo Trụ Linh đến hư không, Trụ Linh quay người nhìn về phía Dương Diệp. Đại Thiên Vũ Trụ, chưa từng xuất hiện thời Đại Mạt Pháp. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhíu mày. Trụ Linh trầm giọng nói. Linh khí của Đại Thiên Vũ Trụ là bị bất tử tộc cưỡng ép lấy đi, sau đó truyền tống đến bất tử tộc, còn dụng ý, ta không biết, nhưng có một điểm có thể xác định. Chính là Đại Thiên Vũ Trụ còn chưa tới thời Đại Mạt Pháp. Thời Đại Mạt Pháp sẽ có, bất quá bây giờ Đại Thiên Vũ Trụ còn không có đến lúc đó. Bây giờ Đại Thiên Vũ Trụ, có thể nói là bị bất tử tộc cưỡng ép lấy đi linh khí, làm cho thời Đại Mạt Pháp của Đại Thiên Vũ Trụ sớm đến. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi là Đại Thiên Vũ Trụ chi linh, không có cách nào ngăn cản sao? Trụ Linh khẽ lắc đầu. Thực lực của bọn hắn quá mạnh, ta không cách nào ngăn cản. Dương Diệp nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trụ Linh nhìn Dương Diệp nói. Chẳng lẽ ngươi không có một chút ý kiến? Dương Diệp giang tay ra. Ta cũng đánh không lại bọn hắn, ta có thể làm sao? Trụ Linh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Lực lượng đỉnh phong của Đại Thiên Vũ Trụ yếu hơn bất tử tộc rất nhiều, lực lượng thấp lại không dùng được, mà tiếp tục như thế, linh khí của Đại Thiên Vũ Trụ sẽ bị bất tử tộc hút sạch sẽ. Khi đó coi như bất tử tộc không giết sinh linh của Đại Thiên Vũ Trụ đoạt tử khí, toàn bộ sinh linh của Đại Thiên Vũ Trụ cũng sẽ chết. Đối với cái này, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Ta không có cái nhìn gì. Nghe vậy, Trụ Linh kia nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Vốn còn muốn dẫn ngươi đi nơi kia, để cho ngươi biến thành càng cường đại hơn, nhưng hiện tại xem ra, nếu như ngươi không có ý kiến gì, vậy không cần như thế rồi. Nói xong, Trụ Linh xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chắn ở trước mặt nàng, Dương Diệp ngượng ngập cười cười, sau đó nói. Có cái nhìn, ta có rất nhiều cái nhìn. Thật sao? Trụ Linh lạnh nhạt nói. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Bất tử tộc xâm lược Đại Thiên Vũ Trụ, khiến cho sinh linh của Đại Thiên Vũ Trụ đổ thán, việc ác như thế, Dương Diệp ta có thể nào buông tha bọn hắn. Nhưng thực lực thấp kém. Bằng không thì, ta đã sớm giết chết tất cả bọn hắn. Trụ Linh nhìn Dương Diệp. Tiếp tục biểu diễn, ta nhìn. Dương Diệp.
Lúc này Trụ Linh nói. Được rồi, đi theo ta, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dương Diệp vội vàng đi theo. Ở trong không gian hư vô, một tiểu nữ hài hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi về phía trước. Rời đi một hồi, tiểu nữ hài đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng không xa, đứng một trung niên áo bào trắng. Trung niên nhìn tiểu nữ hài. Cảm giác nguy hiểm, ta rất nhiều năm không có cảm nhận được qua. Ngươi để cho ta cảm nhận được một tí tẹo như thế. Tiểu nữ hài nhìn trung niên hồi lâu, sau đó nói. Ta từng du lịch ngàn vạn vũ trụ, vẫn chưa có người nào để cho ta bị bại. Trung niên mỉm cười. Rất tốt. Dương Diệp đi theo Trụ Linh tiến vào trong tinh không mịt mờ, trên đường đi, Trụ Linh cũng không nói chuyện, cứ đi như thế. Dương Diệp nhiều lần hỏi đối phương, nhưng đối phương không trả lời. Rốt cuộc, Trụ Linh ngừng lại. Dương Diệp đi tới bên cạnh Trụ Linh, hắn nhìn lướt qua bốn phía chỉ có tinh không vô tận, trừ lần đó ra thì không có chỗ đặc thù gì. Dương Diệp nhìn Trụ Linh, đang muốn nói, lúc này hai tay Trụ Linh hư chiêu, trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía, ngay sau đó, ở trong mắt của Dương Diệp, trong tinh không đột nhiên hư ảo. Chỉ chốc lát, tràng cảnh đột nhiên biến ảo. Đây là một đại địa mờ mịt, liếc mắt nhìn qua, nhìn không thấy bờ bến. Mà ở trước mặt Dương Diệp, có cái cây cực kỳ dễ thấy, cây cực cao, 10.000 trượng, chiếm diện tích khoảng chừng mấy ngàn trượng. Gờ già thiên tế nhật, gốc cây này, dường như ngay cả trời cũng có thể che đậy. Chung quanh cây, một mảnh hoang vu. Biết rõ đây là cây gì không? Trụ Linh nói khẽ. Dương Diệp lắc đầu. Trụ Linh nói. Cái này là bồ đề thụ, ở trong tất cả tiên thiên thần vật của đại thiên vũ trụ, nó sắp xếp thứ ba. Bồ đề thụ. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, đối với bồ đề thụ này, hắn tự nhiên là biết. Truyền thuyết, bồ đề thụ này có thể làm cho người chứng tổ, mà khi đó thần tộc làm ra một bồ đề thụ thụ giả, làm cho bách tộc tổn thất rất nhiều thánh nhân. Sau đó, hắn chưa từng nghe qua tung tích của bồ đề thụ. Mà bây giờ, hắn lại gặp được. Dương Diệp nói, ngươi là muốn để cho ta lợi dụng bồ đề thụ này chứng tổ. Trụ Linh khẽ lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều, mặc dù bây giờ ngươi đã là thánh nhân, nhưng nếu muốn chứng tổ, còn không quá thực tế. Muốn chứng tổ, không phải là chuyện đơn giản như vậy. Vậy ngươi tính làm gì? Dương Diệp khó hiểu. Trụ Linh nói. Muốn chứng tổ rất khó, nhưng muốn để cho tu vi của ngươi càng tiến một bước, vẫn có khả năng. Mà thực lực của ngươi bây giờ, lại tiến thêm một bước, với ngươi mà nói, thực lực nhất định sẽ nhận được tăng gấp đôi, không phải sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Nhưng muốn như thế đến đối kháng bất tử tộc, hiển nhiên không phải thực tế. Trụ Linh quay người nhìn về phía Dương Diệp. Đại thiên vũ trụ này sáng tạo ra ta, cũng sáng tạo ra tiểu bạch trong cơ thể ngươi, tuy ta với nàng đều có thể rời đi, mặc cho đại thiên vũ trụ tự sinh tự diệt, nhưng Dương Diệp, các ngươi làm người, không thể mất gốc, chúng ta làm linh, liền có thể quên gốc dễ sao? Nếu như chúng ta rời đi, chính là vong ân phụ nghĩa. Cho nên ta sẽ tận hết khả năng của ta, thủ hộ vùng thế giới này, đây cũng là trách nhiệm của ta. Dương Diệp nói. Ngươi cảm thấy, có thể đỡ nổi bất tử tộc sao? Trụ Linh đi tới trước mặt Dương Diệp. Ta rất yêu thích ngươi một điểm, cái kia chính là, không quản ngươi đối mặt địch nhân gì, Dương Diệp ngươi cũng dám đánh, dám giết, dám chiến. Thực lực của đại thiên vũ trụ chúng ta, xác thực không bằng bất tử tộc, nhưng vậy thì thế nào? Bọn hắn muốn gia viên của chúng ta, muốn linh khí của chúng ta liền chắp tay tặng người sao? Này giống như có người muốn thê tử ngươi, mà thực lực đối phương mạnh hơn ngươi, ngươi phải chắp tay tặng vợ mình cho người sao? Đương nhiên, loại chuyện này, rất nhiều người nhất định là làm được. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía cuối chân trời. Tôn nghiêm, bất kể là người, hay linh, đều phải sống có tôn nghiêm. Dương Diệp lắc đầu, không nói gì. Đối với Trụ Linh, trong lòng hắn vẫn còn có chút kính nể. Trụ Linh giống như Tiểu Thiên, mặc dù các nàng là linh, nhưng đều có trách nhiệm của mình, vì trách nhiệm này, các nàng nguyện ý trả giá bằng cả mạng sống. Người có can đảm gánh chịu trách nhiệm, đều đáng giá tôn kính. Lúc này Trụ Linh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng đi về phía bồ đề thụ. Dương Diệp đi theo. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi theo Trụ Linh tới trước bồ đề thụ. Trụ Linh nói khẽ.
cây này, kỳ thật cũng đi đến cuối con đường. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Trụ Linh nói. Linh tính của nó, bị người trọng thương mà rơi vào trạng thái ngủ say. Tăng thêm đại thiên vũ trụ hôm nay tình huống như thế này, nếu như linh tính của nó không thể thức tỉnh, cuối cùng sẽ héo rũ vẫn lạc. Bị thương nặng. Dương Diệp nói. Ai làm? Trụ Linh khẽ lắc đầu. Không nói cái này, ta muốn để cho nó tiến vào trong tháp, hồng mông tử khí có lẽ có thể khôi phục nguyên khí của nó, mà để báo đáp lại, nó đi theo ngươi, ngươi không có việc gì ở trước mặt nó tìm hiểu một chút, đương nhiên, còn có rất nhiều tác dụng khác, chính ngươi chậm rãi nhận thức đi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Thời đại thủy văn minh, nó cũng đã tồn tại, mà trên người nó, mỗi một chiếc lá, đều là một câu chuyện cũ, mỗi một nhánh cây, đều là một vùng vũ trụ. Nó chính là sách sử, ghi lại đại thiên vũ trụ hưng suy, cũng ghi lại nhân sinh bách thái, ở dưới bồ đề thụ tìm hiểu, đối với tu hành của ngươi, kể cả kiếm đạo cùng sát đạo, đều có rất nhiều chỗ tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn bồ đề thụ, tay phải vung lên, một vệt kim quang bao lấy bồ đề thụ, nhưng kim quang còn chưa tới gần bồ đề thụ liền bị một cỗ thanh quang đánh sơ xác. Dương Diệp nhíu mày, lúc này Trụ Linh nói. Bản năng phản ứng. Trên người ngươi sát ý quá nặng, nó kháng cự ngươi. Dương Diệp. Lúc này Trụ Linh vung tay lên, Tiểu Bạch xuất hiện, Trụ Linh nói khẽ. Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó nhìn về phía bồ đề thụ, nàng suy nghĩ một chút, sau đó bay đến trước bồ đề thụ, bắt lấy một nhánh cây kéo về phía Dương Diệp. Trụ Linh. Tuy bồ đề thụ không có phản kháng Tiểu Bạch, nhưng lại không có đi theo Tiểu Bạch. Đương nhiên. Bồ đề thụ này có thể rõ ràng ý tứ của Bạch Tiểu Bạch hay không còn khó nói. Trụ Linh đi tới trước mặt Tiểu Bạch, sau đó vuốt đầu của Tiểu Bạch. Cùng nó trao đổi. Ngươi không thể giao lưu với nó sao? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. Trụ Linh khẽ lắc đầu. Nó đối với ta cũng có đề phòng. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Trụ Linh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Hỏi mấy cái này có ý nghĩa sao? Dương Diệp. Rất nhanh, Tiểu Bạch cùng bồ đề thụ trao đổi. Tuy linh trí của bồ đề thụ lâm vào ngủ say, nhưng nó có ý thức bản năng. Một lát sau, bồ đề thụ đột nhiên rung động, một lát sau, nó cùng Tiểu Bạch hóa thành một đạo quang mang xông vào trong cơ thể Dương Diệp. Trong hồng mông tháp, bồ đề thụ tiến vào hồng mông tháp, lập tức tìm một chỗ sơn mạch, sau đó xông vào trong dãy núi kia. Mà ở trên đỉnh cây là Tiểu Bạch, còn có Tiểu Hồng. Bây giờ Tiểu Hồng đã biến thành người hầu của Tiểu Bạch, không có cách nào, ở trong hồng mông tháp này, nàng phải theo Tiểu Bạch, đánh nhau với Tiểu Bạch lại đánh không lại, hơn nữa Tiểu Bạch còn rất nhiều bằng hữu. Bất kể là kiếm thủ, hay huyết kiếm, hồng mông tháp, những thứ này, đều cùng Tiểu Bạch quan hệ cực kỳ tốt. Cho nên bây giờ Tiểu Hồng đã thấy rõ tình thế, chỉ nghe lệnh Tiểu Bạch. Ông! Ngay lúc này, hai chuôi kiếm đột nhiên lóe lên. Sau đó hai chuôi kiếm rơi vào trước bồ đề thụ. Kiếm thủ, kiếm tổ. Kiếm thủ khôi phục hình người, nàng chậm rãi đi tới trước bồ đề thụ, nhìn bồ đề thụ hồi lâu, kiếm thủ nói khẽ. Cái gì gọi là nhân, cái gì gọi là nghĩa? Hồng mông tháp khẽ run lên, thoáng qua, trong đầu kiếm thủ xuất hiện một cảnh hoàng hôn. Nhân nghĩa. Qua rất lâu, hai mắt kiếm thủ chậm rãi đóng lại. Không có tuyệt đối nhân, không có tuyệt đối nghĩa. Cái này là đáp án của ngươi sao? Nhân nghĩa. Lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt kiếm thủ. Kiếm thủ, cái gọi là nhân nghĩa, kỳ thật, ở cá nhân ta xem ra, có nhân từ, có đại nghĩa, cũng có tiểu nhân, tiểu nghĩa. Đương nhiên, giới định hai chữ này, phải xem chính ngươi. Ngươi thấy là đúng, thì có thể đi làm, cho nên không cần nghĩ phức tạp như vậy. Kiếm thủ khẽ lắc đầu. Thế giới này, rất loạn. Dương Diệp nói. Ta biết, thế nhưng ngươi có nghĩ qua chưa, tuy bất tử tộc xâm lấn đại thiên vũ trụ, cướp đoạt linh khí của đại thiên vũ trụ, để cho vô số người của đại thiên vũ trụ chết thảm, nhưng bọn hắn cướp đoạt nhiều linh khí như vậy, lại làm cho người bất tử tộc sống lại, để cho càng nhiều tộc nhân bất tử tộc cường đại hơn, ngươi nói, hành vi của bọn hắn, là nhân nghĩa hay tàn nhẫn? Kiếm thủ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đối với chúng ta, là tàn nhẫn, đối với tộc nhân bất tử tộc, là nhân nghĩa. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cho nên không có tuyệt đối nhân, không có tuyệt đối nghĩa. Kiếm thủ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đã minh bạch. Nói xong, nàng hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ.
Dương Diệp nhìn bồ đề thụ, lúc này Tiểu Bạch mang theo Tiểu Hồng đi tới bên cạnh Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười, tiếp đó nàng chỉ bồ đề thụ. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn bồ đề thụ kia, hắn chậm rãi đi tới trước bồ đề thụ, sau đó ngồi xuống. Lòng yên tĩnh. Ngồi ở trước bồ đề thụ, Dương Diệp cảm giác tâm của mình yên lặng trước nay chưa có. Bất phàm. Giờ khắc này, Dương Diệp thật sự cảm giác được bồ đề thụ rất bất phàm. Bất quá cái này cũng bình thường, bồ đề thụ là bảo vật không thua Hồng Mông Tháp A. Chứng kiến Dương Diệp ngồi, Tiểu Bạch cũng bắt trước, ngồi ở trên vai của Dương Diệp, chỉ có điều trong mắt của nàng lưu chuyển, rất không yên phận. Qua hồi lâu, Dương Diệp nói khẽ. Cái gì gọi là kiếm đạo? Hồng Mông Tháp yên lặng một cái chớp mắt, thoáng qua, một đạo bạch quang xông vào mi tâm của Dương Diệp. Rất nhanh, một hình ảnh xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Kiếm tu. Xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp là vô số kiếm tu, những kiếm tu này, Dương Diệp không biết, có kiếm tu ở thời kỳ Thủy Văn Minh, cũng có kiếm tu thời kỳ Hư Linh Tộc, càng có kiếm tu thời đại hôm nay. Kiếm đạo hàm nghĩa. Trong đầu hắn, những kiếm tu này đều trình bày kiếm đạo hàm nghĩa. Cái gì gọi là kiếm? Cái gì gọi là kiếm đạo? Qua hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, hắn chậm rãi đứng lên. Tất cả người, tất cả giải thích. Kiếm đạo của Dương Diệp ta, rất đơn giản, chính là giết người, chính là kiếm đạo của ta. Người làm tổn thương ta, người ngăn cản ta, một kiếm giết tới. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kiếm đạo, bao nhiêu kiếm tu có bao nhiêu trình bày. Hoa mắt, đương nhiên, cũng không phải nói lý luận kiếm đạo của những kiếm tu kia là sai, mà là đối với kiếm đạo, Dương Diệp hắn có giải thích của mình. Lúc trước, hắn không quá kiên định. Cũng có chút mê mang, cho nên mới có chút nghi vấn hỏi bồ đề thụ. Mà bây giờ, sau khi gặp được lý luận kiếm đạo của vô số người, hắn phát hiện, những cái kia không phải kiếm đạo trong lòng hắn nghĩ. Kiếm. Kiếm là dùng để giết người. Đây là giải thích đơn giản nhất, mà với Dương Diệp mà nói, cũng chỉ có một lời giải thích này. Bởi vậy, tuy hắn đã nhận được rất nhiều lý luận kiếm đạo, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì lý niệm kiếm đạo của mình. Dương Diệp đi rồi. An Nam Tĩnh đi tới trước bồ đề thụ. Nàng nhìn bồ đề thụ hồi lâu, sau đó chậm rãi ngồi xuống, chỉ chốc lát, không biết nàng hỏi cái gì, hai mắt dần dần đóng lại. Một bên, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhìn về phía bồ đề thụ, Tiểu Trảo nhẹ nhàng vung múa. Món gì ngon nhất? Đây là vấn đề của Tiểu Bạch. Bồ đề thụ. Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, bên ngoài Hồng Mông Tháp, trước mặt Dương Diệp là trụ linh. Ngươi bây giờ đi đâu? Dương Diệp hỏi. Như thế nào? Trụ Linh hỏi lại. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu như ngươi không có địa phương khác đi, trước tiên có thể dừng lại ở Hư Linh Đại Lục. Thứ nhất, mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai, ngươi có thể giúp ta dạy Tiểu Bạch một chút. Ngươi cũng thấy đấy, rất nhiều năng lực của nàng không thể khai phát ra. Ta nghĩ ngươi có thể giúp nàng khai phát. Người trước mắt này, là một siêu cấp cường giả. Hắn tự nhiên muốn lôi kéo. Nếu như đối phương nguyện ý đi Hư Linh Thành, đối với hắn cùng Hư Linh Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Trọng yếu nhất là, đây chính là trụ linh, cùng Tiểu Bạch là một loại, có trợ giúp của nàng, Tiểu Bạch không thể nghi ngờ sẽ có phát triển rất lớn. Tiểu Bạch, trụ linh trầm mặc. Nguyên bản, đối với đề nghị của Dương Diệp, nàng là muốn trực tiếp cự tuyệt, nàng không thích chung sống với người khác. Bất quá nghe tới Tiểu Bạch, nàng do dự. Linh chủ. Mà bây giờ, linh chủ này, hoàn toàn chính là một sinh vật. Đây là nàng không hy vọng thấy. Suy nghĩ hồi lâu, trụ linh khẽ gật đầu. Được. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp vui vẻ, có sự gia nhập của trụ linh, tương đương với có một trợ giúp lớn. Đi, lại dẫn người đi một chỗ. Lúc này, trụ linh đột nhiên nói. Dương Diệp đang muốn hỏi, trụ linh đã biến mất. Dương Diệp lắc đầu, sau đó đi theo. Lúc này đây, tuy đại thiên vũ trụ dùng bất tử tộc bỏ chạy có yên tĩnh ngắn ngủi. Nhưng cái bình tĩnh này có chút kinh người. Bởi vì đại thiên vũ trụ bây giờ, ngoại trừ thần vực cùng Hư Linh Đại Lục, địa phương còn lại cơ bản đã rơi vào tay giặc. Vô số người chết thì chết, ẩn núp thì ẩn núp. Cả đại thiên vũ trụ, khắp nơi tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi đối với bất tử tộc. Bất quá cũng có một ít cường giả của đại thiên vũ trụ. Cũng chính là huyền giả đạt tới đại thiện cảnh trở lên đầu hàng bất tử tộc.
chuẩn xác mà nói, là có rất nhiều người lựa chọn đầu hàng. Con sâu cái kiến còn muốn sống, huống chi bọn họ. Nếu như không phải bất tử tộc không cần cường giả đại thiện cảnh trở xuống, sợ là toàn bộ sinh linh của đại thiên vũ trụ, chí ít có 9 thành chọn đầu hàng. Dương Diệp theo trụ linh tiến vào tinh không mịt mờ, chỉ chốc lát, trụ linh ngừng lại, Dương Diệp nhíu mày. Nơi đây, hắn đã từng tới. Đúng là đại lục của Thủy Văn Minh, hắn còn nhớ rõ, nơi đây lúc ấy còn có một tế đàn thần bí. Đã tới. Trụ linh đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trụ linh nói khẽ. Vậy ngươi nên biết đây là địa phương nào? Thủy Văn Minh. Dương Diệp nói. Trụ linh nhẹ gật đầu. Nơi đây, chính là đại bản doanh của Thủy Văn Minh. Biết rõ vì sao bất tử tộc cần huyền giả đại thiện cảnh trở lên không? Vì sao? Dương Diệp hỏi. Trụ linh lạnh nhạt nói. Đại thiên vũ trụ chính là một trận pháp tự nhiên. Trận pháp này, có thể mang theo đại thiên vũ trụ tiến về vũ trụ mà Thủy Văn Minh đã từng đi qua. Mục tiêu của bất tử tộc là vũ trụ Thủy Văn Minh đã từng đi qua, hoặc có lẽ là mục tiêu của bọn hắn là Thủy Văn Minh. Mà muốn khởi động trận pháp này, dùng thực lực của bất tử tộc hiện tại, còn có chút không đủ, cho nên bọn hắn muốn nhờ lực lượng của đại thiên vũ trụ, đây chính là vì sao bọn họ chiêu hàng. Thì ra là thế. Dương Diệp trầm giọng nói. Bọn hắn đi tìm Thủy Văn Minh làm gì? Trụ linh quay người nhìn về phía Dương Diệp. Chinh phục, cướp đoạt. Dương Diệp nhíu mày. Bọn hắn tự tin như vậy, cảm giác có thể đánh bại Thủy Văn Minh. Chính là tự tin như vậy. Trụ linh nói khẽ. Bất tử quân đoàn này, chẳng qua là một góc băng sơn của bất tử tộc. Mà dã tâm của bọn hắn, căn bản không dừng lại ở đại thiên vũ trụ này. Đại thiên vũ trụ này, cũng không thỏa mãn được bọn hắn. Cho nên mục tiêu của bọn hắn là Thủy Văn Minh, đó là mục tiêu kế tiếp của bọn họ. Nói đến đây, trụ linh lắc đầu. Vũ trụ, trời sinh vạn vật, nhưng vũ trụ mờ mịt này, tất cả mọi người đang làm cùng một sự kiện. Chính là cướp đoạt, tất cả mọi người đang cướp đoạt. Nơi đây cướp đoạt đã xong, liền đi địa phương khác cướp đoạt, chẳng qua vũ trụ này, thật vô cùng vô tận sao. Tự thực ác quả, sinh linh ích kỷ cuối cùng cũng có ngày tự thực ác quả. Dương Diệp khẽ lắc đầu, không có nói tiếp. Vấn đề này, khó có thể làm ra đúng sai, hắn không muốn cùng trụ linh lãng phí thời gian. Trụ linh hiển nhiên cũng không muốn ở vấn đề này lãng phí thời gian, lập tức đi ra. Dương Diệp đi theo. Rất nhanh, hai người tiến vào một phế tích, bất quá lúc này, Dương Diệp ngừng lại. Như thế nào? Trụ linh nói. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi nên biết trong thành kia có một tế đàn bỏ hoang. Trụ linh nhẹ gật đầu. Biết rõ, như thế nào? Dương Diệp nói, ngươi không cảm thấy có chỗ không đúng. Trụ linh nói. Ta đã từng xem qua, xác thực có điểm gì là lạ. Như thế nào, người biết cái gì? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nguy hiểm, ta đã từng tới nơi đây, lúc ấy gặp được nguy hiểm, ta cảm giác, trong này có sinh linh mạnh mẽ gì? Trụ linh nói. Chúng ta không đi chỗ tế đàn. Đương nhiên, coi như đi, dùng thực lực của ngươi ta bây giờ, thế gian này, có thể lưu lại hai người chúng ta, bất quá mấy người. Dương Diệp nói khẽ. Vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Trụ linh nói. Thế nào, lúc nào Dương Diệp ngươi biến thành dè dặt như vậy? Dương Diệp lắc đầu. Tự tin, không phải là tự đại. Chúng ta có thể tự tin, nhưng không thể tự đại. Được rồi, không kéo những thứ này. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp hắn cũng không phải sợ cái gì, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ tự đại. Trụ linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Trụ linh mang theo Dương Diệp đi tới chỗ sâu, cuối cùng. Ở trong một đại điện tan hoang, trụ linh ngừng lại. Ở chính giữa cung điện kia, có một khe hở màu lam to lớn. Hai tay trụ linh kết ấn, rất nhanh, khe hở màu lam rung động, ngay sau đó, một nhân ảnh xuất hiện. Bóng người này có chút mơ hồ, căn bản thấy không rõ toàn cảnh. Người Thủy Văn Minh. Dương Diệp hỏi. Trụ linh nói. Thủy Nguyên Nhân, bọn hắn tự xưng Thủy Nguyên Tộc. Thủy Nguyên Tộc. Dương Diệp đang muốn nói gì? Lúc này Thủy Nguyên Nhân kia đột nhiên truyền ra tiếng. Trụ linh. Trụ linh khẽ gật đầu. Quấy rầy. Thủy Nguyên Nhân nói. Tới tìm ta, cần làm chuyện gì sao? Trụ linh nói. Các hạ biết rõ bất tử tộc chứ? Bất tử tộc. Thủy Nguyên Nhân kia trầm giọng nói. Thế nào,
bọn hắn đi vào vùng vũ trụ này rồi hả? Trụ Linh nhẹ gật đầu. Thủy Nguyên Nhân kia trầm mặc. Trụ Linh nói khẽ. Bây giờ mục tiêu của bọn hắn là Đại Thiên Vũ Trụ, Đại Thiên Vũ Trụ cũng sắp rơi vào tay giặc rồi. Mà mục tiêu của bọn hắn xa xa không chỉ Đại Thiên Vũ Trụ, theo ta được biết, mục tiêu kế tiếp của bọn hắn là Thủy Nguyên tộc các ngươi, bọn hắn rất có thể sẽ khởi động trận pháp Đại Thiên Vũ Trụ này, sau đó đến chỗ các ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Thủy Nguyên Nhân hỏi. Trụ Linh nói. Nếu như bất tử tộc thực đến chỗ các ngươi, dùng thực lực cường đại của bọn hắn, với các ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn, không phải sao? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ bọn họ? Thủy Nguyên Nhân hỏi lại. Trụ Linh trầm mặc, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta không biết các ngươi sợ bọn họ không, nhưng ta biết, bất tử tộc không sợ các ngươi. Bọn hắn không sợ các ngươi, liền đại biểu bọn hắn rõ ràng thực lực của các ngươi. Hơn nữa, đối với bất tử tộc, các ngươi lại biết được bao nhiêu? Vậy ngươi có thể hiểu Thủy Nguyên tộc ta bao nhiêu? Thủy Nguyên Nhân kia hỏi lại. Dương Diệp cười nói. Xem ra, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Nếu như Thủy Nguyên tộc tin tưởng như vậy, chúng ta liền cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trụ Linh cũng xoay người rời đi. Bất quá ngay lúc này, Thủy Nguyên Nhân kia đột nhiên nói. Chậm đã. Dương Diệp dừng bước lại. Như thế nào? Thủy Nguyên Nhân nói. Ý tứ của các ngươi, đơn giản là muốn chúng ta ra mặt đối kháng bất tử tộc, bất quá đây là ân oán giữa Đại Thiên Vũ Trụ cùng bất tử tộc, chúng ta không có khả năng đến nhúng tay, hơn nữa giá truyền tống quá lớn. Bởi vậy chúng ta càng không có khả năng đến nhúng tay. Bất quá. Ân. Dương Diệp nói. Thủy Nguyên Nhân nói. Ở dưới thành, có một tiên thiên ma vật, năm đó Thủy Nguyên tộc ta không mang đi, các ngươi có thể đi thử xem. Nếu như ngươi có thể thu được ma vật, với các ngươi mà nói, có lẽ có trợ giúp. Vì sao không mang đi? Dương Diệp hỏi. Không mang được. Thủy Nguyên Nhân nói. Năm đó, hỗn độn sơ khai, trong thiên địa ra đời thập đại thần vật, ngũ đại thánh khí, ngũ đại ma khí, bất tử tộc ta mang đi 5 cái. Còn có 5 cái bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt không cách nào mang đi. Ma vật phía dưới, chính là một cái trong số đó. Ân, ta ở trên người ngươi cảm nhận được 3 thánh vật, tiên thiên hồng mông tháp, tạo hóa bồ đề thụ, còn có hồng hoang. Hồng hoang gì? Dương Diệp liền vội hỏi. Thủy Nguyên Nhân trầm mặc, sau đó nói. Hồng hoang khai thiên phủ, phủ này, uy lực quá cường đại, năm đó tộc của ta lợi dụng tiên thiên hồng mông tháp. Còn có 5 thần vật khác cùng với mấy vị trí cường giả mới chấn áp được. Đáng tiếc, vẫn để cho nó mang theo tháp này đào tẩu. Hồng hoang khai thiên phủ. Hồng hoang khai thiên phủ. Dương Diệp nhíu mày. Ta không có hồng hoang khai thiên phủ. Ở trong tháp, Thủy Nguyên Nhân nói. Trong hồng mông tháp. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp rùng mình. Đối phương. Hắn còn nhớ rõ, đã từng có người nói trong hồng mông tháp có một thần vật. Bất quá hắn đã quên việc này. Mà hiện tại xem ra, nói thần vật kia, hẳn là hồng hoang khai thiên phủ, siêu cấp thần khí vượt qua hồng mông tháp. Ngươi cũng để cho ta ngoài ý muốn. Thủy Nguyên Nhân kia nói khẽ. Vậy mà cầm giữ nhiều thần vật như vậy, bất quá hiện tại xem ra, L ngươi hiển nhiên không để cho uy lực của chúng được tới đa hóa, bằng không thì ngươi sẽ không yếu như thế. Yếu như thế? Thần sắc của Dương Diệp có chút khó coi. Mình yếu sao? Bình tĩnh mà xem xét, hắn không cảm giác mình yếu. Đương nhiên, hắn cũng biết, trong mắt của những Thủy Nguyên Nhân kia, hắn có lẽ thật có chút yếu, bởi vì người ta khả năng rất mạnh. Ca. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nói. Ta phải như thế nào bỏ niêm phong hồng hoang khai thiên phủ kia? Bỏ niêm phong. Thủy Nguyên Nhân nói. Ngươi tốt nhất đừng bỏ niêm phong, lực lượng của nó đủ để khai thiên tích địa. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, bỏ niêm phong, tản mát ra uy lực cũng đủ để tiêu diệt ngươi. Đừng nói ngươi, cho dù là hồng mông tháp, cũng không chịu nổi lực lượng của nó. Thế gian này, ở trong phạm vi đại thiên vũ trụ, chỉ có một vật có thể thừa nhận được lực lượng của nó mà không hủy, trừ lần đó ra, phủ này có thể hủy thế gian vạn vật, kể cả tiên thiên hồng mông tháp của ngươi. Mạnh như vậy, Dương Diệp nhíu mày, dù sao cũng là đứng đầu ngũ đại ma khí. Thủy Nguyên Nhân nói. Vậy đứng đầu ngũ đại thánh khí là cái gì? Dương Diệp hỏi. Vấn đề của ngươi rất nhiều. Lúc này Thủy Nguyên Nhân kia nói.
Dương Diệp. Trụ Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Thủy Nguyên Nhân. Ma khí dưới thành có nguy hiểm không? Tự nhiên, Thủy Nguyên Nhân nói. Vật kia, mặc dù không bằng Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, nhưng cũng là tiên thiên thần vật. Bất quá ta cảm thấy, các ngươi nên thử xem, không phải sao? Nếu như có thể đạt được, thực lực của các ngươi sẽ được tăng cường rất lớn, đối mặt bất tử tộc, các ngươi cũng nhiều hơn mấy phần thắng. Dương Diệp nói, đối với bất tử tộc, các ngươi thấy thế nào? Thủy Nguyên Nhân trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi muốn nói cái gì? Dương Diệp nói, nếu như chúng ta thua, bất tử tộc nhất định là sẽ đi tìm các ngươi, ta có chút hiếu kỳ, các ngươi đối đãi bất tử tộc này như thế nào? Bộ tộc này, là rất khó giết chết à? Ngươi cũng nói rất khó giết chết, cái này đồng nghĩa với, bọn hắn là có thể giết chết, không phải sao? Thủy Nguyên Nhân nói. Dương Diệp mỉm cười, không có nói cái gì. Người thiếu niên. Lúc này, Thủy Nguyên Nhân kia đột nhiên nói. Vũ trụ rất lớn, lớn đến ngươi không thể tưởng tượng. Mà ở trong vũ trụ vô cùng vô tận này, bất tử tộc không phải tộc duy nhất, Thủy Nguyên tộc ta cũng không phải tộc duy nhất. Mà chí cường giả ở đại thiên vũ trụ chúng ta, ở trong vũ trụ khác, hắn khả năng không phải chí cường giả, mà là có chút mạnh mẽ mà thôi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tám chữ này là chân lý. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thụ giáo. Lúc này, Thủy Nguyên Nhân kia nhìn về phía Trụ Linh. Trụ Linh, ngươi chính là đại thiên vũ trụ chi linh, sự tình lúc này đây, với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu, nhưng ngươi đã hình thành linh trí, ngươi đến bất kỳ địa phương nào cũng có thể sinh tồn, nếu như đi vũ trụ không có Trụ Linh. Ngươi có thể chúa tể chỗ đó, thật sự không cần phải chôn cùng với đại thiên vũ trụ này. Thứ cho ta nói thẳng, coi như các ngươi phòng vệ được bất tử tộc, nhưng đại thiên vũ trụ trải qua nhiều năm như vậy, tăng thêm bị bất tử tộc rút ra linh khí, hiện tại đại thiên vũ trụ đã sắp diệt, thay chỗ khác đi. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt, có duyên gặp lại. Nói xong, thân thể dần dần hư ảo, không đến một hồi, hắn hoàn toàn biến mất. Trong tràng, Trụ Linh nói khẽ. Đi thôi, đi xuống dưới nhìn xem. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai người chui xuống mặt đất, sau khi xuống dưới đất, hai người một đường đi xuống, không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp nhíu mày. Có chút không đúng. Lúc này, Trụ Linh khẽ nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn nhìn bốn phía, sau đó nói. Cẩn thận chút. Hai người tiếp tục xuống. Ước chừng một lúc lâu sau, Dương Diệp ngừng lại. Lòng đất có thế giới khác. Giờ phút này, ở trước mặt hai người là một cánh đồng hoang vu vô biên vô tận, không có một ngọn cỏ, một mảnh tử địa. Thần sắc hai người đề phòng. Tựa hồ Thủy Nguyên tộc kia không sợ bất tử tộc. Lúc này, Dương Diệp vừa đi vừa nói. Tại sao bọn hắn phải sợ? Trụ Linh hỏi. Dương Diệp nói. Ta đã từng tiếp xúc một người khác của Thủy Nguyên tộc, đối phương nói bọn họ giao chiến qua với bất tử tộc. Trụ Linh nói, nếu như ngươi muốn hai tộc này đánh nhau, chúng ta ngồi thu ngư ông chi lợi mà nói, vậy ngươi suy nghĩ nhiều. Thủy Nguyên tộc đã thoát ly đại thiên vũ trụ, hiện tại bọn hắn cùng bất tử tộc không có bất kỳ xung đột, trái lại, hiện tại bọn hắn mới là người ngồi thu ngư ông chi lợi. Ta nghĩ, này cũng là nguyên nhân vì sao hắn nguyện ý nói cho ngươi biết tung tích của ma vật, không phải là muốn ngươi cùng bất tử tộc liều mạng sao. Dương Diệp cười nói, ngươi nhìn rất rõ ràng. Đi thôi. Trụ Linh nói xong, gia tăng tốc độ. Dương Diệp cũng đi theo nhanh hơn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Dương Diệp và Trụ Linh ngừng lại, ở trước mặt bọn họ không xa, cũng chính là hơn mấy trăm trượng, trên không trung có bốn sợi xích màu đen, khóa định ở trong không trung, ở cuối bốn sợi xi liềng xích, tựa hồ có đồ vật gì đó bị khóa, mà một chỗ khác của xiềng xích thì dán ở trong đại địa, nhìn không tới đầu. Cẩn thận! Lúc nãy... Trụ Linh đột nhiên bắt lấy bả vai Dương Diệp lóe lên. Xuy 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 xuy. Hai người vừa rời đi, ở trên vùng đất xa xa, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng lấp lánh, những lưu quang này tựa như dòng điện, không ngừng lưu động. Trận pháp. Lúc này Trụ Linh trầm giọng nói. Nơi đây có một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Vừa nói, nàng nhìn về phía bốn sợi xiềng xích kia. Trận pháp này phong ấn chỗ đó. Nhưng chỗ đó giống tuếch. Dương Diệp trầm giọng nói. Chỗ đó bị phong ấn cái gì? Trụ Linh khẽ lắc đầu. Không cách nào cảm giác. Lúc này,
Dương Diệp bấm tay điểm ra, một tia kiếm khí trực tiếp bắn về phía vị trí bốn sợi xích sắt khóa lại. Nhưng sợi kiếm khí kia xuyên qua. Chỗ đó, chẳng có cái gì xuất hiện cả. Dương Diệp nhíu mày. Chẳng có gì cả, làm sao có thể, trận pháp này không biến mất, hiển nhiên nơi đó có thứ gì. Nói xong, Dương Diệp bước ra một bước. Kiếm vực. Kiếm vực bao phủ bốn phía, nhưng dưới kiếm vực, Dương Diệp cũng không có cảm nhận được gì. Giống tuếch. Làm sao có thể? Dương Diệp thấp giọng nói. Có chút kỳ quặc. Trụ Linh nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, việc này rất không tầm thường. Nhưng đúng lúc này, trận pháp ở trước mặt hai người đột nhiên rung động, rất nhanh, ở đỉnh bốn sợi xiềng xích. Phốc. Một đóa hỏa diễm lớn chừng ngón tay xuất hiện. Hỏa diễm rất nhỏ, có chút trong suốt, hỏa diễm cứ như vậy lẳng lặng ở đó. Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Ngay lúc này, trong cơ thể Dương Diệp, Hồng Mông Tháp xoay tròn rất nhanh. Nguy hiểm. Hồng Mông Tháp cảnh cáo. Trong lòng Dương Diệp rùng mình, Hồng Mông Tháp cảnh cáo, cái này đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Đơn giản mà nói, ngọn lửa trước mắt này, làm cho Hồng Mông Tháp cũng cảm giác được nguy hiểm. Đây là lửa gì? Dương Diệp hỏi. Trụ Linh nhìn lửa kia hồi lâu, sau đó nói. Hỏi Bồ Đề Thụ một chút. Bồ Đề Thụ. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, hắn phát hiện giờ phút này, Bồ Đề Thụ cũng có chút bất an, như cảm nhận được nguy hiểm. Cuối cùng là lửa gì? Thần sắc của Dương Diệp cũng có chút ngưng trọng lên. Một lát sau, Dương Diệp từ Bồ Đề Thụ nhận được đáp án. Ly hỏa. Lửa trước mắt này, chính là ly hỏa trong ngũ đại ma khí. Trừ lần đó ra, Dương Diệp còn chiếm được một tin tức, cái kia chính là, ngũ đại thánh khí. Ngoại trừ thánh khí xếp hạng thứ nhất, bốn thánh khí còn lại, đều không phải chủ sát phạt, bất kể là Hồng Mông Tháp hay Bồ Đề Thụ, hoặc hai kiện thánh khí khác, đều không phải chủ công, mà là một loại thánh khí phụ trợ. Nhưng ngũ đại ma khí lại bất đồng. Ngũ đại ma khí đều chủ công, uy lực cực lớn, bởi vậy nếu như sâu lâu, ngũ đại thánh khí ngoại trừ thánh khí xếp hạng thứ nhất, bốn thánh khí còn lại là không làm gì được ma khí. Mà ly hỏa này, thời điểm thiên địa chưa phân, hỗn độn có dị hỏa, trăm triệu năm trưởng thành, trăm triệu năm ngưng hình, trăm triệu năm tụ linh, hỏa này, hiểu rõ thiên địa, cùng vạn vật đồng nguyên, nhưng cao hơn vạn vật. Trong thiên địa, trừ số ít mấy vật ra, không có vật nó không thể đốt. Ly hỏa. Khi lấy được Bồ Đề Thụ giới thiệu, thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Dựa theo Bồ Đề Thụ giới thiệu, ly hỏa này quả thực có chút trâu bò. Sau đó vấn đề đã đến. Phải làm sao thu phục lửa này? Quan trọng nhất là, một cái không cẩn thận, hắn có khả năng chơi với lửa có ngày chết cháy. Hơn nữa, nếu như bỏ niêm phong lửa này, ngay cả Hồng Mông Tháp cũng không trấn áp được. Thẳng thắn mà nói, lửa này căn bản không sợ Hồng Mông Tháp. Nếu như nó cùng Hồng Mông Tháp đánh nhau, Hồng Mông Tháp khả năng đánh không lại nó, dù sao tác dụng của Hồng Mông Tháp không phải là đánh nhau. Nan đề. Một thiên đại nan đề. Nhưng đúng lúc này, lửa kia đột nhiên khẽ run động, sau một khắc, độ ấm bạo tăng, thoáng qua, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, làn da của hắn lại đang thối rữa. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, vội vàng sử dụng Hồng Mông Giáp. Nhưng sau khi Hồng Mông Giáp xuất hiện, Dương Diệp phát hiện, Hồng Mông Giáp trên người hắn bắt đầu tan chảy. Hồng Mông Giáp tan chảy. Giờ phút này, trong lòng Dương Diệp đã kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Hồng Mông Giáp. Đây chính là bảo vật ngay cả lão tổ công kích cũng có thể phòng ngự, mà bây giờ, cứ như vậy bị dung hóa. Mà ly hỏa, vẫn ở trong phong ấn. Rút lui. Lúc này thanh âm của Trụ Linh đột nhiên vang lên, thoáng qua, nàng cùng Dương Diệp lui về phía sau mấy vạn trượng. Nhưng nhiệt độ kia vẫn cực nóng như cũ. Hai tay Trụ Linh kết ấn, trong chốc lát, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một bình phong mỏng manh. Sau khi bình phong xuất hiện, Dương Diệp cảm giác tốt lên rất nhiều. Mà cách đó không xa, ly hỏa đột nhiên biến mất. Trong tràng khôi phục bình tĩnh, chỉ có trận pháp kia đang lưu chuyển. Hỏa này thật bất phàm. Trụ Linh trầm giọng nói. Dương Diệp cười khổ. Ta biết nó bất phàm, vấn đề là, bây giờ chúng ta làm sao thu phục nó. Thu phục nó. Trụ Linh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngư cười cảm thấy ngươi có thể làm được. Dương Diệp lắc đầu. Làm không được. Trụ Linh quay đầu nhìn về phía ly hỏa. Thần vật như thế, người bây giờ, căn bản không cách nào điều khiển,
muốn đạt được trợ giúp của nó, chỉ có hợp tác với nó. Hợp tác? Dương Diệp nói. Hợp tác thế nào? Trụ Linh không có trả lời, mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ta biết ngươi có linh trí, có thể đi ra nói chuyện hay không? Trầm mặc một cái chớp mắt, ly hỏa tại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Trụ Linh. Hồng Mông Tháp, Bồ Đề Thụ. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thoáng qua, Dương Diệp cảm giác có cái gì khóa mình lại. Dương Diệp nhìn ly hỏa. Là thủy nguyên tộc giam ngươi ở nơi này. Ngươi nói xem. Ly hỏa hỏi lại. Vì sao bọn hắn làm như thế? Dương Diệp hỏi. Ly hỏa lạnh nhạt nói. Trong thiên địa, có thập đại chí cao thần vật. Thập đại chí cao thần vật này, ai không muốn được. Nhưng chúng ta há nguyện ý bị người nô dịch. Nghe thế, Dương Diệp đại khái biết chút ít. Những thần vật này, đều có linh trí của mình, thủy nguyên tộc muốn nắm chúng ở trong tay, mà bọn hắn, hiển nhiên là không chịu. Vì vậy thì có tranh đấu, mà ly hỏa này, không thể nghi ngờ đã thất bại. Vì sao bọn hắn không cưỡng ép mang đi ngươi? Trụ Linh hỏi. Nếu như ta tự bạo, cả đại thiên vũ trụ này cũng có thể cùng nhau hủy. Ly hỏa nói. Dương Diệp. Trụ Linh cũng trầm mặc. Tự bạo. Nếu ly hỏa này tự bạo, như nó nói, cả đại thiên vũ trụ đều hóa thành hư vô. Mà thủy nguyên tộc, có lẽ có thể ngăn cản được, nhưng nếu ly hỏa thật sự tự bạo, bọn hắn nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Cái giá lớn kia, thủy nguyên tộc không muốn trả, vì vậy liền lựa chọn phong ấn, mà không phải hủy diệt. Chúng ta có thể cứu ngươi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Điều kiện. Ly hỏa nói. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Điều kiện rất đơn giản. Ta hy vọng ngươi có thể theo ta 20 năm, trong vòng 20 năm này, ngươi tương trợ ta, 20 năm sau ngươi tự do, như thế nào? Để đối phương thần phục hắn. Dương Diệp dĩ nhiên muốn, nhưng hắn sẽ không đi làm như thế. Hắn không có ngốc. 20 năm. Ly Hỏa trầm mặc một lát, sau đó nói. Xem ra khoản giao dịch này đối với ta rất có lợi. Chẳng qua là, ngươi có biết trận này không? Dương Diệp lắc đầu. Ly Hỏa nói, trận này, không ai có thể phá, mặc dù thực lực hai người các ngươi không yếu, nhưng muốn phá trận này, còn cần. Trận này hạch tâm là cái gì? Dương Diệp đột nhiên hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ly Hỏa nói, Dương Diệp cười nói, hạch tâm trận này là linh khí, không có linh khí, nó còn có thể vận chuyển sao? Trận này có thể tự mình bảo hộ, ngươi muốn rút đi linh khí của nó, không có khả năng. Ly Hỏa nói. Dương Diệp cười nói. Ta cảm thấy có khả năng. Thanh âm rơi xuống, hắn kêu Tiểu Bạch lên. Linh chủ. Trong thanh âm của Ly Hỏa mang theo vẻ kinh ngạc. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, người có thể giúp ta hút linh khí trong trận pháp không? Linh khí. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là để cho Tiểu Bạch hút đi linh khí, một khi linh khí biến mất. Tác dụng của trận pháp này cũng sẽ biến mất. Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua trận pháp, nàng suy nghĩ một chút, sau đó tiểu chảo đưa đến trước trận pháp. Để cho Dương Diệp cùng Trụ Linh bất ngờ là, trận pháp kia không có bị kích hoạt, Tiểu Bạch ở phía trên. Bính bính khiêu khiêu. Không có cảm giác nguy hiểm nha. Lúc này Trụ Linh trầm giọng nói. Trận này không có cảm nhận được nguy hiểm, thì sẽ không bị kích hoạt, mà Tiểu Bạch là linh chủ. Hạch tâm của trận pháp này không thể thiếu linh khí, mà những linh khí kia, tự nhiên sẽ không cảm thấy linh chủ có nguy hiểm, bởi vậy trận pháp không có bị kích hoạt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, lúc này Tiểu Bạch chạy tới chính giữa trận pháp, nàng xem xét bốn phía, cuối cùng Tiểu Chảo nhẹ nhàng vỗ một cái. Cả trận pháp run lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số linh khí từ trong trận pháp rỉ ra, không đến một hồi, linh khí cả trận pháp đã bị Tiểu Bạch hấp thu sạch sẽ ồ. Vì sao linh khí ưa thích Tiểu Bạch? Một nguyên nhân chủ yếu nhất là vì sau khi Tiểu Bạch hấp thu linh khí, không hề tiêu hao linh khí. Xin HC linh khác, kể cả nhân loại, bọn hắn hấp, cắn nuốt linh khí, dùng cái này đến lớn mạnh bản thân, nhưng Tiểu Bạch không phải, bởi vì thể chất, nàng hấp linh khí sẽ tụ tập ở trong cơ thể nàng, sẽ không biến mất, không chỉ như thế, ở trong cơ thể nàng, những linh khí kia còn có thể càng thêm tinh khiết. Bởi vậy linh khí không kháng cự Tiểu Bạch chút nào. Không đến một hồi, linh khí trong trận pháp bị Tiểu Bạch hút sạch sẽ, cùng lúc đó, quang mang của trận pháp kia cũng dần dần biến mất,
không đến một hồi, trận pháp kia hoàn toàn biến mất. Dương Diệp tranh thủ gọi Tiểu Bạch về bên cạnh mình. Cách đó không xa, theo trận pháp biến mất, đột nhiên độ ấm trong sân thiêu đốt nóng lên, ở dưới ánh mắt chăm chú của Trụ Linh, bốn sợi xiềng xích trên không trung dần dần hư ảo. Đốt cháy. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Dùng khả năng của ngươi, lúc trước không thể phá hủy trận pháp này sao? Biết rõ chỗ lợi hại của trận này không? Thanh âm của Ly Hỏa đột nhiên truyền ra. Chỗ lợi hại của trận này, chính là hạn chế năng lực của ta. Theo thanh âm này rơi xuống, một đóa hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp âm thầm đề phòng. Ly Hỏa nói. Thủy Nguyên tộc, dùng trận pháp danh chấn vũ trụ, trận pháp chi đạo của bọn hắn, đã xuất thần nhập hóa. Bằng không thì năm đó bọn hắn cũng không có khả năng cả tộc di chuyển, cho dù là bất tử tộc kia, bọn hắn cũng không cách nào làm được truyền tống cả tộc xa như vậy. Người biết bất tử tộc. Dương Diệp nói. Địa phương có lửa, thì có sự hiện hữu của ta. Ly Hỏa nói xong, đột nhiên trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp. Nhân loại, người không sợ ta đổi ý. Dương Diệp cười nói. Người giàu gì cũng là người có thân phận, đối với loại tồn tại như ngươi. Tôn nghiêm và cốt khí tuyệt đối là cực kỳ xem trọng, bằng không thì, ngươi sẽ không tình nguyện bị phong ấn, cũng không thần phục Thủy Nguyên tộc kia. Cho nên ta cảm thấy, ngươi khinh thường nói láo. Kỳ thật hắn cũng chỉ là suy đoán, Ly Hỏa này có thể trở mặt hay không, hắn cũng không chắc. Nhưng bất kể như thế nào, trước vỗ mông ngựa lại nói. Một lát sau, Ly Hỏa đột nhiên nói. Nhân loại, ngươi có chút ý tứ, ngươi nói không sai, ta khinh thường nói dối. Ước định giữa ta và ngươi, ta sẽ tuân thủ, 20 năm, với ta mà nói, một lần ngủ mà thôi. Bất quá, bây giờ ngươi quá yếu, ngươi không chịu nổi lực lượng của ta, đặc biệt là thân thể ngươi, nếu như muốn mượn lực lượng của ta, bất kể là nhục thân, hay linh hồn, đều không chịu nổi. Vậy làm sao bây giờ? Dương Diệp hỏi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ly Hỏa hỏi lại. Dương Diệp. Xùy. Ngay lúc này. Ly Hỏa bay vào mi tâm của Dương Diệp, thoáng qua, ở mi tâm của Dương Diệp, xuất hiện một hình xăm hỏa diễm lớn chừng ngón tay cái. Cùng lúc đó, thanh âm của Ly Hỏa vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Ta có chút suy yếu, cần hồng mông tử khí, ta không lấy không đâu. Thanh âm rơi xuống, ở quanh người Dương Diệp xuất hiện một tầng hỏa diễm mỏng manh. Đây là... Dương Diệp khó hiểu. Ngay lúc này... Ngọn lửa kia đột nhiên sáp nhập vào trong hồng mông giáp của hắn, giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác hồng mông giáp xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lột xác về chất. Giáp này, hiện tại có thể nói không thể phá vỡ. Lúc này Ly Hỏa nói. Không thể phá vỡ. Dương Diệp lấy tay sờ soạng hồng mông giáp, trải qua Ly Hỏa tăng cường, hồng mông giáp trên người hắn so với trước đó mạnh hơn ít nhất gấp mấy lần, hiện tại coi như là lão tổ cũng khó đơn giản đánh bại hồng mông giáp của hắn. Nghĩ vậy, khóe miệng Dương Diệp không khỏi nổi lên nụ cười, lúc này đây, thu hoạch có thể nói cực lớn. Chúng ta đi thôi. Lúc này Trụ Linh đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, ngay lúc này, Ly Hỏa đột nhiên nói. Trên thành có một tế đàn, trong tế đàn có một yêu ma, ta có thể cảm thụ khí tức của nó, chớ tới gần tế đàn này. Yêu ma? Dương Diệp nhíu mày. Nhân vật gì? Ly Hỏa nói. Không phải ngươi có khả năng đối kháng, không ai muốn trêu chọc. Hơn nữa, yêu ma này sắp muốn xuất thế, đi nhanh đi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Trước kia Thủy Nguyên Nhân nói ngươi là ma khí, nhưng cùng ngươi tiếp xúc, ta cảm thấy hành vi của ngươi không hề giống ma. Ma, cũng không phải hình thái dữ tợn, hành vi hung ác mới là ma. Ma, ta được gọi là ma, tự nhiên. Nói đến đây, Ly Hỏa ngừng lại không nói. Dương Diệp cũng thức thời không hỏi, những thứ này đều không có ý nghĩa, hắn cùng với Trụ Linh rời đi, chỉ chốc lát, Dương Diệp cùng Trụ Linh đã đi ra Thủy Nguyên Đại Lục, tiến vào tinh không mịt mùng. Mà sau khi Dương Diệp và Trụ Linh rời đi, một trung niên đột nhiên rơi vào Thủy Nguyên Đại Lục. Trung niên mặc trường bào màu trắng, hai tay thả lỏng phía sau, trên người có một loại khí chất khó có thể miêu tả. Trung niên nhìn thoáng qua phương hướng Dương Diệp cùng Trụ Linh rời đi. Sau đó hắn chậm rãi đi vào phế thành, phương hướng hắn đi, chính là vị trí của Thủy Nguyên Nhân. Bất quá đi một hồi, trung niên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía bên phải, chỗ đó có một tế đàn. Trung niên nhíu mày, sau đó thu hồi ánh mắt, nhưng đúng lúc này,
tế đàn kia đột nhiên rung động, tế đàn run rẩy càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong tế đàn vọt ra. Uy áp ngập trời. Ha ha. Lúc này, một tiếng cười to đột nhiên từ trong đó truyền ra. Ta cuối cùng đi ra ngoài, ha ha. Thoáng qua, một cự trảo dữ tợn đột nhiên từ trong tế đàn đưa ra ngoài, sau đó chộp tới Trung Niên. Chứng kiến móng vuốt kia, Trung Niên nhíu mày. Rất nhanh, cái móng vuốt kia đã tới đỉnh đầu của Trung Niên, một chưởng này rơi xuống, Trung Niên sợ là phải hóa thành bột mịn. Nhưng ngay lúc này, chân phải của Trung Niên nhẹ nhàng điểm một cái, ở bên chân hắn, một cục đá lớn chừng ngón tay cái đột nhiên hóa thành kiếm quang phóng lên trời. Àm! Không có dấu hiệu nào, cự trảo dữ tợn bị cục đá oanh thành mảnh vụn. Ngươi! Ở trong tế đàn, truyền đến một thanh âm kinh hãi. Trung Niên chậm rãi đi tới tế đàn, đúng lúc này, một cỗ khí lưu màu đen mang theo uy áp ngập trời từ trong tế đàn chấn động ra. Cổ khí lưu màu đen bao phủ về phía Trung Niên kia, ông. Ngay lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên lóe lên. Xùy! Khí lưu màu đen bị kiếm quang xé tan thành phấn, hơn nữa trực tiếp hóa thành hư vô, như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngươi là người phương nào? Trong tế đàn, truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Theo thanh âm này vang lên, một yêu thú hình thể khổng lồ xuất hiện ở trước mặt Trung Niên. Chuẩn xác mà nói là yêu ma. Yêu ma cùng yêu thú vẫn có khác biệt, yêu ma có thể nói là tổ tiên của yêu thú, thời kỳ hỗn độn, chỉ có yêu ma mà không có yêu thú. Yêu ma này, hình dạng như người, nhưng có ba chảo, bất quá chỉ có một mắt ở mi tâm, quanh người nó là lân phiến đen nhánh, toàn bộ hình dạng xem ra, cực kỳ quái dị dữ tợn. Trung Niên ngừng lại. Hắn quan sát yêu ma một chút. Theo ta được biết, yêu ma ở thời kỳ hỗn độn, thực lực cũng không tệ mới đúng, vì sao ngươi yếu như thế? Yếu? Thần sắc của yêu ma lập tức dữ tợn. Nhân loại đáng chết, ngươi cảm thấy ta yếu? Xùy. Ngay lúc này, Trung Niên kia bấm tay điểm ra, một tia kiếm quang bắn nhanh ra. Sắc mặt yêu ma đại biến, nâng lên một chảo vỗ ra, một chưởng rơi xuống, cả phế tích thủy nguyên thành hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, thiên địa hoàn toàn u ám, dường như ngày tận thế tới. Nhưng tia kiếm quang kia coi thường hết thảy, những nơi đi qua, hết thảy mai một. Ầm, yêu ma bị oanh đến vạn trượng, cùng lúc đó, một cái móng vuốt bay ra ngoài. Ầm, ngoài vạn trượng, yêu ma ầm ầm rơi trên mặt đất bị nó đập ra một cái hố sâu khổng lồ, tựa như vực sâu. Một lát sau, yêu ma từ trong đó bỏ ra, nó nhìn Trung Niên cách đó không xa. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi là người phương nào? Kinh hãi. Giờ phút này, trong lòng yêu ma kinh hãi đến cực độ. Thực lực của người này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đừng nói ở thời đại bây giờ, dù ở thời đại kia của nó, có loại thực lực này, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trung Niên nhìn thoáng qua yêu ma, sau đó nói. Ở niên đại của ngươi, yêu ma nào mạnh nhất? Yêu ma nhìn thoáng qua Trung Niên, sau đó nói. Khoa Phụ, Trọng Minh, Ngao Hống, Hoành Thiên. Trung Niên có chút trầm ngâm, sau đó nói. Đáng tiếc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bất quá rất nhanh, hắn dừng lại, nhìn thấy một màn này, yêu ma biến sắc, âm thầm đề phòng. Trung Niên nói. Nếu như ta muốn giết ngươi, cho dù ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không quá đáng một kiếm mà thôi. Ta lại hỏi ngươi. Lúc trước vì sao ngươi ra tay với ta? Yêu ma nhìn thoáng qua Trung Niên, sau đó nói. Thói quen. Trung Niên quay người nhìn thoáng qua yêu ma, sau đó lại nói. Lúc trước, có hai người đến qua nơi đây, ngươi muốn giết bọn hắn, đúng không? Yêu ma do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Trung Niên nói khẽ. Người nọ, cùng ta có nguồn gốc sâu xa, dùng thực lực của ngươi bây giờ, nếu ra ngoài. Hắn quả thực khó có thể ngăn cản, đã như vậy, ta cam đoan không thương hại người này. Lúc này yêu ma vội vàng nói. Các hạ yên tâm, ta định sẽ không thương tổn người này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Ta bị thủy nguyên tộc phong ấn vô số năm, hôm nay vừa thoát khốn, mong các hạ thả ta một con đường sống. Không thể không nói, yêu ma này rất thức thời. Không thức thời cũng không có cách nào a. Nó rất rõ ràng, thực lực của người trước mắt đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi, căn bản không phải hắn có khả năng địch. Thời điểm này kiên cường, chính là thật chết rồi.
Trung niên nhẹ gật đầu. Được. Nói xong, trung niên quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, yêu ma thở phào một hơi, nó nhìn thoáng qua bả vai, chỗ đó bóng loáng như gương, tam chảo chỉ còn một chảo, đáng sợ nhất là, bây giờ hắn còn không cách nào làm cho cái móng vuốt kia dài ra. Giờ khắc này, yêu ma càng thêm kính sợ trung niên kia. Một lát sau, yêu ma lắc đầu, nó cũng không rời đi, mà về lại chỗ tế đàn. Chữa thương. Nó quyết định dưỡng tốt tổn thương lại rời đi. Trung niên ly khai tế đàn, đi tới chỗ lúc trước Dương Diệp cùng trụ linh gặp Thủy Nguyên Nhân. Trung niên nhìn lướt qua bốn phía, chân phải nhẹ nhàng đạp. Ầm. Cả vùng đột nhiên rung động, thoáng qua, một đạo kiếm quang rơi vào trung ương trận pháp. Trung niên nhìn chỗ đó. Ba hơi, nếu không xuất hiện, vậy vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa. Bạo lực. Yên lặng một cái chớp mắt, trận pháp kia đột nhiên xuất hiện, thoáng qua, Thủy Nguyên Nhân xuất hiện ở trước mặt trung niên. Kiếm của ngươi. Thủy Nguyên Nhân kia nói khẽ. Trước đây chưa từng gặp, không nghĩ tới, đại thiên vũ trụ hôm nay, lại có chỉ cường giả như vậy. Trung niên bấm tay điểm ra, một trái tim màu đỏ xuất hiện ở trước mặt Thủy Nguyên Nhân, quả tim này còn đang nhảy nhót. Ngươi đi qua chỗ kia. Lúc này Thủy Nguyên Nhân trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng. Trung niên khẽ gật đầu, ngươi nên biết lai lịch của trái tim này, đúng không? Thủy Nguyên Nhân trầm mặc, ta không quá thích giết người. Trung niên đột nhiên nói, bởi vì không có mấy người đáng giá ta giết, ngươi minh bạch ý tứ của ta không? Thủy Nguyên Nhân trầm giọng nói, ngươi muốn tìm chủ nhân trái tim này. Có chút hứng thú. Trung niên nói. Thủy Nguyên Nhân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Không ở vũ trụ này. Không ở vũ trụ này. Trung niên khẽ gật đầu. Đã minh bạch. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mạo muội hỏi một câu, người tìm vị kia làm chi? Lúc này Thủy Nguyên Nhân đột nhiên nói. Trung niên dừng bước lại, sau đó nói. Cảm thấy hắn có chút mạnh, cho nên. Thứ cho ta nói thẳng. Thủy Nguyên Nhân kia nói. Vị kia. Không phải có chút mạnh, mà là rất mạnh. Ta biết thực lực của các hạ đã đạt tới đỉnh phong, nhưng vị kia. Đỉnh phong. Trung niên khẽ lắc đầu. Ngươi biết thế gian này cái gì thống khổ nhất không? Đối với ta mà nói, vô địch thống khổ nhất. Không biết từ lúc nào, ta đã không có cảm giác nguy hiểm. Thời điểm một người không có cảm giác uy hiếp, hắn sẽ dừng lại không tiến. Mà ta biết, kiếm của ta còn không có đạt tới trình độ ta muốn, nó còn có không gian lên cao. Nó cần đối thủ, ta cũng cần đối thủ cường đại, nhưng đáng tiếc, mảnh vũ trụ này, chỉ giải rác mấy người kia cho ta một chút cảm giác nguy hiểm. Nhưng, nói đến đây, hắn lắc đầu. Nhưng chỉ một chút mà thôi. Nói xong, ông, một thanh kiếm lặng yên hiện lên ở trước mặt trung niên. Nếu như Dương Diệp ở đây, sẽ nhận ra kiếm này. Trung niên nhìn kiếm hồi lâu, sau đó nói. Ta rất nhiều năm không cầm kiếm rồi. Bởi vì không có người có tư cách để cho ta cầm kiếm. Theo ta được biết, hai vị kia của bất tử tộc, còn có hư linh nữ. Lúc này Thủy Nguyên Nhân nói khẽ. Ba người này. Bọn hắn. Trung niên lắc đầu. Hư linh nữ không tệ, đáng tiếc nàng chưa triệt để thức tỉnh, bất quá ta sẽ chờ, đợi nàng triệt để thức tỉnh, còn hai vị kia của bất tử tộc, hai người kia cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Ta sẽ chờ bọn hắn, chờ sau khi đánh với bọn hắn một trận. Ta sẽ đi tìm các ngươi, hy vọng Thủy Nguyên tộc mạnh mẽ hơn một chút. Nói xong hắn quay người rời đi. Vạn nhất bọn hắn đánh bại ngươi thì sao? Lúc này, Thủy Nguyên Nhân kia đột nhiên nói. Trung niên có chút dừng lại, sau đó nói. Ngươi nói là ba người liên thủ sao? Thủy Nguyên Nhân có chút trầm ngâm, sau đó nói. Lúc trước thiếu niên kia, cùng ngươi. Trung niên nói khẽ. Ta muốn nhìn một chút. Cực hạn của hữu tình kiếm đạo là cái gì? Đã minh bạch, Thủy Nguyên Nhân nói khẽ. Người này nhìn như vô tình, kỳ thực hữu tình, kiếm của hắn, dùng tình làm hạch tâm, chỉ cần hắn thủ vững bản tâm, tương lai chắc chắn là một vị kiếm tu tuyệt thế. Mà nếu như hắn và ngươi, khóe miệng trung niên đột nhiên nổi lên nụ cười này ý tứ sâu xa. Trung niên không nói gì thêm, người đã biến mất. Tự tin, trong tràng. Thủy Nguyên Nhân nói khẽ. Kiếm tu thật mạnh, có 102 trên đời. Nói xong, hắn đang muốn biến mất, nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
lại một vị, thật mạnh. Cách đó không xa, một nữ hài rơi vào trên mảnh đất này. Tiểu nữ hài nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi về phía vị trí của Thủy Nguyên Nhân, bất quá thời điểm đi ngang qua tế đàn, nàng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tế đàn kia, giờ khắc này yêu ma cũng nhìn về phía nữ hài. Khí tức tiểu nữ hài nội liếm, nhìn không ra bất kỳ chỗ bất phàm. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua yêu ma liền thu hồi ánh mắt, sau đó đi về phía vị trí của Thủy Nguyên Nhân, nhưng đúng lúc này, yêu ma cười gằn. Mùi vị khẳng định không tệ. Nói xong, hắn thả người bay lên, nhào về phía cô bé kia. Tiểu nữ hài đột nhiên quay đầu, mi tâm nàng có một vật lặng yên hiện lên. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Thời điểm Hoàng Tuyền Thiên Mệnh xuất hiện, khí tức cả người tiểu nữ hài hoàn toàn khác biệt. Thâm trầm như vũ trụ mênh mông. Mà giờ khắc này, yêu ma cũng phát hiện điểm này. Nhưng thời khắc này nó đã không kịp thu tay lại. Chiếu, một đạo ánh sáng âm u lóe lên. Xùy. Theo một vết máu tươi bắn ra, yêu ma bị chấn bay ra ngoài vạn trượng. Ầm, yêu ma nện trên mặt đất, ở trước ngực có một lỗ máu khổng lồ. Máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra. Tiểu nữ hài nhàn nhạt nhìn thoáng qua yêu ma, sau đó nói. Yêu ma thời đại thủy văn minh, ta giết qua không ít. Ngươi là người phương nào? Yêu ma kinh hãi nhìn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đi tới trước mặt yêu ma. Thế nào, nhanh như vậy liền quên rồi. Yêu ma nhìn tiểu nữ hài một hồi lâu, đột nhiên con mắt nó trợn lên. Ngươi, là ngươi. Lúc trước, Dương Diệp và Thiên Tú đã tới nơi này. Lần kia, hắn vốn định đánh chết Dương Diệp, bởi vì hắn ở trên người Dương Diệp cảm nhận được khí tức chí bảo, cũng chính là Hồng Mông Tháp. Bất quá lần kia bị Thiên Tú ngăn cản, lúc trước Thiên Tú tế ra Hoàng Tuyền Thiên Mệnh, để cho nó cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, bởi vậy nó buông tha. Mà hôm nay, nó lại gặp. Lúc này đây, tiểu cô nương trước mắt này so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Thiên Tú nhìn yêu ma. Khôi phục mấy thành thực lực. Yêu ma nhìn thoáng qua Thiên Tú, sau đó nói. Sáu thành. Muốn chết hay muốn sống? Thiên Tú nói khẽ. Yêu ma trầm giọng nói. Tự nhiên là muốn sống. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Thực lực của ngươi không tệ, trong trời đất này, ngoại trừ số ít những người kia, không ai có thể làm gì ngươi gì. Bất quá đáng tiếc, ta chính là một trong mấy người kia. Ta có một bằng hữu, thực lực thấp kém, rất không an toàn, người giúp ta đi bảo hộ hắn một đoạn thời gian, như thế nào? Thần sắc của yêu ma có chút do dự, lúc này Thiên Tú lại nói. Rất có lợi. Ân. Yêu ma nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú nói khẽ. Trên người hắn có bồ đề thụ cùng với hồng mông tử khí, hai cái này, đủ để ngươi chữa trị vết thương trên người rất nhanh. Còn có thể càng tiến một bước. Yêu ma trầm giọng nói. Ngươi nói là thiếu niên kiếm tu kia. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Yêu ma cười khổ. Vị đại nhân này, có ngươi cùng vị vừa rồi kia, thế gian này ai có thể tổn thương hắn? Thiên Tú khẽ lắc đầu. Ngươi nói có nguyện ý hay không đi? Yêu ma trầm giọng nói. Nếu không nguyện ý thì sao? Hiện tại ta sẽ giết ngươi. Thiên Tú nhìn yêu ma. Yêu ma đắng chát cười cười, con mẹ nó, thế ngươi hỏi ta làm quái gì? Hổ lạc bình dương a. Thiên Tú lạnh nhạt nói. Cho dù ngươi là thời kỳ đỉnh phong, muốn giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tại chỗ, yêu ma mặt mũi tràn đầy đắng chát. Trước kia, trong mắt của hắn, ở thời đại này, sau khi nó ra ngoài, nhất định là có thể tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Nhưng nó mới ra. Thì gặp phải hai tồn tại giống như thần. Thế đạo này là thế nào sao? Yêu ma lắc đầu. Hôm nay hắn gặp phải hai người, đừng nói ở thời đại này, dù ở thời đại kia, cũng thuộc về siêu cấp cường giả, hơn nữa nó đều gặp. Quá xui xẻo. Tại chỗ, yêu ma suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn biến mất ngay tại chỗ. Hồng mông tử khí, bồ đề thụ. Đây là hiện tại nó cực kỳ cần, có hai thứ này. Nó không những khôi phục thương thế nhanh chóng, còn có thể mượn bồ đề thụ để cho thực lực của mình nâng cao một bước. Bởi vậy, hắn quyết định đi tìm Dương Diệp. Thiên Tú đi ra chỗ tế đàn, đi tới vị trí của Thủy Nguyên Nhân. Thủy Nguyên Nhân cũng không rời đi, mà ở nơi đó chờ. Có việc gì? Thủy Nguyên Nhân hỏi. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Đến mượn một vật. Vật gì? Thủy Nguyên Nhân hỏi.
Hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại, một lát sau, nàng không biết nói gì đó, sắc mặt Thủy Nguyên Nhân kia đại biến. Ngươi, không được, tuyệt đối không được. Hai mắt Thiên Tú dần dần băng lạnh xuống. Hôm nay ta không có gánh nặng trên người, không nên ép ta đi Thủy Nguyên tộc của ngươi đại khai sát giới. Dương Diệp mang theo Trụ Linh về Hư Linh Đại Lục, nhưng giờ phút này, ở bên ngoài Hư Linh Thành người đông tấp nập. Những thứ này, đều là tới từ các nơi trên thế giới. Thời khắc này Đại Thiên Vũ Trụ đã bị Bất Tử tộc hoàn toàn chiếm lĩnh, bây giờ Đại Thiên Vũ Trụ, chỉ có hai địa phương còn không có rơi vào tay giặc, chính là Thần Vực cùng Hư Linh Thành. Lúc này, Dương Liêm Sương xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là tình huống gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Thần Vực lợi dụng trận pháp ẩn núp cả Thần Vực, hiện tại tất cả mọi người của Đại Thiên Vũ Trụ đều đang chạy đến chỗ chúng ta. Nơi đây chỉ là một nhóm nhỏ, còn có nhiều người hơn đang không ngừng chạy đến. Ngươi thấy thế nào? Đuổi không đi sao? Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương lắc đầu. Những người này, ai? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Để cho bọn hắn ở bên ngoài đi. Nói xong, hắn quay người tiến vào trong thành. Tại chỗ, Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người nhìn về phía những người ngoài thành kia. Ngẫm lại, vẫn là quê nhà ta được, mặc dù không có những năng lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần này, nhưng có một phần bình tĩnh. Loạn thế, người như con chó a. Nói xong, Dương Liêm Sương quay người rời đi. Dương Diệp về tới Hư Linh Điện, giờ phút này trong điện là Dương Liêm Sương và Mạc Lão. Liêm Sương, ngươi nói Thần Vực ẩn núp mình. Dương Diệp đột nhiên hỏi. Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu. Nghĩ đến bọn hắn là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, bây giờ Bất Tử tộc quá mạnh, mặc kệ là chúng ta hay thần tộc, đều không thể đối kháng bọn hắn. Dương Diệp giống như nghĩ đến cái gì, lập tức nhìn Mạc Lão. Mạc Lão, thời kỳ thần tộc đỉnh phong. Bách tộc và bốn đại gia thiếu chút nữa thua bọn hắn ở thời kỳ đỉnh phong, có thể chống lại Bất Tử tộc không? Mạc Lão suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu. Không thể, thời kỳ thần tộc đỉnh phong, xác thực mạnh không biên giới. Thích Thiên ở thời kỳ đỉnh phong, cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Bất quá, từ trước mắt đến xem, nội tình cùng thực lực của Bất Tử tộc mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Nếu như thần tộc thêm bách tộc, còn có tứ đại gia. Hơn nữa đều là thời kỳ đỉnh phong, có lẽ có thể chống lại Bất Tử tộc. Mà hôm nay, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại Đại Thiên Vũ Trụ là dạng gì? Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Cho dù là Hư Linh tộc đã từng vô cùng cường đại, cũng không thể ngăn trở Bất Tử tộc. Nói thật, hiện tại Bất Tử tộc hiển lộ ra thực lực, chỉ sợ chỉ là một góc băng sơn của bọn hắn, chờ thời điểm bọn hắn bày ra tất cả, chúng ta. Nghe thế. Thần sắc của mọi người đều ngưng trọng lên. Như vậy xem ra, tựa hồ chúng ta không có bất kỳ hy vọng gì. Lúc này Dương Diệp nói. Trời không tuyệt đường người. Mạc Lão cười nói. Chúng ta có thể làm, chính là tận nhân sự, còn kết quả như thế nào, chỉ nghe theo mệnh trời. Mà bây giờ chúng ta phải làm là xử trí những người bên ngoài kia như thế nào, theo càng ngày càng nhiều người tới nơi này, nếu như chúng ta không xử trí thích đáng. Đến lúc đó sợ là sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Đã bắt đầu nhiễu loạn rồi. Dương Liêm Sương nói. Ở ngoài thành, mỗi ngày đều đang phát sinh một ít chuyện loạn thất bát tao. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày. Qua hồi lâu, Dương Diệp nói. Liêm Sương, Mạc Lão, việc này chính các ngươi xử lý đi. Nói xong, cả người hắn trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Hắn, Mạc Lão nhìn về phía Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương mỉm cười. Hắn không có trực tiếp hạ lệnh đuổi những người kia đi, là tương đương cho những người kia một con đường sống. Ta đi an bài một chút, lại để cho những người kia vào thành. Mạc Lão nhẹ gật đầu. Nhớ rõ, đừng cho những người kia sinh sự, đối với người sinh sự, không nên nương tay. Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu. Minh bạch. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong điện, thần sắc của Mạc Lão dần dần ngưng trọng lên. Thế cục này, người phải phá như thế nào? Trong Hồng Mông Tháp, ở trước mặt Dương Diệp, là một tòa tiểu tháp. Dương Diệp nhìn tiểu tháp trước mặt, suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tháp Linh, người nên biết Hồng Hoang Khai Thiên Phủ kia chứ? Tháp Linh không có trả lời. Dương Diệp do dự một chút, lại nói tiếp. Có thể thả nó đi ra hay không? Lúc này,
một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên chấn Dương Diệp liên tục lùi lại, cùng lúc đó, Hồng Mông Tháp bắt đầu điên cuồng rung động. Dương Diệp. Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt của Hồng Mông Tháp, tiểu chảo nàng bắt đầu vung múa. Một lát sau, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, tiểu chảo lại bắt đầu cua múa. Dương Diệp đắng chát cười cười, ý tứ của Tiểu Bạch là, hắn yêu cầu Hồng Mông Tháp thả Hồng Hoang Khai Thiên Phủ kia, quá nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, không thể thả. Thả, nó, còn có tất cả mọi người trong tháp này phải chết. Mọi người đều phải chết. Cái này là ý tứ của Hồng Mông Tháp. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Vì cái gì? Hồng Mông Tháp run rẩy, hiển nhiên là đang trả lời. Hồng Mông Tháp có ý tứ là, Hồng Hoang Khai Thiên Phủ kia rất đáng sợ, nó có thể cảm nhận được ý tưởng của Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, hiện tại đối phương không ra được, nhưng một khi đi ra, nhất định là đại khai sát giới. Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Thần sắc của Dương Diệp có chút ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp này, hiển nhiên là đang kiêng kỵ Hồng Hoang Khai Thiên Phủ kia. Lần thứ nhất, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Mông Tháp kiêng kỵ như vậy. Dương Diệp nghĩ một lát, sau đó nói. Vậy nó ở trong này, với chúng ta mà nói, là họa không phải phúc a. Ân, cái kia, người có thể vĩnh cửu trấn áp nó không? Hồng Mông Tháp run run. Hiển nhiên là không thể. Lúc nào nó sẽ đi ra? Dương Diệp lại hỏi. Lúc này, Tiểu Bạch dựng lên tiểu chảo. 500 năm. Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu. 5.000 năm. Dương Diệp lại hỏi. Tiểu Bạch trừng mắt, tiểu chảo đè xuống. Giờ khắc này, Dương Diệp rõ ràng ý tứ của Bạch Tiểu Bạch. Dương Diệp nhảy dựng lên. Cái gì? 5 tháng. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Biểu lộ của Dương Diệp có chút khó coi. Nói đùa gì vậy? Ngay lúc này, Dương Liêm Sương xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, Dương Liêm Sương nói. Thần tộc phái sứ giả tới, muốn cùng chúng ta kết minh. Kết minh? Dương Diệp nhíu mày. Kết minh gì? Dương Liêm Sương nói. Hiện tại Đại Thiên Vũ Trụ, chỉ còn chúng ta và thần tộc, hiển nhiên, bọn họ là muốn liên thủ với chúng ta chung một chỗ đối kháng bất tử tộc. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Tới là trí nữ. Trí nữ, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Ra gặp đi. Nói xong, hắn cùng với Dương Liêm Sương đi ra Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương đi rồi, ánh mắt Tiểu Bạch xoay chuyển, xoay người nhìn về phía Hồng Mông Tháp, tiểu chảo vung múa. Không biết Tiểu Bạch nói gì, Hồng Mông Tháp điên cuồng rung động, rất kích động. Tiểu Bạch vội vàng ôm lấy Hồng Mông Tháp, sau đó một cái móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng huy động. Nhưng Hồng Mông Tháp vẫn rất kích động. Ý của Tiểu Bạch rất đơn giản, nàng muốn xem bảo bối kia, cũng chính là Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Đối với cái này, Hồng Mông Tháp quyết đoán cự tuyệt. Nhưng nhìn bộ dạng của Tiểu Bạch, hiển nhiên là không muốn buông tha. Giờ phút này, Hồng Mông Tháp rất muốn đi tìm Dương Diệp, nói cho Dương Diệp biết, phải ngăn cản Tiểu Bạch. Bằng không thì Tiểu Bạch sẽ xông ra đại họa. Nhưng nó và Dương Diệp trao đổi, đều là thông qua Tiểu Bạch. Gây rắc rối. Ở trong thế giới của Tiểu Bạch, hoàn toàn không có khái niệm này. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Hư Linh Điện. Trong điện, Dương Diệp gặp được trí nữ, ở bên cạnh trí nữ còn đi theo một lão giả. Lão giả này hắn cũng đã gặp, là quản sự bên người trí nữ, đã từng dẫn hắn đi tu la luyện ngục tu luyện. Có việc gì? Dương Diệp nói. Trí nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Hôm nay thế cục của Đại Thiên Vũ Trụ ngươi nên biết, bất kể là thần tộc ta, hay các ngươi, đều không thể một mình đối kháng bất tử tộc, cho nên ta cảm thấy chúng ta nên kết minh liên thủ, kể từ đó, còn có một chút hy vọng, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Ngươi nói sai rồi, chúng ta liên thủ, cũng không đối phó được bọn hắn. Trí nữ nhíu mày. Chí ít có chút cơ hội. Mà không bị động như bây giờ, không phải sao? Dương Diệp chậm rãi đi tới trước mặt trí nữ. Trí nữ, thần tộc ngươi phản bội qua ta một lần, không đúng, phải nói, ta đã từng tin tưởng qua thần tộc ngươi, nhưng thần tộc ngươi đối đãi ta như thế nào? Trí nữ trầm mặc. Lúc trước, Dương Diệp cùng thần tộc quan hệ xác thực rất tốt. Nhưng thần tộc không có lựa chọn mối quan hệ này. Lúc này Dương Diệp lại nói. Trở về đi. Trí nữ trầm giọng nói. Bây giờ không phải thời điểm hành động theo cảm tình, Dương Diệp, bất tử tộc còn cường đại hơn so với ngươi thấy,
cho dù là thần tộc ta thời kỳ đỉnh phong, cũng không nhất định có thể chống lại bọn họ, hiện tại chúng ta càng không thể, nếu như chúng ta hợp tác cùng tiến thối, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Coi như ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải ngẫm lại cho tất cả mọi người trong hư linh thành này, không phải sao? Dương Diệp đang muốn nói, nhưng lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa vang lên. Ngươi còn muốn để cho người bên cạnh mình chết trận nhiều hơn nữa sao? Dương Diệp quay đầu. Chỗ đó, một nữ tử áo trắng chậm rãi đi tới. Người tới, đúng là Đinh Thược Dược. Quân sư thần tộc, Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp. Quên những người chết trận vì ngươi rồi sao? Ngay lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chĩa vào mi tâm Đinh Thược Dược. Kiếm nhập nửa xích, máu tươi chảy ròng ròng. Bên cạnh Đinh Thược Dược, lão giả thần tộc kia nhíu mày, đang muốn ra tay, bất quá lại bị một cỗ lực lượng cường đại bao phủ, trong lòng hắn cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỗ đó, viên lão đang nhìn hắn. Thực lực của viên lão là tổ cảnh. Từ cảnh giới mà nói, viên lão là người cao nhất ở đây. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp. Tiếp theo đại quân bất tử tộc phủ xuống, bên cạnh ngươi còn có bao nhiêu người vì ngươi mà chết. Ta biết ngươi hận ta lúc đầu không để cho thần tộc xuất binh giúp ngươi, nhưng chính ngươi hỏi ngươi một chút, cái chết của bọn hắn, thật là vì thần tộc ta sao? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó thu kiếm. Là nguyên nhân của Dương Diệp ta. Cái chết của đám người Tần Xuyên, Dương Diệp hắn khó tránh tội này. Đinh Thược Dược nói. Dương Diệp, ngươi là kiếm tu, hành sự tùy tâm, nhưng ngươi cũng phải xem tình huống. Ngươi bây giờ, không phải là một người, sau lưng ngươi, còn có bằng hữu, còn có vợ con của ngươi, nếu như ngươi hành sự tùy hứng, càng nhiều lúc bị thương chính là bọn hắn. Ngươi đã không thể làm một kiếm tu vô tình, vậy ngươi liền không thể làm được mọi sự tùy tâm, ngươi có băn khoăn, đã có băn khoăn, làm việc phải cẩn thận, không thể theo tính tình, bởi vì một quyết định của ngươi, rất có thể sẽ để cho người bên cạnh ngươi chết nhiều hơn nữa. Hoặc là, ngươi bỏ qua những người này, bằng vào thực lực của ngươi, trời đất bao la, Mạc Dương Diệp người tiêu dao, ta cũng tin tưởng, ngươi bỏ qua hết thảy, tất sẽ trở thành tiêu dao tử thứ hai. Thiên phú của Dương Diệp, tuyệt đối không phải đứng đầu nhất, nhưng tâm của hắn, tuyệt đối là đứng đầu nhất. Thiên phú không đáng sợ, đáng sợ nhất là người tâm như bàn thạch, loại người này, so với người thiên phú tốt càng thêm kinh khủng. Tâm mạnh, người liền mạnh, nếu như tâm không cường đại, thiên phú lại được, cũng là miệng cọp gan thỏ, cuối cùng như phù dung sớm nở tối tàn. Cổ kim người thành đại sự, ai không có tâm kiên như bàn thạch. Theo Đinh Thược Dược nói, trong đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Diệp cũng trầm mặc. Như Đinh Thược Dược nói, nếu là người trong thế tục, như vậy một ít chuyện trong thế tục liền không thể tránh được. Loại người như Tiêu Giao Tử, hắn ngoại trừ muốn càng cường đại hơn, cái khác đều không nghĩ, loại người này, đã không phải là người trong thế tục, hắn, là không có khuyết điểm, ngoại trừ chính hắn không có sơ hở gì. Muốn đánh bại hắn, chỉ có từ chính diện đánh bại hắn. Mà Dương Diệp bất đồng, người, sự tình Dương Diệp quan tâm, rất nhiều. Đạo lý này, kỳ thật Dương Liêm Sương cùng viên lão đều nhìn rõ ràng. Nhưng bọn hắn không có nói, không phải không dám nói, mà là từ trong miệng bọn họ nói ra, hiệu quả khả năng không có lớn như vậy, mà bọn hắn cũng không muốn đi động đau nhức trong lòng Dương Diệp. Ninh Thược Dược đi tới một bước, nàng nhìn Dương Diệp. Ngươi có nghĩ qua, đại quân bất tử tộc lần nữa phủ xuống, có thể cùng ngươi chiến đấu, chỉ có người trong điện và U Minh chúng nữ, còn những người trong thành kia, bọn hắn cái gì cũng không làm được. Nhưng ngươi cảm thấy, thời điểm đại quân bất tử tộc ép tới, các ngươi có thể chống đỡ bọn hắn sao? Hoặc có lẽ là, các ngươi có bao nhiêu người có thể sống? Ta biết Dương Diệp ngươi không sợ, ngươi là ai cũng không sợ, nhưng ngươi thật muốn những người này chôn cùng ngươi sao? Dương Diệp không có trả lời, cũng không thể nào trả lời. Nhưng Đinh Thược Dược không có ý tứ bỏ qua, tiếp tục nói. Dương Diệp, ngươi phải hiểu rõ một điểm, cho dù thần tộc ta xuống dốc, không bằng bất tử tộc, nhưng thực lực chỉnh thể, ít nhất mạnh hơn bên các ngươi, chúng ta tới tìm các ngươi liên minh, cũng không phải cầu các ngươi. Nói đến đây, khóe miệng Đinh Thược Dược bật cười. Ta biết, giờ phút này trong nội tâm ngươi nhất định là đang suy nghĩ, Dương Diệp ngươi cũng không cần thần tộc ta. Thế nhưng Dương Diệp, ngươi có nghĩ qua, hợp tác với thần tộc ta, thời điểm bất tử tộc tiến đến, ở bên cạnh ngươi, không chỉ là những bằng hữu của ngươi, còn có cường giả của thần tộc ta. Đương nhiên, đồng dạng,
thần tộc ta cũng không phải độc thân chiến đấu, mà có các ngươi tương trợ, đối với thần tộc ta và các ngươi mà nói, mọi người cùng có lợi. Nói đến đây, Đinh Thược Dược không nói gì nữa. Trong chàng lần nữa yên tĩnh trở lại. Hợp tác với thần tộc. Như Đinh Thược Dược nói, đây đúng là cả hai cùng có lợi, bất quá cuối cùng, còn phải nhìn quyết định của Dương Diệp. Ngay lúc này, Viên lão đột nhiên nói. Ta uốn nắn một chút, Đinh cô nương, người muốn nói là Dương Tiểu Hữu làm phiền hà bạn hắn, điểm ấy lão hủ không cho rằng như vậy. Bất tử tộc tiến đến, trừ khi đầu hàng, bằng không thì không ai có thể sống. Lời nói khó nghe, chúng ta có thể tụ chung một chỗ đối kháng bất tử tộc, là vì Dương Tiểu Hữu, nếu như không có hắn, liên minh chúng ta căn bản không tồn tại. Còn nữa, còn có một điểm, lúc trước có cường giả thần bí ngăn trở bất tử tộc, nếu như lão hủ không tính sai, đây cũng là bởi vì Dương Tiểu Hữu. Nói đến đây, Đinh Thược Dược không nói gì nữa. Trong chàng lần nữa yên tĩnh trở lại. Hợp tác với thần tộc. Người có nghĩ qua, đại quân bất tử tộc lần nữa phủ xuống, có thể cùng ngươi chiến đấu, chỉ có người trong điện và u minh chúng nữ, còn những người trong thành kia, bọn hắn cái gì cũng không làm được. Nhưng ngươi cảm thấy, thời điểm đại quân bất tử tộc ép tới, các ngươi có thể chống đỡ bọn hắn sao? Hoặc có lẽ là, các ngươi có bao nhiêu người có thể sống? Ta biết Dương Diệp ngươi không sợ, ngươi là ai cũng không sợ, nhưng ngươi thật muốn những người này chôn cùng ngươi sao? Dương Diệp không có trả lời, cũng không thể nào trả lời. Nhưng Đinh Thược Dược không có ý tứ bỏ qua, tiếp tục nói. Theo Đinh Thược Dược nói, trong đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Diệp cũng trầm mặc. Như Đinh Thược Dược nói, nếu là người trong thế tục, như vậy một ít chuyện trong thế tục liền không thể tránh được. Loại người như Tiêu Giao Tử, hắn ngoại trừ muốn càng cường đại hơn, cái khác đều không nghĩ, loại người này, đã không phải là người trong thế tục, hắn, là không có khuyết điểm, ngoại trừ chính hắn, hắn không có sơ hở gì. Muốn đánh bại hắn, chỉ có từ chính diện đánh bại hắn. Mà Dương Diệp bất đồng, người, sự tình Dương Diệp quan tâm, rất nhiều. Đạo lý này, kỳ thật Dương Liêm Sương cùng Viên lão đều nhìn rõ ràng. Nhưng bọn hắn không có nói, không phải không dám nói, mà là từ trong miệng bọn họ nói ra, hiệu quả khả năng không có lớn như vậy, mà bọn hắn cũng không muốn đi động đau nhức trong lòng Dương Diệp. Ninh Thược Dược đi tới một bước, nàng nhìn Dương Diệp. Ngươi có nghĩ qua, đại quân bất tử tộc lần nữa phủ xuống, có thể cùng ngươi chiến đấu, chỉ có người trong điện và u minh chúng nữ, còn những người trong thành kia, bọn hắn cái gì cũng không làm được. Nhưng ngươi cảm thấy, thời điểm đại quân bất tử tộc ép tới, các ngươi có thể chống đỡ bọn hắn sao? Hoặc có lẽ là, các ngươi có bao nhiêu người có thể sống? Ta biết Dương Diệp ngươi không sợ, ngươi là ai cũng không sợ, nhưng ngươi thật muốn những người này chôn cùng ngươi sao? Dương Diệp không có trả lời. Cũng không thể nào trả lời. Nhưng Đinh Thược Dược không có ý tứ bỏ qua, tiếp tục nói. Dương Diệp, người phải hiểu rõ một điểm, cho dù thần tộc ta xuống dốc, không bằng bất tử tộc, nhưng thực lực chỉnh thể, ít nhất mạnh hơn bên các ngươi, chúng ta tới tìm các ngươi liên minh, cũng không phải cầu các ngươi. Nói đến đây, khóe miệng Đinh Thược Dược bật cười. Ta biết, giờ phút này trong nội tâm ngươi nhất định là đang suy nghĩ, Dương Diệp ngươi cũng không cần thần tộc ta. Thế nhưng Dương Diệp, người có nghĩ qua, hợp tác với thần tộc ta, thời điểm bất tử tộc tiến đến, ở bên cạnh ngươi, không chỉ là những bằng hữu của ngươi, còn có cường giả của thần tộc ta. Đương nhiên, đồng dạng, thần tộc ta cũng không phải độc thân chiến đấu, mà có các ngươi tương trợ, đối với thần tộc ta và các ngươi mà nói, mọi người cùng có lợi. Nói đến đây, Đinh Thược Dược không nói gì nữa. Trong chàng lần nữa yên tĩnh trở lại. Hợp tác với thần tộc. Như Đinh Thược Dược nói. Đây đúng là cả hai cùng có lợi, bất quá cuối cùng, còn phải nhìn quyết định của Dương Diệp. Ngay lúc này, Viên lão đột nhiên nói. Ta uốn nắn một chút, Đinh cô nương, người muốn nói là Dương Tiểu Hữu làm phiền hà bạn hắn, điểm ấy lão hủ không cho rằng như vậy. Bất tử tộc tiến đến, trừ khi đầu hàng, bằng không thì không ai có thể sống. Lời nói khó nghe, chúng ta có thể tụ chung một chỗ đối kháng bất tử tộc, là vì Dương Tiểu Hữu, nếu như không có hắn. Liên minh chúng ta căn bản không tồn tại. Còn nữa, còn có một điểm, lúc trước có cường giả thần bí ngăn trở bất tử tộc, nếu như lão hủ không tính sai, đây cũng là bởi vì Dương Tiểu Hữu. Nói đến đây, Viên lão dừng lại, sau đó lại nói. Đương nhiên, cùng thần tộc liên minh, đối với mọi người chúng ta mà nói đều có lợi, còn các hạ nói thực lực của thần tộc cao mạnh hơn bên chúng ta,
lão hủ cũng không ủng hộ. Ta lại hỏi Đinh cô nương, Thích Thiên tộc trưởng có nắm chắc đánh chết được Dương Tiểu Hữu hay không? Đương nhiên, Dương Tiểu Hữu khẳng định cũng không cách nào đánh bại Thích Thiên tộc trưởng, nhưng lại thêm An cô nương thì sao? An Nam tính. Hai mắt Đinh Thực Dược híp lại, bên Dương Diệp, ngoại trừ Dương Diệp ra, còn có một An Nam tính. Thực lực của hai người này hôm nay, muốn giết tổ cảnh thật không có độ khó. Lúc này, Viên lão lại nói. Đinh cô nương, mọi người chúng ta hợp tác, đúng là cả hai cùng có lợi, nhưng có một điểm Đinh cô nương phải hiểu, thần tộc ngươi không cần cầu chúng ta, mà chúng ta, cũng không cần cầu các ngươi, địa vị của mọi người là ngang hàng, cũng không phải ai giúp ai, đúng không? Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Viên lão, sau đó nói. Tình huống như thế này, so đo những thứ kia, ta cảm thấy không có chút ý nghĩa nào, không phải sao? Viên lão cười nói. Thần tộc không so đo, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không so đo. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Tiểu Hữu, ngươi quyết định đi. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Mặc dù không thể làm bạn với người của thần tộc, nhưng cái này không ngại chúng ta kết minh với thần tộc. Như Đinh Thược Dược nói, hắn thật sự phải vì người bên mình suy tính. Nếu như Dương Diệp hắn lẻ loi một mình, thì không sợ bất tử tộc chút nào, đánh không lại, ta còn không chạy lại ngươi sao? Chỉ cần hắn muốn đi, hắn dám cam đoan, bất tử tộc tuyệt đối sẽ không đuổi theo hắn. Nói đùa, dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như đám bất tử kỵ sĩ kia theo đuổi hắn, hắn có thể chậm rãi mài chết sạch. Mà ở trong bằng hữu của hắn, ngoại trừ An Nam tính cùng hắn có loại thực lực này ra, người còn lại đều không được. Còn nữa, hắn đã đáp ứng Thiên Tú, trước thay nàng trông coi Hư Linh Đại Lục. Hắn phải chờ nàng trở lại. Trong điện, Đinh Thực Dược nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Mang theo An Nam tính, đi với ta tới thần vực một chuyến, có lợi với các ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đại điện. Đi ra đại điện, hai mắt Đinh Thực Dược chậm rãi đóng lại. Giờ phút này, ở trong đầu nàng chỉ còn lại câu nói kia của Dương Diệp. Không thể cùng người của thần tộc làm bạn. Cũng không lâu lắm, Dương Diệp đi ra đại điện, ở bên cạnh hắn là An Nam Tính. An Nam Tính nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, không nói gì. Đi thôi. Đinh Thược Dược nói xong, người đã biến mất. Thoáng qua, đám người Dương Diệp lập tức đi theo. Thần tộc muốn làm gì? Trong điện, Dương Liêm Sương nói khẽ. Yên tâm đi, Viên lão cười nói. Mặc kệ bọn hắn làm cái gì, An nha đầu cùng Dương Tiểu Hữu cũng sẽ không có nguy hiểm. Vì sao? Dương Liêm Sương quay đầu nhìn về phía Viên lão. Viên lão nhìn ra ngoài điện. Bởi vì muốn giết bọn hắn, bất kể là bất tử tộc, hay thần tộc kia, đều cần phải bỏ ra cái giá thê thảm. Cái giá này, hiện tại hai thế lực kia không muốn đi trả. Còn nữa, Đinh cô nương cùng Dương Tiểu Hữu từng có một đoạn duyên phận. Ta tin tưởng, nàng sẽ không hại Dương Tiểu Hữu. Nhưng ở trong lòng nàng, thần tộc trọng yếu nhất. Dương Liêm Sương nói. Viên nhẹ gật đầu, sau đó nói khẽ. Đây cũng là địa phương ta kính nể. Ở trước mặt chủng tộc đại nghĩa, nhìn nữ tư tình, xác thực nên để qua một bên. Chúng ta làm người, không thể sau khi ưa thích một người, ngay cả người nhà cũng chẳng ngó ngàng gì tới chứ. Dương Liêm Sương quay đầu nhìn về phía Viên lão. Ở quê ta, rất nhiều người chính là như vậy, bọn hắn thất tình, sẽ cực kỳ bi thương, sau đó lựa chọn hủy hoại bản thân mình, nhưng bọn họ không có nghĩ qua, tất cả đau nhức cùng khổ sở, đều do cha mẹ bọn hắn đến thừa nhận. Ngây thơ. Viên lão lắc đầu. Xác thực ngây thơ. Dương Liêm Sương nói. Lúc này, Viên lão nhìn thoáng qua Dương Liêm Sương. Nhà đầu, quê hương của ngươi. Dương Liêm Sương có chút trầm ngâm, sau đó nói. Một chỗ rất xa. Bất tử tộc sẽ không tìm tới sao? Viên lão hỏi. Dương Liêm Sương suy nghĩ một chút, sau đó nói. Hẳn sẽ không, quá xa, hơn nữa người ở đó rất yếu, trừ khi bất tử tộc tận lực đi tìm, bằng không thì bọn hắn không cảm giác được chỗ đó, dù sao chỗ đó ngay cả linh khí cũng ít đến đáng thương. Viên lão gật đầu, không có nói gì nữa, quay người rời đi. Trong điện, Dương Liêm Sương nhíu mày. Bất tử tộc sẽ không thật sự tìm tới đó chứ? Dương Diệp và An Nam Tính đi theo đám người Đinh Thược Dược tới thần vực, thời khắc này thần vực bị một loại trận pháp thần bí che giấu, nếu như không phải đám người Đinh Thược Dược dẫn đường, coi như là hắn đứng ở trước thần vực cũng không phát hiện được. Tiến vào thần vực,
Dương Diệp phát hiện, trong thần vực tràn ngập khí tức ngưng trọng. Hiển nhiên, đối mặt bất tử tộc, thần tộc cũng thấy vô cùng phiền phức. Ở dưới Đinh Thược Dược và Trí Nữ hướng dẫn, mấy người đi tới một gian đại điện, trong đại điện chỉ có một trung niên. Thích Thiên. Trung niên này, đúng là thần tộc tộc trưởng Thích Thiên. Thích Thiên quay người nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người An Nam Tĩnh một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây bất tử tộc lai giả bất thiệt, người thấy thế nào? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nói điểm chính đi, nếu như thần tộc cùng ta liên thủ, như vậy ta rất muốn biết, cái liên thủ này là thế nào? Thích Thiên nhìn Dương Diệp. Hai quan giao chiến, nhất định phải có thống lĩnh, ở thời kỳ liên minh, ta có quyền điều khiển người bên ngươi, có vấn đề gì không? Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra nhìn Thích Thiên, ở trong mắt hắn, một mảnh huyết hồng. Dương Diệp nói, dựa vào cái gì? Thích Thiên nói, bằng thần tộc ta mạnh hơn các ngươi. Nghe được lời của Thích Thiên, Đinh Thược Dược nhíu mày. Lúc này Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Thần tộc mạnh hơn chúng ta, Thích Thiên tộc trưởng, ngươi lấy đâu ra lực lượng này? Nói như vậy, là không thể nói chuyện rồi. Thích Thiên lạnh nhạt nói. Dương Diệp cười nói, vậy thì không cần nói nữa. Nói xong. Hắn xoay người rời đi, một bên An Nam Tĩnh không chút do dự đi theo. Bất quá đi vài bước, Dương Diệp dừng lại, sau đó nói. Thích Thiên tộc trưởng, trận pháp này của thần vực các ngươi, rất mạnh, cũng rất bí mật, bất quá thứ cho ta nói thẳng, các ngươi cảm thấy, trận pháp này có thể ngăn được bất tử tộc sao? Thích Thiên lạnh nhạt nói. Trước khi bọn họ phát hiện chúng ta, có lẽ các ngươi đã toàn quân bị diệt rồi. Dương Diệp cười nói. Bất tử tộc, tuyệt đối sẽ không tới giết ta trước. Thật sao? Thích Thiên nói. Xác định như vậy. Dương Diệp nói. Bọn hắn đã tới hai lần rồi, nhưng kết quả thế nào? Thích Thiên nói. Nếu như không phải âm thầm có người tương trợ, tất cả mọi người ở Hư Linh Đại Lục, kể cả Dương Diệp ngươi, hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi. Dương Diệp nhìn Thích Thiên. Ngươi cũng biết sau lưng ta có người tương trợ, ta còn tưởng ngươi không biết. Nghe vậy, Thích Thiên nhíu mày, ngữ khí của Dương Diệp này, hắn quả thực khó chịu. Nhưng Dương Diệp quản cũng không có quản hắn, xoay người rời đi. Hiện tại chỉ có hai người các ngươi. Thích Thiên đột nhiên nói. Ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Dương Diệp dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía An Nam Tĩnh. Thời điểm ta cùng với Thích Thiên tộc trưởng luận bàn, Tĩnh Nhi, ngươi có thể giết bao nhiêu người? An Nam Tĩnh có chút trầm ngâm. Sau đó nói, thánh nhân thần tộc, chết hết, Dương Diệp nhún vai, sau đó xoay người nhìn về phía Thích Thiên. Thích Thiên tộc trưởng, muốn thử một chút không? Thánh nhân thần tộc chết hết. Chỉ cần Thích Thiên bị Dương Diệp kiềm chế, An Nam Tĩnh tuyệt đối có thể làm được. Hiện tại coi như là lão tổ cũng đỡ không nổi An Nam Tĩnh, mặc dù An Nam Tĩnh không phải tổ cảnh, nhưng thực lực của nàng bây giờ, đã có thể giết tổ. Luận đơn đả độc đấu, trong trời đất này. Ngoại trừ cấp bậc như Hư Linh Nữ cùng Tiêu Giao Tử, thật không có mấy người có thể đánh lại hắn và An Nam Tĩnh. Trong đại điện, bầu không khí có chút khẩn trương. Thích Thiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, đang muốn nói, lúc này Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Như vậy đi, song phương ai cũng không nghe lệnh ai, mọi người ngang hàng, có việc, thương lượng quyết định. Hiện tại bất tử tộc như có chuyện gì cần làm, mà trong khoảng thời gian này, chính là cơ hội của chúng ta. Nếu như chúng ta còn muốn nội đấu mà nói, ta tin tưởng, bất tử tộc nhất định là cao hứng nhất. Các ngươi thấy thế nào? Thích Thiên nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, không nói gì. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Đinh cô nương, thần tộc bây giờ, ngươi còn có thể làm chủ không? Đinh Thược Dược nhìn về phía Thích Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Có thể. Không quản hắn có thừa nhận hay không, bây giờ Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Không phải hắn có thể đơn giản giết chết, vì thần tộc, hắn cũng phải lựa chọn cùng bên Dương Diệp liên minh, chỉ có như vậy, mới có một tia hy vọng. Bằng không thì, thời điểm 600 bất tử kỵ sĩ của bất tử tộc Hàng Lâm, chính là lúc thần tộc bị diệt. Ninh Thược Dược khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đối mặt bất tử tộc, nên bố phòng như thế nào, an bài như thế nào, thần tộc ta sẽ phái người cùng Dương Liêm Sương cô nương và Mạc Lão thương lược, bất quá ở trước đó. Chúng ta hy vọng có thể cùng ngươi làm khoản giao dịch, một giao dịch đối với mọi người đều có lợi. Giao dịch gì?
Dương Diệp hỏi. Hồng Mông tử khí và linh khí. Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp. Thích Thiên tộc trưởng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, hắn cần Hồng Mông tử khí, mà thần vực chúng ta, có một trận pháp, nhưng linh khí không đủ, chúng ta hy vọng được trợ giúp của Tiểu Bạch. Các ngươi lấy cái gì để đổi? Dương Diệp hỏi. Ninh Thược Dược nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh cách đó không xa. Ngoại trừ chiến thiên, năm đó chiến thần của thần tộc ta còn có hai vật, ta nghĩ nếu An cô nương đạt được, thực lực nhất định tăng nhiều. An Nam Tĩnh nhìn về phía Đinh Thược Dược nói. Hai vị đi theo ta. Vừa nói, nàng quay người rời đi. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi theo, trong điện, Thích Thiên im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này trí nữ nói. Phụ thân, hắn chính là như vậy. Thích Thiên khẽ lắc đầu. Người có thực lực có tính khí là rất bình thường, ta là đang suy nghĩ tương lai của thần tộc ta. Kỳ thật, vào năm đó, ta có ý điều giải mâu thuẫn giữa thần tộc và bách tộc, nhưng thời điểm ta tiếp nhận thần tộc đã muộn. Chuyện năm đó, thần tộc ta thua, mà hôm nay, thần tộc ta quay về, lại phải đối mặt bất tử tộc. Phụ thân đối với bất tử tộc biết được bao nhiêu? Chí nữ nhẹ giọng hỏi. Thích Thiên nói khẽ. Biết một ít, năm đó thời kỳ hư linh tộc đỉnh phong, còn mạnh hơn thần tộc ta, nhưng vẫn bị bất tử tộc diệt. Nói đến đây, Thích Thiên hít sâu một hơi. Nhà đầu, chúng ta cũng phải chuẩn bị đường lui. Phụ thân, ngươi. Chí nữ kinh hãi nhìn Thích Thiên. Thích Thiên nói khẽ. Bất kể như thế nào, thần tộc không thể ở thế gian này tuyệt chủng. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi theo Đinh Thược Dược tới một mật thất, trong mật thất bày hai vật phẩm. Một món trong đó, là một tấm thuẫn hiện lên hình vuông, toàn thân đen kịt, ở chính diện thuẫn là một đầu thú vật dữ tợn. Mà ở đằng sau là từng đạo phù ấn thần bí, những phù ấn này tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Đây là... Dương Diệp hỏi. Chiến thuẫn. Ninh Thược Dược trầm giọng nói. Một trong chí bảo của thần tộc ta, vật ấy không thể phá vỡ, coi như là tổ cảnh, cũng không cách nào phá hủy nó. An Nam Tĩnh lắc đầu. Ta không cần phòng ngự. Ninh Thược Dược cười nói. Thuẫn này là chiến thuẫn, nó không phải dùng để phòng ngự. Mà là dùng để tiến công. Chuẩn xác mà nói, nó đã có thể công, cũng có thể phòng. An Nam Tĩnh không nói gì, tay phải khẽ vẫy, chiến thuẫn kia rơi vào trước mặt nàng. An Nam Tĩnh cầm chiến thuẫn, trong chốc lát, chiến thuẫn kia rung động kịch liệt lên, nhưng An Nam Tĩnh không bị ảnh hưởng, nàng cứ như vậy nhìn chiến thuẫn, lực lượng trên tay càng lúc càng lớn. Qua không đến một hồi, chiến thuẫn kia đều yên lặng xuống. Ninh Thược Dược nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nhìn về phía một vật khác. Vật ấy, tên chiến tí. An cô nương ưa thích cận chiến, vật ấy với ngươi mà nói, không thể thích hợp hơn, chỗ lợi hại của vật này, An cô nương có thể tự mình nghiên cứu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đã có thần trang, đồ vật của thần tộc ta, nghĩ đến ngươi cũng chướng mắt, bất quá có một vật, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Dương Diệp hỏi. Ninh Thược Dược nói, kiếm đảm. Kiếm đảm, Dương Diệp khó hiểu, Ninh Thược Dược nói khẽ có kiếm tâm, kiếm ý, kiếm hồn, tự nhiên cũng có kiếm đảm. Nếu như ngươi có được vật ấy, trong thiên địa, ngoại trừ mấy vị kia, không người có thể làm gì được ngươi rồi. Cho dù là tộc trưởng, cũng không được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 155.